Đô thị mạnh nhất Hoàn Khố. Diệp Thần Phong. Chương 781, Vạn Độc Môn. Sáng sớm, cùng ngày một bên phun ra ngân bạch sắc thời điểm, theo thời gian trôi đi, một vòng hỏa hồng húc di bính ra đường chân trời, ấm áp mặt trời chiếu khắp nơi. Một chỗ rậm rạp núi rừng bên trong, Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh ngồi ở dưới một cây đại thụ, bởi trước Diệp Thần Phong không ngừng chạy trốn. Hai người này trên y phục rất nhiều nơi đều bị cắt ra từng đạo miệng nhỏ. Hạ Tử Ninh đúng là không có mảy may thể lực tiêu hao, dù sao cũng là Diệp Thần Phong ở mang theo nàng chạy trốn, trái lại Diệp Thần Phong thì lại muốn chật vật hứa hơn nhiều, cái trán cùng trên gương mặt bốc lên lít nha lít nhít mồ hôi hột, trong lỗ mũi hô hấp có chút gấp gáp, bất quá, hai con mắt của hắn trước sau nhìn kỹ phía sau. Ở Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh phía sau khoảng chừng khoảng 100 mét địa phương, hai cái ông lão đồng dạng là ngồi ở dưới một cây đại thụ, hai người này ông lão chính là Thiên Sơn Môn hai trưởng lão Lỗ Đấu Văn cùng ba trưởng lão Với Ngàn Thạch. Hai người bọn họ dáng dấp muốn so với Diệp Thần Phong còn muốn chật vật. Một ngày một đêm qua truy đuổi, Diệp Thần Phong không ngừng mà mang theo hai người bọn họ hướng về có cạm bẫy địa phương thoán, khiến đến hai người bọn họ vẫn không cách nào đuổi theo Diệp Thần Phong bước tiến. Thế nhưng, người tổng có sức mạnh tiêu hao hết thời điểm. Cho dù là phá thiên cảnh giới cao thủ cũng không ngoại lệ, liền hai người này ông lão mỗi quá một quãng thời gian sẽ dừng lại nghỉ ngơi một chút, mà ở hai người bọn họ lúc ngừng lại, phía trước Diệp Thần Phong cũng sẽ dừng lại nghỉ ngơi, song phương trong lúc đó khoảng cách từ đầu tới cuối duy trì 100-200 mét dáng vẻ. Đương nhiên, Diệp Thần Phong cũng nghĩ tới ở phía sau hai cái ông lão lúc nghỉ ngơi, hắn kế tục mang theo Hạ Tử Ninh hướng về trước chạy trốn. Nhưng là bên trong thân thể của hắn linh hồn lực cũng tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, vạn nhất hắn thừa dịp vào lúc này chạy trốn, căn cứ thể lực các loại chờ, rất nhiều nhân tố. Khẳng định là lập tức chạy không xa lắm, đến thời điểm để phía sau hai cái ông lão khôi phục thể lực, sau đó đuổi theo hắn cùng Hạ Tử Ninh. Như vậy hai người bọn họ chỉ có đánh giám phần. Lỗ Đấu Văn cùng Với Ngàn Thạch trên người quần áo đã kinh biến đến mức rách tả tơi. Trên khuôn mặt già nua cùng trên cánh tay bị cắt ra từng đạo vết thương, những này khẳng định là bị Diệp Thần Phong sớm bố trí kỹ càng cạm bẫy tạo thành, muốn hai người bọn họ ông lão chính là đường đường phá thiên trung kỳ cao thủ, Thiên Sơn trong môn phái bị người kính ngưỡng trưởng lão, bây giờ lại vì truy đuổi hai người trẻ tuổi, biến thành bộ này vô cùng chật vật dáng dấp. Ngẫm lại trong lòng đều nén giận cực kỳ. Lỗ Đấu Văn đột nhiên từ trên mặt đất chạm lên, phía trước Diệp Thần Phong sau khi thấy. Hắn cũng lập tức từ trên mặt đất chạm lên. Hơn nữa trực tiếp đem Hạ Tử Ninh cho kẹp ở bên hông, Hạ Tử Ninh chỉ là hơi nhíu nhíu mày, trong miệng nhưng không hề nói gì, nàng cũng biết hiện tại chính mình đối với Diệp Thần Phong tới nói là một cái trói buộc. Diệp Thần Phong hoàn toàn có thể ném bản thân nàng đào tẩu. Nhưng là Diệp Thần Phong cũng không có làm như thế, trống trơn là điểm này liền đầy đủ để Hạ Tử Ninh cảm kích Diệp Thần Phong. Lỗ Đấu Văn thấy Diệp Thần Phong như vậy kinh dịch, tức giận đến là thổi râu mép trừng mắt, trong cổ họng lớn tiếng quát lên, phía trước tiểu tử, ngươi nghe kỹ cho ta, chúng ta Thiên Sơn môn cùng ngươi không thù không oán, ngươi nhưng ở Thiên Sơn trong môn phái tùy ý làm bậy, ngươi đã trở thành chúng ta Thiên Sơn môn không chết không thôi kẻ địch rồi. Nếu như ngươi đồng ý tiếp thu chúng ta Thiên Sơn môn xử trí, chúng ta có thể không liên lụy người nhà của ngươi. Diệp Thần Phong đối với những này đường hoàng, vẫn là cầm khịt mũi con thường thái độ. Thế giới này vẫn là lo liệu được làm vua thua làm giặc định lý, huống chi là lấy thực lực phi tôn cổ vũ giới, vì lẽ đó hắn dám khẳng định Lỗ Đấu Văn nói những câu nói này bằng là ở thối lắm. Lại nói, coi như Lỗ Đấu Văn nói chính là thật sự, vậy thì như thế nào? Diệp Thần Phong người nhà đều ở thế tục giới, đỉnh cấp thế lực bên này đệ tử là không thể bước vào thế tục giới, đây là một cái đỉnh cấp thế lực bên này hạn chế, một khi có môn phái nào trái với. Sẽ bị những môn phái khác hợp nhau tấn công. Diệp Thần Phong mắt lạnh nhìn 100 mét có hơn Lỗ Đấu Văn, cười gằn một tiếng, nói rằng, Thiên Sơn môn cùng ta không thù không oán. Các ngươi Thiên Sơn môn tàn sát Quỷ Y môn cùng Dung Trời môn các đệ tử, ta Diệp Thần Phong nhất định sẽ tự tay đem bọn ngươi Thiên Sơn môn từ trên xuống dưới đưa đi chôn cùng. Đến hiện tại Diệp Thần Phong cũng không cần thiết che giấu thân phận, lẽ nào hắn không phải Diệp Thần Phong? Phía sau cái kia hai cái ông lão liền sẽ bỏ qua cho hắn sao? Ngược lại hắn cùng Thiên Sơn môn đến không chết không thôi mức độ, lại mà lần này nếu như có thể đào tẩu, Diệp Thần Phong chỉ cần lại đổi một trương mặt nạ ra người, đến thời điểm lại có ai có thể nhận ra hắn.
chẳng bằng thừa dịp hiện tại khí một mạch hai người này ông lão, nói không chắc liền có thể chế tạo một ít cơ hội chạy trốn. Nói xong, Diệp Thần Phong đem trên mặt mặt nạ da người cho kéo xuống đến rồi, vẫn mang mặt nạ da người, trên mặt cũng là phi thường không thoải mái. Lỗ Đấu Văn cùng với Ngàn Thạch tuy rằng không có tham dự quỷ y môn cùng dung trời môn tàn sát, nhưng hai người bọn họ cũng là hiểu rõ vô cùng chuyện này, thậm chí còn xem qua Diệp Thần Phong chân dung, trước mắt nhìn thấy Diệp Thần Phong đem mặt nạ da người kéo xuống đến, nhìn thấy tấm kia giống như đã từng quen biết khuôn mặt, liền ngay cả ba trưởng lão với Ngàn Thạch cũng từ dưới đất đứng lên đến rồi, trong miệng không dám tin tưởng nói rằng, này, sao có thể có chuyện đó? Người dĩ nhiên là Diệp Thần Phong. Người dĩ nhiên là cái kia Diệp Thần Phong. Không riêng là với Ngàn Thạch trong lòng nổi lên cơn sóng thần, Lỗ Đấu Văn trên mặt cũng bị khiếp sợ cho tràn ngập, cử bọn họ hiểu biết dung trời trong môn phái cái kia Diệp Thần Phong, thực lực nhiều lắm chỉ là trước thiên cấp độ, hơn nữa Diệp Thần Phong lại là đến từ thế tục giới, một người như vậy làm sao có khả năng đem nắm giữ phá thiên sơ kỳ bốn trưởng lão Phùng Thiên Thủy cho giết. Ở Lỗ Đấu Văn cùng với Ngàn Thạch khiếp sợ ngây người thời điểm, Diệp Thần Phong trong thân thể linh hồn lực cũng khôi phục một chút, thừa cơ hội này, dưới chân lần thứ hai sử dụng tới bạo phong bộ pháp, bóng người dường như một trận cụ như gió hướng về xa xa lao đi, trải qua một ngày một đêm không ngừng triển khai bạo phong bộ pháp, trước mắt Diệp Thần Phong triển khai bạo phong bộ pháp tốc độ là càng lúc càng nhanh. Không được, tiểu tử này là cố ý hấp dẫn chúng ta sự chú ý. Lỗ Đấu Văn đúng lúc phục hồi tinh thần lại. Nhìn thấy phía trước sắp biến mất ở trong tầm mắt bóng người, trong miệng vội vàng nói. Đón lấy, hai người này ông lão cũng không còn dám làm chút nào dừng lại, đem trong cơ thể phá thiên trung kỳ chân kình lực lượng tăng lên tới cực hạn, nhanh chóng hướng về Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh đuổi tới. Vạn Độc Môn tọa lạc ở Vạn Độc Sơn trên, ở đỉnh cấp thế lực bên này cùng Thiên Sơn Môn như thế, tương tự thuộc về một cái ba nhóm thế lực, cái khác thừa hữu đang xem. Giữa bầu trời ánh mặt trời vung vãi đại địa, ngày hôm nay Vạn Độc Môn tu luyện trên sân dị thường náo nhiệt, bởi vì ngày hôm nay là Vạn Độc Môn công khai đệ tử chọn lựa. Vạn Độc Môn tên như ý nghĩa, môn phái này am hiểu nhất chính là độc dược, mà Vạn Độc Môn lựa chọn đệ tử tiêu chuẩn, là xem bố trí độc dược thiên phú mạnh mẽ đến đâu. Giờ khắc này, Vạn Độc Môn tu luyện tràng chính chuông ngang bày ra từng cái bàn, ở trên bàn bày đặt các loại hình thảo dược. Ở mỗi một cái bàn trước đều có một người thanh niên ở thao túng các loại thảo dược, những này chính là hôm nay tới tham gia Vạn Độc Môn đệ tử chọn lựa người. Ở Vạn Độc Môn tu luyện tràng Chu Vi Lâm thời dựng nổi lên thính phòng, Vạn Độc Môn bên trong đệ tử ngồi ở thính phòng bên trong nhìn ngày hôm nay môn phái đệ tử chọn lựa, mà ở thính phòng vị trí đầu não ngồi một cái má trái trên có một bãi màu đen dấu ấn người đàn ông trung niên, tên nam tử này người trên người trước sau tỏa ra âm lạnh khí tức. Ánh mắt tập trung ở hôm nay tới tham gia Vạn Độc Môn đệ tử chọn lựa nhân thân trên, tên này người đàn ông trung niên chính là Vạn Độc Môn hiện nhâm trưởng môn Khang Bách Âm. Một thân thực lực đến phá thiên đỉnh cao cấp độ. Ở Khang Bách Âm bên cạnh ngồi một cái 70-80 tuổi lão đầu nhi, ông lão này trên người mặc một bộ màu trắng trường sam, bất quá, màu trắng trường sam trên dính đầy các loại màu sắc đầy vết bẩn, trái lại ông lão này thật giống đúng là không có chút nào lưu ý. Người chung quanh cũng không dám đối với ông lão này ăn mặc có chút chỉ trỏ trỏ. Cái này 70-80 tuổi ông lão tên là Nguyên Phong Dương, hắn chính là Vạn Độc Môn đại trưởng lão, tương tự cũng là Vạn Độc Môn bên trong am hiểu nhất bố trí độc dược, hầu như là cả ngày đều muộn ở chế thuốc trong phòng, trên người nam nhan sáu sắc đầy vết bẩn hẳn là chính là luyện chế độc dược đưa đến. Lão đầu nhi này một thân thực lực đồng dạng là đến phá thiên đỉnh cao, ở Vạn Độc Môn bên trong liền ngay cả trưởng môn Khang Bách Âm bình thường cũng không dám đối với hắn đến kêu đi hết. Trưởng môn, xem ra năm nay tham gia chúng ta Vạn Độc Môn đệ tử chọn lựa người, luyện độc tư chất đều không ra sao. Nguyên Phong Dương lắc lắc đầu nói rằng, đại trưởng lão, thiên phú dị bẩm người lại làm sao có khả năng là tùy ý có thể thấy được. Chỉ cần hàng năm đều có mới mẻ dòng máu bỏ thêm vào đi vào, ta tin tưởng tổng hội gặp phải thiên tài. Trưởng môn Khang Bách Âm cười nói, bất quá nét cười của hắn phối hợp với, trên mặt hắn cái kia một bãi màu đen dấu ấn, nhìn qua xấu cực kỳ. Rậm rạp núi rừng bên trong. Diệp Thần Phong bên hông mang theo Hạ Tử Ninh nhanh chóng chạy trốn, nguyên bản hắn cho rằng có thể lợi dụng vừa nãy cơ hội, triệt để đem phía sau hai cái lão già cho bỏ rơi. Nhưng hắn vẫn là coi thường phá thiên trung kỳ cao thủ liều lĩnh bày ra tốc độ,
khoảng cách của song phương lần thứ hai thu nhỏ lại. Bết bát hơn chính là Diệp Thần Phong kẹp ở Hạ Tử Ninh đã chạy ra mảnh rừng núi này, không có núi rừng như vậy chạy trốn địa hình, e sợ Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh chẳng mấy chốc sẽ bị Lỗ Đấu Văn cùng với Ngàn Thạch cho đuổi theo. Ở chạy ra mảnh rừng núi này sau khi, Diệp Thần Phong nhìn thấy xa xa có một tòa núi cao, ở trên núi cao mơ hồ có thể nhìn thấy một ít hùng vĩ kiến trúc, mà ở tòa này núi cao bên cạnh có một chỗ cành lá sum suê rừng cây, hướng về trên núi cao chạy khẳng định là không sáng suốt. Bởi vì Diệp Thần Phong suy đoán trên núi hẳn là một môn phái, đến thời điểm chỉ có bị mặt sau hai cái ông lão vây chặt phần, vì lẽ đó Diệp Thần Phong mục tiêu là bên cạnh một chỗ rừng cây, chỉ cần có thể tiến vào trong rừng cây. Hắn liền lại có thể cùng phía sau hai cái ông lão đọ sức trên một ít thời gian. Ở Diệp Thần Phong mang theo Hạ Tử Ninh vừa chạy ra núi rừng, Lỗ Đấu Văn cùng với Ngàn Thạch cũng nhanh chóng bôn chạy ra. Hai người bọn họ ông lão nhìn thấy Diệp Thần Phong muốn hướng về phía trước một chỗ trong rừng cây bỏ chạy, bọn họ cũng biết trong rừng cây phi thường bất lợi cho bọn họ truy đuổi. Lỗ Đấu Văn mở miệng nói rằng, phía trước chính là Vạn Độc Sơn, chúng ta không thể để xúc sinh này lần thứ hai trốn vào trong rừng cây, chúng ta nhất định phải đem hắn ép lên Vạn Độc Sơn đi, đến thời điểm vạn người của độc môn nhất định sẽ ngăn chặn tiểu tử này đường đi, vào lúc ấy chúng ta lại phải bắt được hắn, hẳn là dễ như ăn cháo. Chương 782, ta là tới tham gia đệ tử chọn lựa. Thiên Sơn môn ba trưởng lão với Ngàn Thạch cũng phi thường tán thành Lỗ Đấu Văn lời giải thích, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, lão nhị, hiện tại chúng ta chỉ có thể sử dụng sinh mệnh thiêu đốt, ngươi ở bên trái, ta ở bên phải, chúng ta từ hai bên bọc đánh, khiến cho Diệp Thần Phong tiểu xúc sinh này chỉ có thể hướng về Vạn Độc Sơn trên trốn. Hô, Lỗ Đấu Văn trong miệng tầng tầng thổ thở ra một hơi. Phi thường trịnh trọng gật gật đầu, nói rằng, ngày hôm nay chúng ta tuyệt đối không thể để Diệp Thần Phong đào tẩu, tiểu xúc sinh này dĩ nhiên bức cho chúng ta muốn sử dụng sinh mệnh thiêu đốt, nếu như lại bỏ mặc tiểu xúc sinh này tiếp tục trưởng thành, như vậy nói không chắc có một ngày hắn thật sự sẽ có diệt chúng ta Thiên Sơn môn thực lực. Lỗ Đấu Văn cùng với Ngàn Thạch lẫn nhau đối diện một chút, trên mặt tràn ngập phẫn nộ cùng căm hận vẻ, trong miệng nhắc tới một ít kỳ quái khẩu quyết. Này hai ông lão trên thân thể tản mát ra chân kinh lực lượng cực kỳ bất quy tắc run run, ở khẩu quyết toàn bộ niệm sau khi xong, này hai ông lão trên người chân kinh lực lượng cường độ tuy rằng không có thay đổi, thế nhưng hai người bọn họ tốc độ dưới chân đầy đủ tăng lên gần như gấp 3, hai bên trái phải hướng về Diệp Thần Phong bọc đánh quá khứ. Này sinh mệnh thiêu đốt phương pháp là Thiên Sơn môn một loại bí thuật, bình thường chỉ có ở sống còn bước ngoặt dùng cho chạy trốn. Bởi vì loại bí thuật này chỉ có thể tăng lên tốc độ không thể tăng lên sức mạnh, có thể cho dù như vậy, mỗi sử dụng một phút sinh mệnh thiêu đốt, người sử dụng sẽ giảm thiểu một năm tuổi thọ, vì lẽ đó trong tình huống bình thường ai sẽ sử dụng loại này tự sát thức bí thuật. Huống chi Lỗ Đấu Văn cùng với Ngàn Thạch đều cao tuổi rồi, đối với bọn hắn tới nói sinh mệnh là phi thường trọng yếu, hay là nhiều một năm sinh mệnh, bọn họ thì có hy vọng đột phá đến tầng thứ cao hơn, chỉ cần đột phá đến tầng thứ cao hơn. Bọn họ tuổi thọ cũng thuận theo sẽ kéo dài. Nhưng hôm nay vì truy đuổi một cái tiểu tử, bọn họ này hai ông lão thậm chí ngay cả sinh mệnh thiêu đốt đều đã vận dụng, khó trách bọn hắn hai cái đối với Diệp Thần Phong là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bên hông mang theo Hạ Tử Ninh Diệp Thần Phong, hắn đột nhiên cảm giác được mặt sau có gì đó không đúng, thoáng quay đầu lại nhìn một chút, trong lòng nhất thời hoảng sợ cực kỳ, chỉ thấy Lỗ Đấu Văn cùng với Ngàn Thạch hai bên trái phải hướng hắn bọc đánh lại đây. Hơn nữa này hai lão gia hỏa tốc độ thực sự quá nhanh. Để Diệp Thần Phong căn bản không kịp tiến vào Vạn Độc Sơn bên cạnh trong rừng cây, nếu như hắn còn muốn cố ý hướng về trong rừng cây bỏ chạy, e sợ không có đi vào trong rừng cây, hắn cùng Hạ Tử Ninh sẽ bị mặt sau hai cái ông lão đuổi theo. Kế trước mắt, chỉ có thể một sông thẳng lên trước mặt núi cao, Diệp Thần Phong cũng là phi thường quả đoán người. Hướng về bên cạnh rừng cây chạy đi, bây giờ chỉ có là một con đường chết. Hướng về trước mặt trên núi chạy đi, hay là còn có một chút hy vọng sống, hiện tại Diệp Thần Phong không lo được trước mặt trên ngọn núi này đến cùng là môn phái nào. Hắn đem trong cơ thể vương cấp sơ kỳ linh hồn lực tăng lên tới cực hạn, dưới chân không ngừng sử dụng tới bạo phong bộ pháp. Bóng người hướng về Vạn Độc Sơn trên nhanh chóng lao đi. Hơi có chút lạc hậu Lỗ Đấu Văn cùng với Ngàn Thạch, bọn họ đang nhìn đến Diệp Thần Phong bị buộc lên Vạn Độc Sơn sau. Hai người bọn họ lập tức ngưng sử dụng sinh mệnh thiêu đốt, bọn họ cũng không muốn nắm chính mình tuổi thọ đùa giỡn,
lại mà bây giờ Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh bị buộc lên Vạn Độc Sơn, dưới cái nhìn của bọn họ đối phương là cùng đường mạt lộ. Đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, bên trong thân thể linh hồn lực tiêu hao chóng vánh. Diệp Thần Phong cắn răng thật chặt quan, mồ hôi hột không ngừng mà từ hắn mặt tái nhợt giáp trên lướt xuống, điều này làm cho bị kẹp ở bên hông Hạ Tử Ninh nhìn trong lòng có chút mơ hồ làm đau, nàng chăm chú cắn môi đỏ, trong lòng tràn ngập lo lắng. Dưới chân không ngừng sử dụng bạo phong bộ pháp Diệp Thần Phong, hắn lần thứ hai quay đầu lại liếc mắt nhìn, phát hiện phía sau hai cái ông lão tốc độ lại khôi phục bình thường, điều này làm cho trong lòng hắn hơi tùng một cái, vừa kế tục triển khai bạo phong bộ pháp, vừa nói, Hạ Tử Ninh. Đây là địa phương nào? Ngươi biết trên núi là môn phái nào sao? Hạ Tử Ninh vội vàng trả lời, nơi này là Vạn Độc Sơn, trên núi môn phái gọi là Vạn Độc Môn, tương tự thuộc về một cái ba nhóm thế lực, nếu như ta nhớ tới không sai, Vạn Độc Môn hẳn là cùng Thiên Sơn Môn không có bất kỳ giao tình. Vạn Độc Sơn, Vạn Độc Môn. Diệp Thần Phong nghe danh tự này luôn cảm giác có chút quen thuộc. Bất quá hiện tại cũng không thời gian đi suy nghĩ nhiều cái gì. Chỉ cần này Vạn Độc Môn cùng Thiên Sơn Môn không có giao tình gì, như vậy Diệp Thần Phong biết hắn cùng Hạ Tử Ninh còn có một chút hy vọng sống. Nếu như này Vạn Độc Môn cùng Thiên Sơn Môn có giao tình, bọn họ như vậy đấu đá lung tung chạy lên Vạn Độc Môn, loại hành vi này bằng là tự chui đầu vào lưới. Mắt thấy cách Vạn Độc Sơn trên đỉnh ngọn núi càng ngày càng gần, đầu tiên đập vào mi mắt chính là một mảnh khổng lồ tu luyện tràng, tu luyện trên sân người người nhốn nháo. Diệp Thần Phong nhạy cảm nhãn lực còn nhìn thấy đang tu luyện tràng phía trên treo lơ lửng một khối vải, vải trên viết Vạn Độc Môn đệ tử chọn lựa này bảy cái đại tự. Diệp Thần Phong bên hông mang theo Hạ Tử Ninh phi thường chật vật đến Vạn Độc Môn tu luyện tràng, Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh đột nhiên xuất hiện, làm cho ở đây ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung ở hai người bọn họ trên người. Ngồi ở thính phòng vị trí đầu não Vạn Độc Môn trưởng môn Khang Bách Âm không nhịn được nhíu nhíu mày, quát lên các ngươi là người nào. Tự tiện xông vào Vạn Độc Môn có thể sẽ không có kết quả tử tế. Diệp Thần Phong đem Hạ Tử Ninh để xuống, khí tức có chút hỗn loạn nói rằng, ta là tới tham gia Vạn Độc Môn đệ tử chọn lựa, chỉ có điều đến trên đường đi gặp phải một chút phiền toái, cho nên mới phải đến muộn một hồi. Diệp Thần Phong, tên tiểu xúc sinh nhà ngươi, lúc này xem ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Ở Diệp Thần Phong vừa nói xong, Lỗ Đấu Văn cùng với Ngàn Thạch đồng dạng xuất hiện ở Vạn Độc Môn tu luyện trên sân. Diệp Thần Phong lôi Hạ Tử Ninh hung hăng lùi về sau, đang cùng Lỗ Đấu Văn cùng với Ngàn Thạch duy trì một đoạn khoảng cách an toàn sau, đúng mực chỉ vào Lỗ Đấu Văn cùng với Ngàn Thạch, quát lên, hai người các ngươi cả gan làm loạn lão già, các ngươi cho rằng nơi này nơi nào. Nơi này là Vạn Độc Môn vị trí, các ngươi ở Vạn Độc Môn gây sự, đây rõ ràng chính là không cho Vạn Độc Môn mặt mũi. Huống chi ngày hôm nay vẫn là Vạn Độc Môn chọn lựa đệ tử di. Ta ngày hôm nay là tới tham gia Vạn Độc Môn đệ tử chọn lựa, các ngươi hai lão là tới làm gì? Diệp Thần Phong biết trước mắt chỉ có thể mượn lực đả lực, mượn Vạn Độc Môn thế lực, hắn cùng Hạ Tử Ninh mới có thể tạm thời an toàn, còn chuyện kế tiếp, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Lỗ Đấu Văn cùng với Ngàn Thạch nghe được Diệp Thần Phong quát chói tai thanh sau, hai người bọn họ cũng biết đây là ở trong địa bàn của người ta, không thể làm thật quá mức rồi. Lập tức đưa mắt tìm đến phía ngồi ở chủ vị trưởng môn Khang Bách Âm trên người, Lỗ Đấu Văn chắp tay, nói rằng, Khang trưởng môn, tại hạ là Thiên Sơn môn hai trưởng lão Lỗ Đấu Văn, tiểu tử này ở ta Thiên Sơn môn tùy ý làm bậy, kính xin Khang trưởng môn tha thứ chúng ta thất lễ cách làm. Khang trưởng môn, tại hạ là Thiên Sơn môn ba trưởng lão với Ngàn Thạch, cách làm của chúng ta là có chút lỗ mãng, bất quá, ngày hôm nay chúng ta nhất định phải đem tiểu tử này cho nắm bắt lấy về. Với Ngàn Thạch cũng lập tức chắp tay nói rằng, hả? Khang Bách Âm hơi sững sờ, hắn từ trước ngã cũng từng thấy Lỗ Đấu Văn cùng với Ngàn Thạch mấy mặt, nhưng đáng tiếc chính là này hai ông lão hiện tại bên ngoài thực sự là quá chật vật, dẫn đến Khang Bách Âm không có ngay đầu tiên nhận ra, cười gần hai tiếng nói rằng, hóa ra là Thiên Sơn môn hai trưởng lão cùng ba trưởng lão A. Nghe Khang Bách Âm ngữ khí, Diệp Thần Phong biết Khang Bách Âm đối với Thiên Sơn môn cũng không thích. Lập tức nắm lấy cơ hội, quay về Khang Bách Âm nói rằng, ngài nhất định chính là Vạn Độc Môn trưởng môn. Ngày hôm nay ta xác thực là tới tham gia các ngươi Vạn Độc Môn đệ tử chọn lựa, bây giờ ta ở nửa đường trên bị này hai ông lão truy sát, dẫn đến làm lỡ tới tham gia ngày hôm nay chọn lựa tái,
chỉ là ta không biết hiện tại Vạn Độc Môn còn dám hay không để ta tham gia chọn lựa tái. Vẫn là sẽ mắt thấy ta bị này hai ông lão bắt đi. Diệp Thần Phong âm thanh cố ý để phi thường cao, để ở đây tất cả mọi người nghe được, đặc biệt là hôm nay tới tham gia đệ tử chọn lựa người, bọn họ đưa mắt tập trung đến Khang Bách Âm trên người. Chỉ là ta không biết hiện tại Vạn Độc Môn còn dám hay không để ta tham gia chọn lựa tái. Diệp Thần Phong câu nói này nhưng là có ẩn hàm ý tứ, nếu như Khang Bách Âm không cho Diệp Thần Phong tham gia, trơ mắt nhìn Diệp Thần Phong bị bắt đi, Diệp Thần Phong có thể luôn miệng nói là tới tham gia chọn lựa tái, nếu như Vạn Độc Môn liền tới tham gia chọn lựa tái người đều bảo vệ không được, như vậy chẳng phải là sẽ làm nguyên bản muốn gia nhập Vạn Độc Môn đệ tử đau lòng. Đồng dạng làm trưởng môn Khang Bách Âm, cá nhân uy tín ở Vạn Độc Môn đúng trọng tâm định cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Chương 783, xem ngươi còn có thể chơi ra trò gian gì đến. Khang Âm thân là Vạn Độc Môn trưởng môn, hắn như thế nào sẽ nghe không ra Diệp Thần Phong trong lời nói ẩn hàm ý tứ. Thiên Sơn Môn cùng Vạn Độc Môn như thế, tương tự thuộc về nhóm thế lực, Khang Âm cũng vẫn không e ngại Thiên Sơn Môn, bất quá, bị một người trẻ tuổi nắm tị đi, điều này làm cho trong lòng của hắn khó chịu đến, nhưng là dưới con mắt mọi người, nếu như hắn mắt thấy người trẻ tuổi này bị Thiên Sơn Môn người bắt đi, như vậy không phải là đánh mặt của hắn sao? Khang Âm ác liệt mâu nhìn kỹ một phen Diệp Thần Phong sau khi, quay về lỗ đấu cùng với Ngàn Thạch, nói rằng, nếu vị tiểu huynh đệ này là tới tham gia Vạn Độc Môn để chọn lựa, như vậy ta cái này làm trưởng môn đương nhiên phải bảo đảm hắn chu toàn, hai vị mời về. Khang Âm trong lòng đã làm ra một cái quyết định, các loại chờ Vạn Độc Môn để chọn lựa sau khi kết thúc, hắn nhất định phải làm cho trước mặt người trẻ tuổi này nếm thử Vạn Độc Môn độc dược tư vị. Làm cho đối phương muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể, đây chính là dám to gan uy hiếp hắn hậu quả. Lỗ đấu cùng với Ngàn Thạch nghe được Khang Âm lệnh trục khách sau, hai người này ông lão sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi, vừa nãy bọn họ vì đem Diệp Thần Phong ép lên Vạn Độc Sơn, nhưng là liền sinh mệnh thiêu đốt đều đã vận dụng, ngày hôm nay nào có ở không tay mà về đạo lý. Lỗ đấu tận lực để tâm tình của chính mình bình tĩnh lại, quay về Khang Âm nói rằng, Khang trưởng môn, này tiểu minh hiện ra là gây xích mích ly gián, ngươi chẳng lẽ muốn để này tiểu nắm ngươi tị đi sao? Chúng ta Sơn Thiên Môn cùng các ngươi Vạn Độc Môn từ trước đến giờ nước giếng không phạm nước sông, cái này tiểu là chúng ta Thiên Sơn Môn nhất định phải lùng bắt người, kính xin Khang trưởng môn cho chúng ta Thiên Sơn Môn một cái diện. Khang Âm sắc mặt bỗng nhiên âm chìm xuống, tụ đột nhiên vung lên. Từ trên ghế chạm lên. Quát lên, ta Khang Âm làm việc còn không cần những người khác đến cua tay múa chân sao. Coi như là các ngươi Thiên Sơn Môn trưởng môn cũng không có tư cách, hai người các ngươi lão già. Mau cút cho ta, bằng không có thể bị trách ta Vạn Độc Môn không khách khí. Ngồi ở Khang Âm bên cạnh Vạn Độc Môn Nguyên Phong Dương cũng từ trên ghế chạm lên, quát lên, Vạn Độc Môn còn chưa tới phiên ngươi môn Thiên Sơn Môn người ở đây ngang ngược, chẳng lẽ còn muốn ta động thủ đem bọn ngươi ném sơn đi không? Nguyên Phong Dương trên người tỏa ra phá thiên đỉnh cao khí thế. Vạn Độc Môn càng ngày càng mạnh ngạnh thái, để lỗ đấu cùng với Ngàn Thạch trong lòng bắt đầu sốt ruột, hận không thể lập tức tại chỗ giới, bất quá. Bọn họ rõ ràng nơi này là Vạn Độc Môn địa bàn, nếu như bọn họ thật sự làm như vậy rồi, kết cục chỉ có là tử một cái. Lão nhị, Diệp Thần Phong nhưng là liền Vân Thiên Tông thiếu tông chủ đều giết, nếu để cho Khang Âm bọn họ biết chuyện này. Vạn Độc Môn khẳng định sẽ không có dũng khí ngăn cản chúng ta, nhưng là chuyện này không có được Vân Thiên Tông tông chủ cho phép. Chúng ta còn chưa thể tuyên dương ra ngoài, vì lẽ đó chỉ có thể cùng Khang Âm một người nói. Với Ngàn Thạch nói khẽ với bên cạnh Lỗ Đấu nói rằng. Lỗ Đấu gật gật đầu, đồng ý với Ngàn Thạch lời giải thích, bây giờ cũng chỉ có thể như thế làm, bọn họ cũng không thể đủ trơ mắt nhìn Diệp Thần Phong từ ngay dưới mắt trốn. Lỗ Đấu lần thứ hai hướng về Khang Âm chắp tay. Nói rằng, Khang trưởng môn, có thể không mượn một bước nói chuyện. Chúng ta có một cái việc trọng yếu thương lượng với ngươi, ta bảo đảm Khang trưởng môn sẽ cảm thấy hứng thú. Khang Âm nhìn Lỗ Đấu trịnh trọng vẻ mặt, nói thật hắn cũng không muốn cùng Thiên Sơn môn quan hệ huyên náo cương, chỉ là ngày hôm nay bị Diệp Thần Phong cho mang vào đi tới. Vì lẽ đó chỉ có thể một cứng rắn xuống, bằng không hắn người trưởng môn này uy tín sẽ phải không có. Được. Ta liền cho hai người các ngươi một phút, Khang Âm ngược lại muốn xem Lỗ Đấu cùng với Ngàn Thạch hai người này ông lão muốn nói gì. Nói xong,
Khang Âm bay thẳng đến Vạn Độc Môn đi đến, rời đi tu luyện chàng trước, hắn dùng nháy mắt ra hiệu cho Nguyên Phong Dương, ý tứ là để Nguyên Phong Dương coi chừng Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh. Cho tới lỗ đấu cùng với Ngàn Thạch, hai người bọn họ nhưng là theo sát Khang Âm bước chân, tương tự hướng về Vạn Độc Môn đi đến. Ngày hôm nay để chọn lựa tạm thời đình chỉ, các loại chờ trưởng môn xử lý xong trước mắt sự tình sau, lại tiếp tục bắt đầu. Nguyên Phong Dương mở miệng nói rằng, Diệp Thần Phong, chúng ta hiện tại phải làm sao? Đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh Hạ Tử Ninh thấp giọng hỏi. Diệp Thần Phong vẫy vẫy tay, thấp giọng hồi đáp, vẫn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, chúng ta chu vi có ít nhất 4 tên phá thiên cảnh giới cao thủ ở nhìn kỹ chúng ta, vì lẽ đó hiện tại chúng ta khẳng định là không có cách nào đào tẩu, đi được tới đâu hay tới đó. Vạn Độc Môn. Khi làm trưởng môn Khang Âm từ lỗ đấu cùng với Ngàn Thạch trong miệng nghe được Diệp Thần Phong hành động sau, trong lòng của hắn là thật sự hối hận rồi, hắn không nghĩ tới Diệp Thần Phong dĩ nhiên giết một nhóm thế lực Vân Thiên Tông thiếu tông chủ. Vạn Độc Môn tuy rằng không e ngại Thiên Sơn Môn, nhưng là đối mặt Vân Thiên Tông thời điểm, Vạn Độc Môn vẫn đúng là không có chút nào đủ xem. Lỗ đấu phi thường hài lòng Khang Âm vẻ mặt biến hóa, cười nói, Khang trưởng môn, Vân Thiên Tông vẫn không có đem chuyện nào công bố ra, ta hy vọng Khang trưởng môn có thể bảo thủ bí mật này, hiện tại Khang trưởng môn còn muốn ngăn cản chúng ta lùng bắt Diệp Thần Phong cái kia tiểu xúc sinh sao. Bây giờ đều dính đến một nhóm thế lực, Khang Âm cái nào còn dám ngăn cản. Nhưng là trước hắn đã đem thoại nói ra khỏi miệng, bây giờ nếu như thu hồi lại đến, như vậy hắn người trưởng môn này chẳng phải là muốn luôn làm trò hề. Suy nghĩ chỉ chốc lát sau, Khang Âm nói rằng, ta nghĩ hai vị cũng biết làm trưởng môn, quan trọng nhất chính là phải có uy tín, vừa nãy ta bị cái kia tiểu cho bộ đi vào, hiện tại lại lập tức đổi ý, e sợ không thích hợp. Ta dự định để cái kia tiểu kế tục tham gia Vạn Độc Môn để chọn lựa, bất quá, hai vị còn xin yên tâm, Vạn Độc Môn để chọn lựa là thử thách để phối độc thiên phú, cái kia tiểu khẳng định là phối chế không ra độc dược đến, cũng khẳng định không cách nào trở thành ta Vạn Độc Môn đệ. Đến thời điểm không cần hai vị ra tay, chúng ta Vạn Độc Môn giúp hai vị đem này tiểu cho nắm bắt lấy xuống, chỉ cần hai vị chờ chốc lát, không biết hai vị ý như thế nào. Lỗ đấu cùng với Ngàn Thạch nhìn thấy Khang Âm khiêm tốn, bọn họ cũng biết Khang Âm khó xử, như thế nào đi nữa nói hai người bọn họ đều là ở Vạn Độc Môn trên địa bàn, liền nói rằng, được, Khang trưởng môn, chúng ta cũng không muốn làm khó ngươi, chúng ta liền lưu lại xem xét các ngươi Vạn Độc Môn để chọn lựa tái. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sau 8 phút, Khang Âm lần thứ 2 trở lại thính phòng vị, hắn để đệ ở tự bên cạnh mình tăng thêm 2 tấm vị, để lỗ đấu cùng với Ngàn Thạch tọa, sau đó, hắn lại đang Nguyên Phong Dương bên tai thấp giọng nói một chút thoại, Nguyên Phong Dương nghe xong chỉ là hơi gật đầu. Xem ra sự tình có gì đó không đúng, Diệp Thần Phong cau mày thấp giọng nói rằng, ở Diệp Thần Phong vừa dứt lời dưới. Khang Âm lần thứ 2 từ trên ghế chạm lên, nói rằng, vừa nãy chúng ta cùng Thiên Sơn Môn hai vị này trưởng lão sản sinh một chút hiểu lầm, có người nói hai người kia là Thiên Sơn Môn trọng phạm, cũng không phải tới tham gia chúng ta Vạn Độc Môn để chọn lựa, hai người bọn họ là muốn mượn chúng ta Vạn Độc Môn đến tránh thoát một kiếp. Bất quá, ta Khang Âm cũng là một cái vì là coi trọng chữ tín người, nếu bọn họ là tới tham gia Vạn Độc Môn để chọn lựa. Như vậy bọn họ khẳng định đối với bố trí độc dược có phi thường thâm hiểu rõ, nếu như hai người bọn họ có thể phù hợp yêu cầu trở thành ta Vạn Độc Môn đệ, ta Khang Âm nhất định sẽ bảo đảm hộ hai người bọn họ chu toàn. Có thể như quả hai người bọn họ là đến lường gạt chúng ta Vạn Độc Môn, phải làm gì? Khang Âm hai con mắt nhìn quét Vạn Độc Môn đệ, cùng với những kia trước tới tham gia đệ chọn lựa người. Giết, người như vậy hẳn là trực tiếp giết. Thính phòng bên trong một tên Vạn Độc Môn đệ đột nhiên quát. Tiếp theo liên tiếp âm thanh hưởng lên. Giết! Người như vậy tuyệt đối muốn trực tiếp giết. Giết! Người như vậy tuyệt đối muốn trực tiếp giết. Khang Âm đưa bàn tay đi xuống để ép. Tu luyện trên sân âm thanh nhất thời im bặt đi. Hắn có nhiều ý vị nhìn Diệp Thần Phong, hỏi, ngươi có hay không có ý kiến gì? Không có. Diệp Thần Phong trực tiếp hồi đáp, nếu như hắn trả lời có ý kiến. E sợ trực tiếp sẽ bị vạn người của độc môn cho bắt, vừa nãy là hắn thiết kế bộ để Khang Âm xuyên, hiện tại là hoàn toàn ngược lại. Ngồi ở Khang Âm bên cạnh lỗ đấu cùng với Ngàn Thạch,
hai người bọn họ cũng phi thường hài lòng hiệu quả như thế này, trong lòng thầm nghĩ tiểu, xem ngươi vẫn có thể chơi ra trò gian gì đến. Chương 784, điều chế hóa cốt phấn. Ánh mặt trời ấm áp phung vãi đại địa đô thị mạnh nhất công tử bột. Vạn độc môn tu luyện tới vô số đôi mắt toàn bộ tập trung ở Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh trên người, Hạ Tử Ninh không nhịn được lặng lẽ kéo kéo Diệp Thần Phong góc áo, thấp giọng hỏi, Diệp Thần Phong, ngươi kinh thông phối chế độc dược sao? Nếu như ngươi có thể bắt trận này vạn độc môn đệ tử chọn lựa tái, tối thiểu vạn độc môn sẽ tạm thời bảo vệ chúng ta cũng có thể thừa cơ hội này cân nhắc chạy trốn biện pháp. Diệp Thần Phong tùy ý nhún nhún vai, lông mày của hắn hơi nhíu lại, rất rõ ràng vạn độc môn cùng Thiên Sơn môn liên hợp lại, vạn độc môn sẽ làm hắn dễ dàng đang tuyển chọn tái bên trong bộc lộ tài năng sao? Đáp án khẳng định là sẽ không. Ở Diệp Thần Phong vừa muốn cần hồi đáp Hạ Tử Ninh vấn đề thì, vạn độc môn trưởng môn Khang Bách Âm từ thính phòng bên trong đi ra, quay về Diệp Thần Phong nói rằng, ở đây hết thảy tới tham gia ngày hôm nay chọn lựa tái đệ tử. Toàn bộ đều là phối chế đồng nhất loại độc dược, loại độc chất này dược là chúng ta trong môn phái độc môn bí phương, tên là hóa cốt phấn. Hiện trường mỗi trên một cái bàn đều bày ra bố trí hóa cốt phấn 8 loại dược liệu, bất quá phối chế tỷ lệ chúng ta là không công khai, bất luận một loại nào độc dược mấu chốt nhất chính là các loại dược liệu phối so với, chỉ cần hơi hơi có một ít sai lầm, chế biến ra đến độc dược sẽ có khác nhau một trời một vực hiệu quả. Nếu như ngươi đem một cái nào đó dạng dược liệu thả quá mức hơn nhiều, rất khả năng cuối cùng căn bản phối chế không ra độc dược đến, coi như chế biến ra đến đồ vật cũng với thân thể người không có bất kỳ thương tổn, vì lẽ đó bố trí độc dược quan trọng nhất cũng không phải phương thuốc, mà là các loại dược liệu trong lúc đó phối chế tỷ lệ. Ngày hôm nay các ngươi phải phối chế hóa cốt phấn, là một loại rất có ăn mòn tính bột phấn. Ngươi thấy chính Chuông Yang bày một cái hồng thủy vại sao? Trong thủy hang bầy đặt một khối gỗ, một cái khối thép cùng một loại đặc thù kim loại. Khang Bách Âm ngón tay chỉ vào tu luyện tràng chính Chuông Yang một cái hồng thủy vại, ở vại nước ngay phía trên cố định một cái cây gậy trúc, từ cây gậy trúc trên huyền hạ xuống 3 cái tuyến. Vẫn lan tràn đến trong thủy hang, bởi khối thép cùng một loại khác đặc thù kim loại là không có sức nổi, vì lẽ đó từ cây gậy trúc trên huyền hạ xuống 3 cái tuyến, phân biệt đem gỗ, khối thép cùng đặc thù kim loại cho trói chặt. Làm cho sau khác biệt ai tầm cũng có thể trôi nổi ở trên mặt nước. Khang Bách Âm liếc mắt nhìn có chút ngây người Diệp Thần Phong, trong lòng ý cười là càng thêm lớn, dưới cái nhìn của hắn này Diệp Thần Phong rõ ràng là hoàng thần. Tự mình tự tiếp tục nói, người dự thi chỉ cần có thể tự chế biến ra hóa cốt phấn đến, đồng thời đem hóa cốt phấn rót vào trong thủy hang, có thể mang gỗ ăn mòn đi một góc. Như vậy người dự thi này liền có thể trở thành chúng ta vạn độc môn đệ tử. Bất quá, còn ngươi, chúng ta cần tăng cao yêu cầu, coi như ngươi đúng là tới tham gia ngày hôm nay chọn lựa tái. Thế nhưng ngươi đến muộn, điểm này ngươi không có thể phủ nhận, lại mà ngươi có rất lớn khả năng chỉ là đến vạn độc môn muốn tránh thoát Thiên Sơn môn truy sát, như vậy chúng ta vạn độc môn có cái gì trách nhiệm phải bảo vệ ngươi. Vì lẽ đó, ngươi chế biến ra đến hóa cốt phấn, nhất định phải đem cả khối gỗ toàn bộ ăn mòn đi. Như vậy ta mới sẽ đồng ý ngươi gia nhập vạn độc môn, chỉ cần ngươi là thiên tài như vậy, ta Khang Bách Âm vỗ bộ ngực cam đoan với ngươi, ngày hôm nay sẽ không có người động ngươi. Sau đó cũng sẽ không có người dám động ngươi. Cái bàn này trên dược liệu cũng không có nhúc nhích quá, ngươi ngay khi cái bàn này trước phối chế hóa cốt phấn. Khang Bách Âm chỉ vào bên cạnh một cái bàn, nhìn thấy Diệp Thần Phong vẫn là thờ ơ không động lòng dáng dấp. Hắn đi tới tu luyện tràng chính Chuông Yang vãi nước trước, từ trong lồng ngực móc ra một bao màu trắng bột phấn, đem màu trắng bột phấn rót vào trong thủy hang, ở màu trắng bột phấn hòa tan tiến vào trong nước sau, chỉ thấy trong thủy hang khối này gỗ ở cực kỳ nhanh chóng phát sinh ăn mòn, không lâu lắm liền biến mất ở trong thủy hang, ở gỗ ăn mòn đi sau đó, khối thép cũng bắt đầu ăn mòn, chỉ là nháy mắt công phu, liền ngay cả khối thép cũng biến mất không còn tăm hơi. Còn tối loại sau đặc thù kim loại, chỉ là bị ăn mòn rơi mất một góc, sau đó liền không động đậy nữa. Tiểu tử, vì phòng ngừa ngươi đến thời điểm kiếm cớ, ta đem chúng ta vạn độc môn chính tông hóa cốt phấn cho ngươi biểu diễn một lần, tương tự ngươi còn muốn nhớ kỹ một điểm, ở mỗi trên một cái bàn đều bày ra một đứa con nít to bằng lòng bàn tay cái hộp nhỏ, đến thời điểm mặc kệ ngươi bố trí ra bao nhiêu hóa cốt phấn, ngươi chỉ có thể rót vào trong thủy hang như thế một hộp nhỏ. Cho Diệp Thần Phong giới thiệu xong quy tắc sau khi,
Khang Bách Âm liền không nói thêm gì nữa, trực tiếp trở lại thính phòng vị trí đầu não ngồi xuống. Khang trưởng môn, như vậy liền tuyệt đối không thành vấn đề sao? Nhìn thấy Khang Bách Âm trở lại thính phòng sau, Lỗ Đấu Văn vội vã mở miệng hỏi. Khang Bách Âm cười nói, hai vị xin yên tâm được rồi, chúng ta Vạn Độc Môn đại trưởng lão Nguyên Phong Dương là trăm năm khó gặp phối độc thiên tài. Năm đó đại trưởng lão tham gia Vạn Độc Môn đệ tử chọn lựa thời điểm, hắn lần thứ nhất chính mình bố trí đi ra hóa cốt phấn, cũng mới ăn mòn rơi mất gần một nửa gỗ, này ở năm đó có thể đã là chấn động toàn bộ môn phái. Vì lẽ đó, các ngươi trong miệng Diệp Thần Phong tuyệt đối chỉ có chờ bị chúng ta lùng bắt phần, hai vị liền an tâm xem kịch vui. Lẽ nào các ngươi không phát hiện Diệp Thần Phong vẫn nằm ở ngây người trạng thái sao? Ta nhìn hắn là bị yêu cầu của ta cho làm cho khiếp sợ, hắn cũng biết mình là không thể hoàn thành yêu cầu này. Nghe được Khang Bách Âm khẳng định như vậy trả lời, Lỗ Đấu Văn cùng với Ngàn Thạch là thật sự yên tâm đi, ánh mắt trêu tức nhìn phía xa Diệp Thần Phong, đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh Hạ Tử Ninh, nàng cũng phát hiện Diệp Thần Phong không đúng, thấp giọng hỏi, Diệp Thần Phong, ngươi làm sao? Xem ra hôm nay chúng ta là không thể rời bỏ nơi này. Kỳ thực, Diệp Thần Phong cũng không phải là bị hù dọa ở, mà là hắn nghe được hóa cốt phấn ba chữ này sau, lập tức nghĩ đến Vạn Thánh Độc Điển bên trong một loại độc dược không liền gọi làm hóa cốt phấn sao. Mà Vạn Độc Môn cùng Vạn Thánh Độc Điển hai người này từ đọc lên làm sao như thế tiếp cận. Diệp Thần Phong lúc trước ở Hàn Môn được Vạn Thánh Độc Điển có thể hay không cùng Vạn Độc Môn có quan hệ. Chẳng trách lúc đó từ Hạ Tử Ninh trong miệng nghe được Vạn Độc Môn thời điểm, hắn sẽ cảm thấy có chút quen thuộc. Từ trầm tư phục hồi tinh thần lại sau, Diệp Thần Phong lập tức nhấc lên kinh thần, hắn nhưng là đem Vạn Thánh Độc Điển bên trong độc dược hầu như toàn bộ ghi vào trong đầu, về ôn một lần phối chế hóa cốt phấn dược liệu tỷ lệ, hắn tin tưởng căn cứ Vạn Thánh Độc Điển tới phối chế, muốn ăn mòn đi vải nước bên trong một khối gỗ cũng không có vấn đề. Hạ Tử Ninh, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau mau đến giúp đỡ. Diệp Thần Phong đi tới vừa nãy Khang Bách Âm chỉ cho bàn của hắn trước, bắt đầu bày ra trên bàn dược liệu. Này ngược lại là để Hạ Tử Ninh hơi nghi hoặc một chút, vừa còn không kinh đánh thải Diệp Thần Phong, làm sao trong chớp mắt lại tới nữa rồi kinh thần. Ở trong ký ức, Vạn Thánh Độc Điển trên ghi chép phối chế hóa cốt phấn dược liệu cần 9 loại, mà trên bàn cũng chỉ có 8 loại, trước mắt này hóa cốt phấn nhưng là quan hệ hắn cùng Hạ Tử Ninh tính mệnh, hắn cũng không dám có chút qua loa, mở miệng quay về thính phòng vị trí đầu não trên Khang Bách Âm, nói rằng ta còn cần một loại tên là Tử Vi Hoa dược liệu. Tử Vi Hoa, Khang Bách Âm đọc một lần loại dược liệu này tên sau, hỏi, người muốn ở phối chế hóa cốt phấn dược liệu bên trong gia nhập Tử Vi Hoa. Diệp Thần Phong không chút do dự gật gật đầu, điều này làm cho Khang Bách Âm nụ cười trên mặt là càng ngày càng rồi rào, dặn dò một tên đệ tử đi cho hắn nắm một ít Tử Vi Hoa lại đây. Khang trưởng môn, người tại sao muốn đồng ý Diệp Thần Phong tiểu tử này yêu cầu, vạn nhất bị hắn trùng hợp. Lỗ Đấu Văn đối với Khang Bách Âm thuận theo Diệp Thần Phong, trong lòng bắt đầu có chút khó chịu, chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, liền bị ngồi ở Khang Bách Âm một bên khác Vạn Độc Môn đại trưởng lão Nguyên Phong Dương cắt đứt, nói rằng, ở hóa cốt phấn Riga nhập Tử Vi Hoa, này chỉ do là ngớ ngẩn hành vi, như vậy chỉ có thể yếu bớt hóa cốt phấn ăn mòn tính, tiểu tử này chính là một cái phối độc tay mơ này. Lỗ Đấu Văn cùng với Ngàn Thạch đương nhiên là nhận ra Vạn Độc Môn vị này trăm năm khó gặp phối độc thiên tài, thấy Nguyên Phong Dương đều nói như vậy, hai người bọn họ cũng không lại nói nhảm nhiều, ngẫm lại cũng đúng, Diệp Thần Phong là ai? Bất quá là nhất lưu, hai lưu thế lực người bên kia mà thôi, có người nói vẫn là từ tục bên trong thế giới vào, Diệp Thần Phong bực này tuổi nắm giữ thực lực như vậy, tuy rằng quả thật làm cho người líu lưỡi, thế nhưng ở phối độc phương diện lẽ nào cũng là thiên tài tuyệt thế sao? Đây căn bản không thể. Vì lẽ đó, Lỗ Đấu Văn cùng với Ngàn Thạch chỉ cần chờ Diệp Thần Phong thất bại, hai người bọn họ liền lập tức có thể đem Diệp Thần Phong cho bắt. Chương 785, khiếp sợ toàn trường. Tiểu tử này không phải ngớ ngẩn, hắn lại muốn ở hóa cốt phấn bên trong gia nhập Tử Vi Hoa. Nếu như hắn như vậy đều có thể chế biến ra hóa cốt phấn đến, ta liền tự bảo hoa cốc. Xem ra tiểu tử này chính là tới quấy rối. Nếu như trước hắn vẫn tiếp xúc qua độc dược, hắn không thể không biết Tử Vi Hoa hiệu quả là chậm lại ăn mòn tính, ở hóa cốt phấn bên trong gia nhập Tử Vi Hoa, cuối cùng chế biến ra đến đồ vật khẳng định liền một điểm ăn mòn tính đều sẽ không có.
tiểu tử này ngày hôm nay nhất định phải gặp vận rủi lớn, lại dám lừa gạt đến chúng ta vạn độc môn trên đầu đến. Còn có thiên sơn môn người cũng tuyệt đối sẽ không buông tha tiểu tử này. Các ngươi xem tiểu tử này hiện tại còn một bộ trang bê dạng, hắn còn thật sự coi chính mình là phối độc đại sư. Ta nhìn hắn là phối độc đại thì, cả người chính là một đống đại tiện mà thôi. Tu luyện trên sân thính phòng bên trong vạn độc môn đệ tử, bọn họ khi nghe đến Diệp Thần Phong đưa ra muốn tử vi hoa thời điểm, trên mặt lộ ra xem thường, chào phúng chờ chút một loạt vẻ mặt, bọn họ thân là vạn độc môn đệ tử, đương nhiên là biết tử vi hoa dược tính, từng cái châu đầu ghé tai bắt đầu bàn luận. Diệp Thần Phong đối với những nghị luận này thanh là phảng phất không nghe thấy, bởi vì hắn tin tưởng vạn thánh độc điển trên phương pháp phối chế. Dù sao hắn đã phối chế quá một lần vạn thánh độc điển trên kinh tận hoàn, trong đầu hồi ức các loại dược liệu phối so với, lợi dụng trên bàn các loại dụng cụ, bắt đầu nhận thật cẩn thận phối chế lên. Đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh Hạ Tử Ninh, nàng cũng nghe được Chu Vi liên tiếp chào phúng thanh, ngoài miệng tuy rằng không nói gì, nhưng trong lòng nhưng càng ngày càng lo lắng lên, ngược lại nhìn thấy Diệp Thần Phong trên mặt cực kỳ vẻ mặt nghiêm túc, nàng thầm nghĩ ta hẳn là phải tin tưởng Diệp Thần Phong. Dù sao người đàn ông này tuy rằng có lúc lưu manh một điểm, nhưng hắn cho tới bây giờ không để ta thất vọng quá. Nghĩ thông suốt điểm này sau khi, Hạ Tử Ninh liền bắt đầu hết sức chuyên chú làm Diệp Thần Phong trợ thủ. Bởi Diệp Thần Phong là trên đường gia nhập vào, cái khác tới tham gia chọn lựa tái người đều lục tục phối chế xong hóa cốt phấn. Ở vạn độc môn an bài xuống, những này bố trí đi ra hóa cốt phấn lục tục rót vào trong thủy hang tiến hành hiệu quả thí nghiệm. Có mấy người bố trí đi ra hóa cốt phấn rót vào trong thủy hang mặt sau, căn bản liền mảy may phản ứng cũng không có, mà có mấy người chế biến ra đến hóa cốt phấn, liền gỗ một góc đều ăn mòn không xong, chỉ có một số ít người chế biến ra đến hóa cốt phấn, mới có thể miễn cưỡng ăn mòn đi trong thủy hang gỗ một góc. Dù sao trong thủy hang chứa đầy nước, một hộp nhỏ hóa cốt phấn rót vào trong thủy hang, chẳng mấy chốc sẽ bị thủy cho hòa tan, có thể ăn mòn đi gỗ một góc đã là phi thường không dễ dàng. Chớ nói chi là muốn ăn mòn đi cả khối gỗ, thậm chí là mặt khác khối thép cùng đặc thù kim loại, chẳng trách năm đó Nguyên Phong Dương ở tham gia vạn độc môn đệ tử chọn lựa thời điểm, bố trí đi ra hóa cốt phần ăn mòn đi trong thủy hang gần một nửa gỗ. Lúc đó liền chấn động toàn bộ môn phái, đồng thời được khen là trăm năm khó gặp phối độc thiên tài. Ngồi ở thính phòng vị trí đầu não Khang Bách Âm các loại chờ người, nhìn thấy người dự thi hầu như toàn bộ phối chế xong hóa cốt phấn. Người hợp lệ trực tiếp có thể trở thành vạn độc môn đệ tử, còn chế biến ra đến hóa cốt phấn không hợp cách, nhưng là tại chỗ liền bị vạn độc môn bồi thường tuyệt rơi mất, để bọn họ sang năm có thể lại tới tham gia vạn độc môn đệ tử chọn lựa tái. Đổi làm năm rồi, những này bị từ chối đi người, nhất định sẽ lập tức hạ sơn. Có thể năm nay nhưng không như thế, những người này cũng không có vội vã xuống núi. Bởi vì bọn họ biết sau đó còn có một hồi trò hay xem đây. Nguyên bản bọn họ không có trở thành vạn độc môn đệ tử, trong lòng liền phi thường khó chịu, vừa vặn có thể nhìn cái kia đem tử vi hoa gia nhập hóa cốt phấn bên trong ngớ ngẩn, cuối cùng sẽ rơi vào như thế nào thê thảm kết cục. Hai vị, các ngươi hiện tại mới có thể triệt triệt để yên tâm. Những người dự thi khác bên trong, thành tích ưu tú nhất cũng mới hoàn toàn ăn mòn rơi mất gỗ một góc, phối chế độc dược không phải là đơn giản như vậy. Bằng không chúng ta sẽ đem phối chế hóa cốt phấn 8 loại dược liệu công khai sao? Kỳ thực quan trọng nhất vẫn là mỗi loại dược liệu các loại tỷ lệ, đây là vạn độc môn bên trong một đời lại một đời tiền bối tìm tòi ra đến. Thính phòng vị trí đầu não vạn độc môn trưởng môn Khang Bách Âm quay về Lỗ Đấu Văn cùng với Ngàn Thạch nói rằng. Lỗ Đấu Văn gật đầu cười, nói rằng, như vậy tốt nhất, bất quá, Diệp Thần Phong tiểu xúc sinh này cũng quá có thể xếp vào. Đến hiện tại hắn còn chấn định tự nhiên ở phối chế hóa cốt phấn. Lão nhị, ta xem Diệp Thần Phong tiểu xúc sinh này là đang trì hoãn thời gian, nhưng là hắn có thể kéo dài bao lâu đây? Ngày hôm nay nhất định phải rơi vào hai chúng ta trong tay. Với Ngàn Thạch khóe miệng lộ ra âm tàn nhẫn nụ cười. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ở đây rất nhiều người đều có chút các loại chờ thiếu kiên nhẫn, đại ước sau 20 phút. Diệp Thần Phong cuối cùng cũng coi như là đem hóa cốt phấn cho chế biến ra đến rồi, đem màu trắng bột phấn chứa ở trên bàn một cái đặc thù chất liệu cái hộp nhỏ bên trong, phát hiện chế biến ra đến hóa cốt phấn còn có rất nhiều còn lại. Diệp Thần Phong trong tay cầm cái hộp nhỏ,
trực tiếp đi tới tu luyện tràng chính chuông ngang vãi nước trước, bên trong thủy cùng với gỗ, khối thép cùng đặc thù kim loại cũng đã một lần nữa đổi quá. Ngồi ở thính phòng vị trí đầu não Khang Bách Âm chạm lên, hỏi, ngươi đã đem hóa cốt phấn chế biến ra đến rồi. Ân, đúng thế, Diệp Thần Phong phi thường trực tiếp hồi đáp. Nghe được Diệp Thần Phong khá có tự tin sau khi trả lời, Vạn Độc Môn đại trưởng lão Nguyên Phong Dương cũng chạm lên, lạnh giọng nói rằng, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi chế biến ra đến hóa cốt phấn còn tất yếu rót vào trong thủy hang sao? Ông lão ta có thể bắt ta tính mệnh đánh cược, ngươi chế biến ra đến hóa cốt phấn liền một điểm vụn gỗ đều ăn mòn không xong, chớ nói chi là đem cả khối gỗ cho toàn bộ ăn mòn. Diệp Thần Phong, ngươi tên tiểu súc sinh này, ngươi cho ta bó tay chịu trói. Lỗ Đấu Văn điên cuồng quát. Diệp Thần Phong, ngươi. Khi, làm, với ngàn thạch cũng muốn gào thét trên một câu thời điểm, trực tiếp bị Diệp Thần Phong không mặn không nhạt cắt đứt, lẽ nào các ngươi Vạn Độc Môn liền một điểm tín dụng đều không có sao? Ta chế biến ra đến hóa cốt phấn vẫn không có rót vào trong thủy hang đây. Các ngươi làm sao biết ăn mòn không xong cả khối gỗ? Các loại chờ kết quả đi ra, các ngươi lại ong ong kêu loạn, ta một điểm ý kiến cũng không có. Nói thật, kỳ thực Diệp Thần Phong trong lòng cũng không chắc chắn, hắn tuy rằng tin tưởng Vạn Thánh Độc Điển trên phương pháp phối chế, nhưng này dù sao cũng là hắn lần thứ nhất phối chế hóa cốt phấn. Tiểu tử này cũng quá tự phụ một điểm, liền đại trưởng lão đều nói hắn chế biến ra đến hóa cốt phấn vô dụng, này trên căn bản là nắm chắc. Ta xem tiểu tử này thuần túy là đang giả bộ bê mà thôi, hắn biết mình là chết đến nơi rồi, không thừa cơ hội này huy phong một cái, vậy còn chờ gì thời điểm. Vạn Độc Môn đệ tử tiếng bàn luận lần thứ hai vang lên, đại trưởng lão Nguyên Phong Dương con mắt âm trầm nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, âm thanh là càng thêm lạnh lẽo cùng âm trầm, quát lên, tiểu tử, vậy ngươi vội vàng đem ngươi chế biến ra đến hóa cốt phấn rót vào trong thủy hang. Ta ngã, cũng nhìn sẽ có hay không có kỳ tích phát sinh. Diệp Thần Phong trực tiếp đem cái hộp nhỏ bên trong hóa cốt phấn toàn bộ rót vào trong thủy hang, sau đó thân thể của hắn bản năng lui về phía sau vài bước. Thời gian 1 phút, 2 phút, 3 phút quá khứ. Nhưng là trong thủy hang vẫn không có phản ứng chút nào, ở đây Khang Bách Âm, Lỗ Đấu Văn các loại chờ, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vui mừng nụ cười, Diệp Thần Phong trong lòng cũng bắt đầu có chút bồn chồn. Lẽ nào phối chế quá trình nơi nào ra sai lầm rồi sao? Diệp Thần Phong, tên tiểu súc sinh nhà ngươi, hiện tại ngươi còn có cớ gì sao? Ta! Nhưng mà, khi, làm, Lỗ Đấu Văn vừa định muốn ra tay bắt Diệp Thần Phong thời điểm, trong thủy hang đột nhiên có phản ứng, khối này gỗ dĩ nhiên từ từ bắt đầu ăn mòn, hơn nữa ăn mòn tốc độ càng lúc càng nhanh, mãi đến tận cuối cùng biến mất ở trong thủy hang. Có thể trong thủy hang ăn mòn còn chưa kết thúc. Ở cả khối gỗ bị toàn bộ ăn mòn sau khi, khối thép cũng bắt đầu bị ăn mòn, nháy mắt công phu, cả khối thép cũng biến mất ở trong thủy hang. Mọi người ở đây, đặc biệt là vạn người của Độc Môn, bọn họ nhìn thấy tình cảnh này sau, từng cái trong cổ họng liên tục sùng sục. Sùng sục, ít ngụm nước, liền ngay cả trưởng môn Khang Bách Âm cùng đại trưởng lão Nguyên Phong Dương cũng không ngoại lệ. Nhưng mà, vại nước bên trong ăn mòn thật giống vừa mới bắt đầu giống như vậy. Ở khối thép bị ăn mòn đi sau khi, tối loại sau đặc thù kim loại cũng ở bắt đầu ăn mòn, hơn nữa ăn mòn tốc độ so với trước còn nhanh hơn, trong nháy mắt liền biến mất ở trong thủy hang. Lúc này Vạn Độc Môn tất cả mọi người đều ở lại, sững sờ, choáng váng, biến ngớ ngẩn, phải biết liền ngay cả Vạn Độc Môn chính tông hóa cốt phấn, rót vào trong thủy hang như thế một hộp nhỏ, cũng không cách nào đem tối loại sau đặc thù kim loại cho hoàn toàn ăn mòn đi. Vừa nãy Khang Bách Âm đã cho Diệp Thần Phong từng làm mẫu. Lúc này đúng là điếu nổ ngày. Năm đó Nguyên Phong Dương chế biến ra hóa cốt phấn, có thể ăn mòn đi gỗ gần một nửa, liền chấn động toàn bộ môn phái, đồng thời được khen là trăm năm khó gặp thiên tài. Nếu như Nguyên Phong Dương là trăm năm khó gặp thiên tài, như vậy Diệp Thần Phong chính là ngàn năm khó gặp phối độc thiên tài. Không, thậm chí là vạn năm khó gặp phối độc thiên tài rồi. Chương 786, thật hắn nương cho rằng ta là ngớ ngẩn. Không thể, sao lại có thể như thế nhỉ? Tử vi hoa rõ ràng là yếu bất ăn mòn tính, gia nhập tử vi hoa chế biến ra đến hóa cốt phấn, dĩ nhiên sẽ có như vậy hiệu quả. Chuyện này quả thật muốn so với chúng ta Vạn Độc Môn chính tông hóa cốt phấn, cường hãn trên không chỉ gấp đôi, gấp ba.
Giữa bầu trời ánh mặt trời ấm áp tung hướng về đại địa, vạn độc môn đại trưởng lão Nguyên Phong Dương, thật giống tựa như phát điên đến hung hăng lắc đầu, trên mặt tràn ngập khó mà tin nổi vẻ mặt, trên người cái nào còn có một tia một hào trưởng lão phong độ. Vừa nãy cười nhạo Diệp Thần Phong vạn độc môn đệ tử, thời khắc này phảng phất bị người mạnh mẽ trói lại cái cổ, từng cái sắc mặt chướng chính là đỏ chót cực kỳ, trong miệng không ngừng mà hấp cảm lạnh khí, dù sao Diệp Thần Phong chế biến ra đến hóa cốt phấn, thực sự là quá mức dọa người rồi, đem vạn độc môn chính tông hóa cốt phấn ánh sáng đều gắt gao che kín rồi. Nhưng mà, tu luyện chàng chính chuông yang trong thủy hang ăn mòn có vẻ như còn chưa kết thúc. Ở vạn độc môn hết thảy trong lòng người lật lên cơn sóng thần thời điểm, chỉ thấy vài nước ở lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt ăn mòn, vài nước trên bắt đầu không ngừng xuất hiện từng cái động khổng. Theo thời gian trôi đi, động khổng ở tốc độ cực nhanh mở rộng, rất nhanh toàn bộ trong thủy hang thủy thông qua động khổng toàn bộ chảy ra. Ở thủy toàn bộ chảy khô tịnh sau khi, toàn bộ vài nước trên che kín lít nha lít nhít động khổng, thành cô nghén to bằng nắm tay, có con người to nhỏ, cũng có to bằng lỗ kim. Có thể nói một cái vừa vặn hoàn hảo vại nước, trong nháy mắt trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Ca, 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 ca. Từ vại nước trên không ngừng mà truyền ra thanh âm rất nhỏ, khẩn đón lấy, toàn bộ vại nước trên xuất hiện dường như mạng nhện giống như vết rạn nứt. Theo vết rạn nứt không ngừng lớn lên, vại nước nhất thời trở nên chia năm xẻ bảy, từng khối mảnh vỡ rải rác ở trên mặt đất. Lần này vạn độc môn trưởng môn Khang Bách Âm cũng không cách nào lại ra vẻ bình tĩnh. Tu luyện chàng chính chuông yang hồng thủy vại là dùng một loại kháng ăn mòn vật liệu chế tác mà thành, bọn họ vạn độc môn chính tông hóa cốt phấn căn bản là không có cách đem vại nước ăn mòn. Nhưng mà, trước mắt kháng ăn mòn đặc thù vại nước, lại bị một người ngoài chế biến ra đến hóa cốt phấn cho ăn mòn rơi mất. Cảnh này khiến Khang Bách Âm con mắt trợn lên dường như đèn lồng. Miệng trương đầy đủ nhét dưới một cái trứng gà. Hiện tại hắn cái nào còn quan tâm được trưởng môn nên có phong độ. Ta không phải đang nằm mơ, hóa cốt phấn dĩ nhiên sẽ có như thế nghiêu bê uy lực. Tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì? Nếu như chúng ta vạn độc môn có thể nắm giữ loại này cường hãn hóa cốt phấn, nhất định có thể để chúng ta môn phái lại tiến lên trước một bước, xem ra hôm nay chúng ta vạn độc môn muốn bảo vệ tiểu tử này. Vừa nãy ai nói tiểu tử này nếu như có thể chế biến ra hóa cốt phấn đến, hắn liền muốn tự bảo hoa cúc. Tiểu tử này chế biến ra đến hóa cốt phấn quả thực là cực phẩm bên trong cực phẩm. Chu vi thính phòng bên trong vạn độc môn đệ tử, bọn họ đưa mắt tụ tập ở Diệp Thần Phong trên người. Thời khắc này, bọn họ trong ánh mắt cũng không còn trào phúng, xem thường các loại chờ, mặt trái vẻ mặt, thay vào đó chính là sùng bái, sâu sắc sùng bái. Diệp Thần Phong, người có phải là đã sớm biết tự chế biến đi ra hóa cốt phấn sẽ có hiệu quả như thế này? Người làm sao không còn sớm nói cho ta? Làm hại trong lòng ta còn vẫn lo lắng đây. Hạ Tử Ninh đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh, ngực hai trên ngọn núi dưới phập phồng. Rất rõ ràng nàng cũng không có dự liệu được kết quả này. Diệp Thần Phong tùy ý khẽ mỉm cười, nói thật, nhìn thấy tự chế biến đi ra hóa cốt phấn hiệu quả, liền chính hắn cũng thực tại chấn kinh rồi một cái. Lúc trước ở Hàn Môn phát hiện vạn thánh độc điển thời điểm, vạn thánh độc điển là bị trang ở một cái kim loại trong hộp, hơn nữa vạn thánh độc điển trên bị hiện lên một tầng màu trắng bột phấn. Lúc đó Diệp Thần Phong đã từng cũng đem phô ở vạn thánh độc điển trên màu trắng bột phấn bỏ vào trong thủy hang. Phát hiện loại này màu trắng bột phấn có rất mãnh liệt ăn mòn tính, sau đó ở lật xem vạn thánh độc điển sau, hắn mới xác định phô ở vạn thánh độc điển trên màu trắng bột phấn, hẳn là chính là hóa cốt phấn. Nhưng là lúc đó phô ở vạn thánh độc điển trên hóa cốt phấn, căn bản là không có cách cùng hiện tại Diệp Thần Phong chế biến ra đến hóa cốt phấn đem so sánh a. Trải qua ngắn ngủi suy nghĩ sau khi, Diệp Thần Phong suy đoán khả năng là phô ở vạn thánh độc điển trên hóa cốt phấn niên đại đã lâu, trong đó hiệu quả đã là đại đại yếu bớt. Đang nhìn đến tự chế biến đi ra hóa cốt phấn có hiệu quả như thế sau, Diệp Thần Phong thừa dịp tất cả mọi người vẫn còn trong khiếp sợ thời điểm. Hắn lập tức trở lại phối chế hóa cốt phấn trước bàn, vừa nãy có thể cũng không có thiếu hóa cốt phấn lưu lại. Diệp Thần Phong đem hóa cốt phấn chứa ở trên bàn một cái bình nhỏ bên trong. Bình nhỏ hẳn là dùng phi thường đặc thù vật liệu chế thành, hóa cốt phấn ngã cũng sau khi đi vào, không có bất kỳ ăn mòn dấu hiệu. Diệp Thần Phong suy đoán không sai, chế tác bình nhỏ vật liệu kháng ăn mòn tính so với vại nước phải cường hãn hơn gấp mấy chục lần.
loại này bình nhỏ ở Vạn Độc Môn nguyên vốn là dùng để chứa hóa cốt phấn. Như vậy thuận tiện với người bên người mang theo, đem hóa cốt phấn có thể bên người mang theo dụng cụ, đương nhiên muốn chế tác càng thêm hoàn thiện, vạn nhất làm cho không khéo hóa cốt phấn từ bên trong tiết lộ ra ngoài, chẳng phải là muốn gieo gió gặt bão. Vạn Độc Môn cũng không ném nổi người này a. Ở đem hóa cốt phấn hoàn toàn rót vào bình nhỏ bên trong sau, Diệp Thần Phong lại đang trong bình gia nhập thủy, dù sao bột phấn trọng lượng quá nhẹ, vạn nhất muốn dùng hóa cốt phấn đánh lén người khác thời điểm, vừa vặn hướng chính mình quát lên một cơn gió, hóa cốt phấn chẳng phải là muốn toàn bộ bị thổi tới trên người chính mình. Vì lẽ đó để hóa cốt phấn biến thành hóa cốt thủy càng thêm tin cậy một ít. Diệp Thần Phong trang hóa cốt phấn chỉ dùng chừng 10 giây, hơn nữa động tác cực kỳ bí mật, hầu như không có bị ở đây bất cứ người nào phát hiện. Dù sao Diệp Thần Phong có thể không tin hắn vào hôm nay trận này đệ tử chọn lựa tái bên trong bộc lộ tài năng, Vạn Độc Môn liền thật sự sẽ cực lực bảo vệ hắn, lưu một ít lá bài tẩy là phi thường tất yếu, trong lòng có thêm một bình hóa cốt thủy sau, Diệp Thần Phong trong lòng cũng có mấy phần sức lực. Vù vù, vù vù, vù vù. Vạn Độc Môn đại trưởng lão Nguyên Phong Dương, hắn trong lỗ mũi hô hấp phi thường gấp gáp, trong lòng của hắn thực sự là quá kích động, hắn không nghĩ tới cái này là trên thế giới còn có người có thể điều chế ra loại này cấp bậc hóa cốt phấn đến. Trưởng môn, tiểu tử này chế biến ra đến hóa cốt phấn, thật giống là mấy trăm năm trước, chúng ta Vạn Độc Môn thời kỳ cường thịnh, mới có thể chế biến ra đến hiệu quả. Nguyên Phong Dương kích động sắc mặt đỏ lên. Đứng ở Khang Bách Âm bên cạnh Lỗ Đấu Văn cùng với Ngàn Thạch, hai người này ông lão cũng mắt choáng váng, bây giờ Diệp Thần Phong biểu hiện ra cao như thế phối độc thiên phú, dưới cái nhìn của bọn họ người như vậy thì càng thêm không lưu lại được, tuyệt đối không thể để Diệp Thần Phong kế tục tiếp tục trưởng thành. Khang trưởng môn, bây giờ các ngươi Vạn Độc Môn định làm gì? Khang trưởng môn tốt nhất nếu muốn nghĩ rõ ràng, để tránh khỏi cho Vạn Độc Môn mang đến diệt môn nguy hiểm. Lỗ Đấu Văn không hề che giấu chút nào uy hiếp nói. Một bên Nguyên Phong Dương không ngừng mà cho Khang Bách Âm khiến ánh mắt, thực sự là Diệp Thần Phong chế biến ra hóa cốt phấn quá mê người, Vạn Độc Môn nhất định phải đem loại này phương pháp phối chế bắt được trong tay. Khang Bách Âm đương nhiên cũng biết Nguyên Phong Dương tâm tư, hắn cũng phi thường muốn có được Diệp Thần Phong trong tay hóa cốt phấn phương pháp phối chế, hắn hướng về Lỗ Đấu Văn cùng với Ngàn Thạch khiến cho khiến ánh mắt. Bây giờ chỉ có thể trước tiên động viên một chút này hai ông lão, đem Diệp Thần Phong trong tay phương pháp phối chế bắt được trong tay sau, Diệp Thần Phong chết sống hắn liền không để ý. Lỗ Đấu Văn cùng với Ngàn Thạch cũng là người thông minh, nhìn thấy Khang Bách Âm ánh mắt sau, bọn họ cũng biết vừa nãy Khang Bách Âm trước mặt mọi người lập xuống hứa hẹn, nếu để cho Diệp Thần Phong liền như thế bị hai người bọn họ mang đi, trên căn bản là không thể. Bọn họ cũng tin tưởng có Vân Thiên Tông cái này một nhóm thế lực đặt ở Khang Bách Âm trên người, đối phương cũng không dám chơi ra trò gian gì đến, đã đợi một hồi, Lỗ Đấu Văn cùng với Ngàn Thạch không ngại lại chờ một lát. Làm sao, hiện tại Vạn Độc Môn có phải là muốn đổi ý? Diệp Thần Phong thấy thính phòng vị trí đầu não trên Khang Bách Âm các loại chờ, người nói nhỏ, trên mặt hắn mặc dù là một bộ ung dung vẻ mặt, nhưng trong lòng có thể không có chút nào ung dung a. Ha ha ha. Khang Bách Âm đột nhiên cất tiếng cười to, tiểu huynh đệ, ta làm sao sẽ đổi ý đây? Ta nói muốn bảo đảm ngươi, liền nhất định sẽ bảo vệ ngươi, huống hồ tiểu huynh đệ ngươi quả thực là phối độc thiên tài a. Từ giờ trở đi, tiểu huynh đệ ngươi chính là chúng ta Vạn Độc Môn đệ tử chính thức. Nghe Khang Bách Âm lời thề son sắt bảo đảm, Diệp Thần Phong trong lòng xem thường thầm nghĩ, vẫn đúng là hắn nương cho rằng ta là ngớ ngẩn. Ta xem là Vạn Độc Môn coi trọng trong tay ta hóa cốt phấn phương pháp phối chế, các ngươi đã muốn chọc tới Gia Gia trên đầu đến, như vậy Gia Gia không ngại bồi các ngươi vui đùa một chút. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực bày đặt hóa cốt thủy, trước mắt còn nhất định phải lợi dụng Vạn Độc Môn, vì lẽ đó còn không thích hợp trở mặt, dù sao Khang Bách Âm ở dưới con mắt mọi người lập xuống hứa hẹn, đối phương khẳng định tạm thời sẽ không ngay ở trước mặt Vạn Độc Môn đệ tử trở mặt. Vì lẽ đó Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh là tạm thời an toàn. Bất quá, trước mắt quan trọng nhất chính là, Diệp Thần Phong nhất định phải nghĩ ra chạy khỏi nơi này biện pháp, bằng không sớm muộn sẽ cắm ở Vạn Độc Môn cùng Thiên Sơn Môn trong tay. Chương 787, thiêu đi, thiêu ra một chút hy vọng sống đến. Theo Diệp Thần Phong chế biến ra cực phẩm hóa cốt phấn sau, ngày hôm nay Vạn Độc Môn đệ tử chọn lựa tái cũng chính thức kết thúc. Trưởng môn Khang Bách Âm để ở đây đệ tử đều ai đi đường nấy,
cười đối với Diệp Thần Phong, nói rằng, tiểu huynh đệ, người trước tiên ở Vạn Độc Môn Đại Điện nghỉ ngơi một hồi, người cùng Thiên Sơn Môn trong lúc đó hiểu lầm liền giao cho ta giải quyết được rồi. Khẩn đón lấy, Khang Bách Âm rồi hướng hai cái 60, 70 tuổi ông lão, nói rằng, hai trưởng lão, ba trưởng lão, hai người các ngươi khỏe mạnh bồi tiếp vị tiểu huynh đệ này. Vâng, trưởng môn, hai người này ông lão không chút do dự đồng ý, hai người bọn họ chính là Vạn Độc Môn hai trưởng lão Thành Hưng Long cùng ba trưởng lão Lâm Hạ Vân, một thân thực lực phân biệt đạt đến phá thiên đỉnh cao cùng phá thiên sơ kỳ. Diệp Thần Phong cảm ứng một thoáng hai người này ông lão thực lực sau, tự đùa giỡn quay về Khang Bách Âm, hỏi, Khang trưởng môn, ngươi sẽ không phải là phái hai vị trưởng lão đến giám thị ta chứ? Ha ha, không nghĩ tới Diệp Thần Phong sẽ nói ra như thế trắng ra đến, Khang Bách Âm trong cổ họng cười gượng hai tiếng, nói rằng, tiểu huynh đệ, ta xem ngươi là lo xa rồi, ta làm sao sẽ cho người giám thị ngươi đây? Nếu tiểu huynh đệ ngươi không thích, như vậy ta liền để hai trưởng lão cùng ba trưởng lão ở đại điện ở ngoài bảo vệ đi. Như vậy cũng thật đúng lúc bảo vệ tiểu huynh đệ ngươi an toàn. Khang Bách Âm để Thành Hưng Long cùng Lâm Hạ Vân bồi tiếp Diệp Thần Phong, đúng là tích chữ giám thì Diệp Thần Phong tâm tư, bây giờ Diệp Thần Phong trực tiếp đem lại nói phá, vì lẽ đó Khang Bách Âm chỉ có thể lùi một bước, để Thành Hưng Long cùng Lâm Hạ Vân ở cửa đại điện bảo vệ cũng giống như vậy, chỉ cần không cho Diệp Thần Phong chạy ra Vạn Độc Môn là được. Khang Bách Âm tùy tiện bắt chuyện hai tên môn hạ đệ tử, ở Vạn Độc Môn trong đại điện bồi tiếp Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh. Hắn cũng không có đối với này hai tên đệ tử nhiều dặn dò cái gì, ngược lại đại điện ở ngoài có hai trưởng lão cùng ba trưởng lão bảo vệ, tuyệt đối sẽ không phát sinh bất kỳ bất ngờ. Coi như có chuyện phát sinh, có hai trưởng lão cùng ba trưởng lão ở đây, Khang Bách Âm mấy người cũng có thể trước tiên chạy tới hiện trường. Ở sắp xếp xong Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh sau, Khang Bách Âm cùng Nguyên Phong Dương liền dẫn Lỗ Đấu Văn cùng với Ngàn Thạch hướng về đại điện mặt sau đi đến. Diệp Thần Phong liếc mắt nhìn đại điện bên ngoài, phát hiện Vạn Độc Môn hai trưởng lão cùng ba trưởng lão, hai người này ông lão cũng không có trực tiếp đứng ở cửa, mà là đứng ở đại điện bên ngoài hai bên trái phải, vì lẽ đó này hai ông lão tầm mắt không nhìn thấy trong đại điện sự vật. Ai u, Diệp Thần Phong đột nhiên che cái bụng, trong cổ họng phát sinh thống khổ âm thanh. Hỏi trong đại điện hai tên đệ tử, xin hỏi các ngươi môn phái nhà xí ở nơi nào? Ta cái bụng trong chớp mắt rất đau, rất khả năng là ăn hỏng rồi món đồ gì. Này hai tên Vạn Độc Môn đệ tử, bọn họ là tận mắt chứng kiến quá Diệp Thần Phong phối độc thiên phú, dưới cái nhìn của bọn họ sau đó Diệp Thần Phong ở Vạn Độc Môn khẳng định là thuận buồm xuôi gió. Sớm cùng Diệp Thần Phong giữ gìn mối quan hệ khẳng định là không sai. Liền một tên trong đó ăn mặc màu trắng quần áo đệ tử, nói rằng, sau đó đại gia đều là một môn phái bên trong đệ tử. Ta mang huynh đệ ngươi đi một chuyến chúng ta Vạn Độc Môn nhà xí. Diệp Thần Phong vội vàng gật gật đầu, nói rằng, hay, hay, được, chúng ta lập tức liền đi, ta sắp không nhịn được. Rời đi đại điện trước, Diệp Thần Phong còn quay đầu hướng Hạ Tử Ninh nói một câu, lão bà, ngươi trước tiên ở chỗ này chờ ta một hồi. Ta lập tức sẽ trở lại. Huynh đệ, chị dâu có ta ở đây bồi tiếp, tuyệt đối không thành vấn đề, ngươi yên tâm đi thôi. Bên trong cung điện một người khác ăn mặc màu đen quần áo đệ tử vỗ bộ ngực bảo đảm nói. 2,3 phút sau, Diệp Thần Phong từ Vạn Độc Môn đại điện mặt sau một chỗ giả sơn bên trong đi ra, mà dẫn hắn tên kia ăn mặc màu đen quần áo đệ tử, đã bị hắn cho đánh bất tỉnh ở giả sơn mặt sau. May là chính là Vạn Độc Môn đệ tử chọn lựa tái vừa mới vừa kết thúc, phần lớn đệ tử đều ở thu thập bên ngoài sân bãi đây. Vì lẽ đó Vạn Độc Môn bên trong trên căn bản là không có mấy người, Diệp Thần Phong ở đem tên kia ăn mặc màu đen quần áo đệ tử đánh bất tỉnh sau khi, bóng người trực tiếp hướng về Vạn Độc Môn chuông ngang vị trí chạy đi, hắn biết bình thường trưởng môn nơi ở đều nơi với toàn bộ môn phái trung tâm, hắn tiếp xúc cổ vũ giới cũng kinh có một quãng thời gian, đối với cổ vũ giới bên trong rất nhiều chuyện cũng phi thường hiểu rõ. Quả nhiên, ở Diệp Thần Phong tách ra vài tên Vạn Độc Môn đệ tử, đi tới Vạn Độc Môn chính chuông ngang vị trí thì, đầu tiên đập vào mi mắt là một chỗ phi thường rất khác biệt sân, trong sân tọa lạc một đống gian nhà, trong phòng cửa sổ mở ra, xuyên thấu qua cửa sổ, Diệp Thần Phong nhìn thấy Khang Bách Âm các loại chờ người. Bên trong thân thể cẩn thận từng ly từng tí một vận chuyển nổi lên quy tức thuật, rất nhanh Diệp Thần Phong cả người cơ hồ là cùng không khí hợp làm một thể,
bóng người chậm rãi hướng về tọa lạc ở trong sân gian nhà không ngừng tới gần, mãi đến tận có thể nghe được gian nhà nói chuyện bên trong thanh, hắn mới đình chỉ bước chân, bóng người trốn ở trong sân một cây đại thụ mặt sau. Khang trưởng môn, các ngươi đến cùng định làm như thế nào? Diệp Thần Phong có thể không chống trơn là chúng ta Thiên Sơn môn không chết không thôi kẻ địch, hắn còn giết một nhóm thế lực Vân Thiên Tông thiếu tông chủ, Vân Thiên Tông người cũng khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn, lẽ nào các ngươi vạn độc môn thật sự phải bảo vệ tiểu tử này sao? Trong phòng Thiên Sơn môn hai trưởng lão Lỗ Đấu Văn khàn cả giọng quát lên. Lỗ trưởng lão, kính xin ngươi trước tiên bất giận, chúng ta vạn độc môn đương nhiên sẽ không bảo vệ tiểu tử này, bất quá. Tiểu tử này nắm trong tay hóa cốt phấn phương pháp phối chế thực sự là quá hấp dẫn người, chúng ta vạn độc môn nhất định phải đem loại này phương pháp phối chế bắt được trong tay, vì lẽ đó kính xin hai vị đợi thêm một ngày thời gian, chúng ta vạn độc môn bên trong nhưng là có rất nhiều khiến người ta có thể bé ngoan mở miệng độc dược, các loại chờ từ tiểu tử này trong miệng biết rồi hóa cốt phấn phương pháp phối chế. Tiểu tử này chết sống rồi cùng chúng ta vạn độc môn một chút quan hệ cũng không có. Khang Bách Âm bồi cười nói. Dưới cái nhìn của hắn thật giống Diệp Thần Phong tính vận mệnh bản không đáng nhắc tới. Nghe được Khang Bách Âm nhắc lên Diệp Thần Phong phối chế hóa cốt phấn, Lỗ Đấu Văn cùng với Ngàn Thạch hai người trong con ngươi vậy đột nhiên sáng ngời, hai người bọn họ cũng là tận mắt chứng kiến quá loại kia hóa cốt phấn cường hãn uy lực, đây tuyệt đối là một loại ở lúc khẩn cấp quan trọng bảo mệnh cùng đánh lén lợi khí a. Liền Lỗ Đấu Văn cùng với Ngàn Thạch không hẹn mà cùng đối diện một chút, sau đó hướng về lẫn nhau gật gật đầu. Lúc này là đổi làm với Ngàn Thạch mở miệng, muốn chúng ta đợi thêm một ngày cũng được, các ngươi từ Diệp Thần Phong trong miệng biết được hóa cốt phấn phương pháp phối chế sau, nhất định phải cùng chúng ta Thiên Sơn môn cộng đồng chia sẻ. Trong sân, trốn ở phía sau đại thụ Diệp Thần Phong, hắn đem trong phòng đối thoại nghe được là rõ rõ ràng ràng, hắn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên lại vô ý đắc tội rồi một cái một nhóm thế lực. Đem cái này một nhóm thế lực thiếu tông chủ cho giết. Ở trong đầu ngắn ngủi hồi ức một thoáng sau khi, Diệp Thần Phong khẳng định lúc trước ở Thiên Sơn môn bị hắn cái cuối cùng giết chết thanh niên, hẳn là chính là Lỗ Đấu Văn trong miệng Vân Thiên Tông thiếu tông chủ. Ở đơn giản nghe trộm đến Khang Bách Âm các loại chờ người dự định sau, Diệp Thần Phong lần thứ hai tiêu không một tiếng động rời đi trong sân, hiện tại hắn càng thêm xác định nhất định phải lập tức rời đi vạn độc môn, nhưng là phải làm sao rời đi. Nơi này nhưng là vạn độc môn địa bàn A. Diệp Thần Phong vừa hướng về vạn độc môn đại điện đi đến, vừa trong lòng suy nghĩ rời đi biện pháp, hắn đột nhiên nhìn thấy ở một chỗ hai tầng lâu cao kiến trúc trước cửa bảo vệ hai tên tiên thiên tu vi đệ tử, hơn nữa nhà này kiến trúc trên còn mang theo một khối bảng hiệu, mặt trên viết tàng bảo các này ba chữ lớn. Có, hiện nay chỉ có thể ở vạn độc môn bên trong chế tạo ra hỗn loạn, ta mới có cơ hội mang theo Hạ Tử Ninh rời đi, chỗ này tên là tàng bảo các địa phương. Dĩ nhiên sẽ có hai tên tiên thiên tu vi đệ tử canh gác. Như vậy nơi này khẳng định đối với vạn độc môn tới nói phi thường trọng yếu, nếu như trong chớp mắt cháy, ta nghĩ vạn độc môn khẳng định liền không lo nổi ta chứ. Diệp Thần Phong ở trong lòng thầm nghĩ. Hiện tại thời gian đối với Diệp Thần Phong tới nói là giành giật từng giây, hắn trước tiên nhìn một chút bốn phía, phát hiện ngoại trừ ở tàng bảo các cửa canh gác hai tên vạn độc môn đệ tử ở ngoài, liền không còn gì khác người. Lúc này không động thủ, càng chờ khi nào. Diệp Thần Phong dưới chân lập tức sử dụng bạo phong bộ pháp, ở canh gác cửa hai tên vạn độc môn đệ tử còn chưa kịp phản ứng thời điểm, hắn cũng đã đem đối phương cho đánh ngất đi. Hiện tại cảnh giới tiên thiên cao thủ, đối với Diệp Thần Phong tới nói là mấy giây chung là có thể giải quyết. Ở đánh bất tỉnh này hai tên vạn độc môn đệ tử sau, Diệp Thần Phong lập tức đẩy ra tàng bảo các môn đi vào. Phát hiện này tàng bảo các bên trong bầy đặt rất nhiều dược liệu quý giá cùng rất nhiều tu luyện điển tịch, chẳng trách nơi này sẽ gọi tàng bảo các. Bên trong quý giá dược liệu phân loại lần lượt có thứ tự sắp xếp, hóa cốt phấn uy lực Diệp Thần Phong là tận mắt chứng kiến quá, hắn phát hiện phối chế hóa cốt phấn dược liệu, trong này cũng toàn bộ đều có, liền Diệp Thần Phong đem y phục trên người cởi ra, phân biệt nắm một chút phối chế hóa cốt phấn dược liệu, lợi dụng quần áo làm thành một cái bọc nhỏ phục. Ở nắm xong phối chế hóa cốt phấn dược liệu sau, Diệp Thần Phong từ trong túi tiền lấy ra một cái bật lửa, vừa đem cái bật lửa cho nhen lửa thời điểm, ánh mắt của hắn bị trong góc một cái hộp hấp dẫn, hộp chính diện dán vào một tờ giấy trên viết trăm năm mười Diệp Thảo này năm cái đại tự. Diệp Thần Phong trái tim không nhịn được nhanh chóng nhảy lên mấy lần, có thể hiện tại không phải làm lỡ thời gian thời điểm,
hắn lập tức đem trong góc hộp nắm lên, đem hộp cho mở ra, phát hiện bên trong thình lình nằm ba cây trăm năm mười diệp thảo. Hơn nữa này ba cây trăm năm mười diệp thảo lá cây phi thường bích lục, không có bất kỳ một điểm khô héo dấu hiệu, hắn liền vội vàng đem hộp ôm vào trong ngực. Hắn không nghĩ tới ở vạn độc môn nơi này dĩ nhiên phải nhận được ba cây trăm năm mười diệp thảo. Trong lòng đã không kịp cao hứng, nhiều làm lỡ một phút, hắn cùng Hạ Tử Ninh liền thêm một phần chung nguy hiểm, trong tay nhen lửa cái bật lửa trực tiếp ném về tàng bảo các bên trong điển tịch trên. Rất nhanh các loại điển tịch liền bắt đầu cháy rừng rực, nhìn thấy càng thiêu càng vượng đại hỏa, Diệp Thần Phong lập tức rời đi tàng bảo các, hướng về vạn độc môn đại điện chạy đi. Chương 788, lần sau nhất định lấy ngươi mạng chó. Vạn độc môn trưởng môn Khang Bách Âm trong phòng. Khang Bách Âm gần như đã cùng Lỗ Đấu Văn các loại chờ hai người này Thiên Sơn môn ông lão bàn xong xuôi, Lỗ Đấu Văn cùng với Ngàn Thạch đồng ý ở vạn độc môn bên trong lưu lại một ngày, các loại chờ từ Diệp Thần Phong trong miệng dụ ra hóa cốt phấn phương pháp phối chế, hai người bọn họ lại đem Diệp Thần Phong cho nắm bắt lấy về. Đa tạ hai vị Thiên Sơn môn trưởng lão cho ta khuôn mặt này, ta lập tức để đệ tử giúp hai vị sắp xếp nơi ở, còn Diệp Thần Phong sự tình trước hết giao cho chúng ta đến làm tốt. Khang Bách Âm phi thường khách khí nói. Nhưng mà, vừa lúc đó, một tên vạn độc môn đệ tử ngay cả chào hỏi cũng không đánh, liền hoang mang hoảng loạn chạy vào Khang Bách Âm trong phòng, tên đệ tử này trên mặt dính đầy màu đen khói bụi, y phục trên người có bao nhiêu nơi bị thiêu phá vết tích, trong miệng là thở hồng hộc. Ở đây vạn độc môn trưởng môn Khang Bách Âm cùng đại trưởng lão Nguyên Phong Dương, nhìn thấy môn hạ đệ tử vô lễ như thế hành vi cùng dáng dấp chật vật sau, mặt của hai người sắc dồn dập âm chìm xuống, Khang Bách Âm quát lên, cho ta một cái giải thích hợp lý, bằng không lập tức cút cho ta ra vạn độc môn. Tên kia vạn độc môn đệ tử nghe được trưởng môn nghiêm khắc tiếng quát, thân thể không nhìn được hơi run cầm cập một thoáng, nói lắp bắp trưởng môn, không, không tốt, việc lớn không tốt. Tàng bảo các cháy, hiện tại hỏa thế vô cùng nghiêm trọng, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách bị tiêu diệt, rất nhiều tàng bảo các bên trong quý giá dược liệu cùng điển tịch đều bị thiêu hủy, ta. Cái gì? Tên này vạn độc môn đệ tử vẫn chưa nói hết, Khang Bách Âm cùng Nguyên Phong Dương đột nhiên từ trên ghế chạm lên, trên mặt âm trầm biến mất rồi, thay vào đó chính là một vệt hoảng loạn. Phải biết tàng bảo các nhưng là vạn độc môn bên trong nơi quan trọng nhất. Bên trong không chỉ gửi dược liệu quý giá, còn thật nhiều tu luyện bí tịch cùng phối chế độc dược bí phương, nếu như toàn bộ tàng bảo các toàn bộ bị thiêu hủy. Đây đối với vạn độc môn tới là nói một cái phi thường nặng nề đả kích. Ở ngắn ngủi ngây người sau khi, Khang Bách Âm cùng Nguyên Phong Dương đem bên trong thân thể chân kinh lực lượng tăng lên tới cực điểm, thân ảnh của hai người vọt thẳng ra trong phòng, hướng về vạn độc môn tàng bảo các địa phương nhanh chóng lao đi. Nhìn thấy Khang Bách Âm cùng Nguyên Phong Dương vội vã rời đi bóng lưng, Lỗ Đấu Văn luôn cảm giác chuyện này có gì đó không đúng, trong đầu linh quang lóe lên, hắn cũng lập tức trên ghế chạm lên. Nói rằng, không được, Lão Tam, đây nhất định là Diệp Thần Phong tiểu xúc sinh này đang dở trò. Hắn muốn ở vạn độc môn bên trong gây ra hỗn loạn, sau đó nhân cơ hội này đào tẩu, chúng ta mau mau đi trong đại điện. Mặt khác, Diệp Thần Phong trở lại đại điện bên trong sau khi, một gã khác bồi tiếp Hạ Tử Ninh vạn độc môn đệ tử. Nhìn thấy Diệp Thần Phong là một người trở về, không khỏi mở miệng nghi vấn nói, huynh đệ, cùng ngươi vừa đi nhà xí Chu sư huynh đây. Diệp Thần Phong thuận miệng hồi đáp, vừa nãy thật giống đại điện mặt sau chuyện gì xảy ra, trong miệng ngươi vị kia Chu sư huynh để chính ta trở lại đại điện bên trong đến rồi, mà hắn nhưng là đi xem tình huống. Ở Diệp Thần Phong vừa dứt lời thời khắc, từ vạn độc môn đại điện mặt sau chạy ra năm tên vạn độc môn đệ tử, này năm tên đệ tử dáng dấp đều phi thường chật vật, vẻ mặt toàn bộ là hoang mang hoảng loạn, nhìn thấy trong đại điện bồi tiếp Diệp Thần Phong tên kia vạn độc môn đệ tử sau. Một người trong đó người nói rằng, nhanh cứu hỏa. Tàng bảo các cháy, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt hỏa thế. Cái kia năm tên đệ tử giản yếu nói một lần tình huống sau khi, bọn họ lại lập tức hướng về đại điện bên ngoài chạy đi. Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh cũng đi theo bọn họ năm cái phía sau, này năm tên vạn độc môn đệ tử vừa bước ra đại điện, liền bị chờ đợi ở đại điện ở ngoài hai trưởng lão Thành Hưng Long cùng ba trưởng lão Lâm Hạ Vân ngăn cản, lớn tiếng hỏi các ngươi hoang mang hoảng loạn muốn làm gì. Không tốt, không tốt, hai trưởng lão, ba trưởng lão, tàng bảo các cháy, hỏa thế phi thường nghiêm trọng,
còn tiếp tục như vậy toàn bộ tàng bảo các cần phải muốn đốt thành cho bụi không thể. Năm tên vạn độc môn trong các đệ tử, một tên trong đó đệ tử nhanh chóng nói rằng. Khi nghe đến tàng bảo các cháy sau khi, Thành Hưng Long cùng Lâm Hạ Vân cũng hơi ngẩn người, Diệp Thần Phong đi theo này năm tên đệ tử phía sau, hắn chính là đang đợi cơ hội này. Bởi vì hắn biết Thành Hưng Long nắm giữ phá thiên đỉnh cao thực lực, hắn căn bản không phải Thành Hưng Long đối thủ, hắn nhất định phải nắm lấy Thành Hưng Long. Nghe được tàng bảo các cháy mà ngây người cái này ngắn ngủi chốc lát, đối với Thành Hưng Long lấy xuất kỳ bất hí công kích. Diệp Thần Phong bàn tay phải bên trong đã sớm chuẩn bị kỹ càng năm cái ngân châm, ở Thành Hưng Long vừa nằm ở ngây người bên trong thời điểm, Diệp Thần Phong dường như một con ẩn núp đã lâu mãnh thú, dưới chân lập tức sử dụng bạo phong bộ pháp. Bóng người cực nhanh xuất hiện ở Thành Hưng Long trước. Nhưng mà Thành Hưng Long dù sao cũng là phá thiên đỉnh cao cao thủ, ở Diệp Thần Phong bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, hắn trước tiên phản ứng lại, Diệp Thần Phong thấy thế, không chút do dự trước tiên hướng về Thành Hưng Long cái cổ vò tới một cái ngân châm. Vội vàng trong lúc đó, Thành Hưng Long tướng trong cơ thể chân kinh lực lượng vận chuyển tới cái cổ vị trí, có thể cho dù như vậy cũng thoáng muộn một chút. Diệp Thần Phong dùng hết toàn lực bắn ra ngân châm, có gần một nửa đi vào cổ của hắn bên trong, làm cho trên cổ của hắn một trận đau nhức, nhưng cũng may còn không nguy hiểm đến tính mạng. Giữa lúc Thành Hưng Long trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm thời điểm, chỉ thấy Diệp Thần Phong động tác cũng không có đình chỉ, cái thứ hai ngân châm lại hướng về cổ của hắn bắn nhanh mà đến rồi. Thực lực của hắn tuy rằng rất xa cao hơn Diệp Thần Phong, thế nhưng hắn tư duy hoàn toàn bị quấy dày. Đưa tay ra muốn tiếp được cái thứ hai hướng về cổ của hắn bắn nhanh mà đến ngân châm thì, Diệp Thần Phong động tác nhưng vẫn là không có một chút nào dừng lại, thân thể của hắn gần kề Thành Hưng Long, ở dùng cái thứ hai ngân châm hấp dẫn Thành Hưng Long ánh mắt đồng thời. Trong tay còn lại ba cái ngân châm đột nhiên hướng về Thành Hưng Long trái tim đâm tới. Hệ này loại động tác hành vi nước chảy, chỉ phát sinh ở ngăn ngắn trong vài giây, Thành Hưng Long ở lần thứ nhất chúng chiêu sau. Toàn bộ tiết tấu của chiến đấu liền hoàn toàn nắm giữ ở Diệp Thần Phong trong tay, hắn căn bản không cho Thành Hưng Long có bày ra thực lực cơ hội, bằng không để Thành Hưng Long có thở dốc thời gian, hắn cùng Hạ Tử Ninh ngày hôm nay liền tuyệt đối không thể rời bỏ vạn độc môn. Diệp Thần Phong trong bàn tay cuối cùng ba cái ngân châm toàn bộ đi vào Thành Hưng Long trái tim bên trong, làm cho Thành Hưng Long nói liên tục di ngôn cơ hội cũng không có, thân thể liền hướng trên mặt đất đổ tới. Đứng ở Thành Hưng thân rồng cái khác ba trưởng lão Lâm Hạ Vân, hắn đang nhìn đến Thành Hưng Long bị đánh gục sau khi, hắn lập tức tăng lên đứng lên trong cơ thể phá thiên sơ kỳ chân kình lực lượng. Vừa nãy Diệp Thần Phong là dựa vào xuất kỳ bất ý, cùng với Thành Hưng Long ngây người thời điểm, mới miễn cưỡng sắp Thành Hưng Long giết chết. Lấy Diệp Thần Phong thực lực trước mắt chỉ có thể cùng phá thiên sơ kỳ cao thủ sánh ngang, bất quá, cũng may hắn người mang bạo phong bộ pháp. Bây giờ bạo phong bộ pháp triển khai chính là càng ngày càng thuần thục luyện, dưới chân lần thứ hai sử dụng tới bạo phong bộ pháp, khổ rồi Lâm Hạ Vân tốc độ căn bản không sánh được Diệp Thần Phong, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Thần Phong bàn tay vỗ vào trên đầu của hắn. Một tiếng, Lâm Hạ Vân trên đầu xuất hiện từng cái vết nứt, máu tươi cùng óc không ngừng từ trong vết nứt chảy ra, một đôi con mắt trợn tròn lên, cả người sinh cơ đã là toàn bộ biến mất rồi. Diệp Thần Phong không để ý đến chu vi nằm ở ngây người bên trong vạn độc môn đệ tử, đem Hạ Tử Ninh kẹp ở bên hông, bay thẳng đến vạn độc môn ở ngoài biểu xạ mà đi tới. Diệp Thần Phong, tên tiểu xúc sinh nhà ngươi, ngươi cho chúng ta dừng lại. Lỗ Đấu Văn cùng với Ngàn Thạch đi tới vạn độc môn đại điện ở ngoài thì, Thành Hưng Long cùng Lâm Hạ Vân đã chết rồi, hai người bọn họ chỉ nhìn thấy Diệp Thần Phong bóng người ở trong tầm mắt không ngừng đi xa. Lão Tam. Lập tức sử dụng sinh mệnh thiêu đốt, không thể để Diệp Thần Phong liền như thế đào tẩu. Lỗ Đấu Văn phẫn nộ nói rằng, bên trong thân thể lập tức vận chuyển nổi lên sinh mệnh thiêu đốt khẩu quyết, tốc độ dưới chân lập tức tăng lên thật nhiều lần. Với Ngàn Thạch đang nhìn đến Lỗ Đấu Văn lần thứ hai sử dụng sinh mệnh thiêu đốt, hắn cũng chỉ có thể lập tức sử dụng, hai người này ông lão bóng người không ngừng tiếp cận Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh. Diệp Thần Phong cảm nhận được sau lưng cảm giác ngột ngạt. Quay đầu lại nhìn thấy Lỗ Đấu Văn cùng với Ngàn Thạch tựa như phát điên đang truy đuổi mà đến, hắn biết tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, sớm muộn sẽ bị Lỗ Đấu Văn cùng với Ngàn Thạch đuổi theo, liền chỉ có thể đem Hạ Tử Ninh cho để xuống, mịt mờ từ trong lồng ngực móc ra gửi hóa cốt thủy bình nhỏ, trong lòng thầm nghĩ các ngươi đã muốn đuổi tận cùng không buông,
như vậy ra ra ta để hai người các ngươi ông lão hài cốt không còn. Mặt sau đuổi tận cùng không buông Lỗ Đấu Văn cùng với Ngàn Thạch, bọn họ đang nhìn đến Diệp Thần Phong dừng lại sau khi, Lỗ Đấu Văn giữ tợn cười nói, Diệp Thần Phong, tên tiểu súc sinh nhà ngươi, ngươi để ta lại nhiều lần sử dụng sinh mệnh thiêu đốt, ta tuyệt đối muốn cho ngươi sống không bằng chết. Lỗ Đấu Văn cùng với Ngàn Thạch bóng người rất nhanh sẽ xuất hiện ở Diệp Thần Phong trước, hai người hai bên trái phải đồng thời một chưởng vỗ hướng về phía Diệp Thần Phong ngực. Ở Lỗ Đấu Văn cùng với Ngàn Thạch bàn tay cách Diệp Thần Phong ngực càng ngày càng gần thời điểm, Diệp Thần Phong trên mặt lộ ra một vệt không dễ phát hiện nụ cười, trong tay đã sớm chuẩn bị kỹ càng hóa cốt thủy hướng về hai người này tung quá khứ. Nhìn thấy Diệp Thần Phong tung ra không rõ chất lỏng sau, Lỗ Đấu Văn phản ứng so với Ngàn Thạch nhanh hơn vỗ một cái, trực tiếp nắm lấy với Ngàn Thạch quần áo, đem với Ngàn Thạch che ở trước mặt hắn. A! À, khẩn đón lấy, một tiếng thống khổ tiếng kêu thảm thiết, từ với Ngàn Thạch yết hầu phát ra, phần lớn hóa cốt thủy toàn bộ chiếu vào với Ngàn Thạch trên người, chỉ là nháy mắt công phu, với Ngàn Thạch cả người liền toàn bộ bị ăn mòn rơi mất, trên mặt đất chỉ còn dư lại một vũng máu tươi. Đương nhiên, Lỗ Đấu Văn tuy rằng bắt được với Ngàn Thạch đến giúp hắn làm tấm khiên, nhưng đáng tiếc chính là tay trái của hắn trên cánh tay, vẫn bị tiên đến không ít hóa cốt thủy tốc độ cực nhanh ở đem tay trái của hắn cánh tay ăn mòn. Lỗ Đấu Văn ngược lại cũng đúng là một cái có thể lòng dạ ác độc người, hắn trực tiếp đem con kia không ngừng ăn mòn cánh tay trái, từ trên thân thể của chính mình cho mạnh mẽ kéo xuống, trong cổ họng tan nát cõi lòng quát, Diệp Thần Phong, tên tiểu súc sinh nhà ngươi, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lỗ Đấu Văn hiện tại nhất định phải ngừng lại đoạn chi nơi máu tươi, hắn không cách nào lại truy đuổi Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh. Diệp Thần Phong thấy Lỗ Đấu Văn không có bị ăn mòn thành một vũng máu tươi, trong lòng là một trận thất vọng, bất quá, hắn cũng không muốn chậm trễ nữa thời gian, nói không chắc vạn người của độc môn chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới, tay phải lần thứ hai đem Hạ Tử Ninh cho kẹp ở bên hông, hướng về phía Lỗ Đấu Văn, quát lên, lần sau nhất định đi lấy ngươi mạng chó. Nói xong, Diệp Thần Phong dưới chân liền lại sử dụng bạo phong bộ pháp, mang theo Hạ Tử Ninh biến mất ở Lỗ Đấu Văn trong tầm mắt. Chương 789, tạm thời rời đi, trở về đô thị. Ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây khe hở, trên mặt đất hình thành điểm điểm vết lốm đốm. Diệp Thần Phong mang theo Hạ Tử Ninh rời đi Vạn Độc Môn sau, sử dụng bạo phong bộ pháp liên tục chạy trốn hơn 3 giờ, trong thân thể linh hồn lực thực sự là tiêu hao quá nghiêm khắc nặng, vì lẽ đó chọn một chỗ rừng cây rậm rạp tạm thời nghỉ ngơi. Diệp Thần Phong đem trong ngực gửi trăm năm 10 diệp thảo hộp đưa cho bên cạnh Hạ Tử Ninh, hỏi, người giúp ta xem một chút này ba cây trăm năm 10 diệp thảo dược lực có hay không biến mất rồi. Hạ Tử Ninh là mặt không đỏ, không thở gấp, dọc theo con đường này đều là Diệp Thần Phong mang theo nàng, ở tiếp nhận Diệp Thần Phong đưa tới hộp sau, nàng lập tức đem hộp cho mở ra, nhìn thấy yên tĩnh nằm ở trong hộp ba cây trăm năm 10 diệp thảo sau, nàng ngẩng đầu lên quay về Diệp Thần Phong. Nói rằng, bởi chiếc hộp này vật liệu phi thường đặc thù, này ba cây trăm năm 10 diệp thảo bảo tồn phi thường hoàn hảo, dược lực coi như có không ít trôi đi, nhưng cũng hầu như có thể bỏ qua không tính. Nghe được Hạ Tử thà rằng định sau khi trả lời, Diệp Thần Phong trên mặt cuối cùng cũng coi như là lộ ra một vệt nụ cười, Hàn Sơ Tuyết sử dụng cấm thuật sau, trong cơ thể lưu lại di chứng về sau tổng xem là khá trị liệu. Diệp Thần Phong, này ba cây trăm năm 10 diệp thảo ngươi là ở Vạn Độc Môn tàng bảo các được. Hơn nữa còn đem Vạn Độc Môn tàng bảo các cho một cây đốt đốt. Hạ Tử Ninh đột nhiên nghi hỏi, vừa nãy Vạn Độc Môn bên trong đệ tử hoang mang hoảng loạn nói tàng bảo các cháy, hiện trong tay Diệp Thần Phong diện lại nhiều ba cây trăm năm 10 diệp thảo, vì lẽ đó Hạ Tử Ninh rất nhanh sẽ đem tàng bảo các cháy sự tình cùng Diệp Thần Phong liên lạc với. Diệp Thần Phong không có cần thiết ẩn giấu, không chút do dự gật gật đầu, nói rằng, ân, ta là ở Vạn Độc Môn tàng bảo các bên trong một tiểu đem hỏa, người sốt sắng như vậy làm gì? Diệp Thần Phong đang đứng ở được trăm năm 10 diệp thảo vui sướng bên trong đây. Hạ Tử Ninh khẽ thở một hơi, nói rằng, tàng bảo các là Vạn Độc Môn chỗ căn cơ. Hiện tại ngươi đem Vạn Độc Môn tàng bảo các cho một cây đúc đốt, Vạn Độc Môn nhất định sẽ cùng ngươi không chết không thôi, hiện tại ngươi không riêng đắc tội rồi một cái Thiên Sơn Môn. Còn đắc tội rồi một cái Vạn Độc Môn, ngươi nói ta có thể không sốt sắng sao được. Bị Hạ Tử Ninh vừa nói như thế, Diệp Thần Phong lại nghĩ tới vừa nãy Khang Bách Âm cùng Lỗ Đấu Văn các loại chờ, người nói chuyện, hắn không khỏi hỏi, Hạ Tử Ninh.
Ngươi nghe nói qua Vân Thiên Tông sao? Cái này tông môn thực lực làm sao? Vân Thiên Tông, Hạ Tử Ninh thần kinh nhất thời căng thẳng lên, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, Diệp Thần Phong, ngươi nên sẽ không nói cho ta. Ngươi còn đắc tội rồi Vân Thiên Tông chứ? Thấy Diệp Thần Phong tùy ý gật gật đầu, Hạ Tử Ninh trong cổ họng một hơi suýt chút nữa không thở tới, vững vàng khí tức sau khi, mới nói, Diệp Thần Phong, Vân Thiên Tông là hàng thật đúng giá một nhóm thế lực. Ngươi nói Vân Thiên Tông thực lực làm sao? Thiên Sơn môn cùng Vạn Độc môn chỉ là ba nhóm thế lực mà thôi. Hai người này tông môn nếu không kế bất cứ giá nào truy sát lời của ngươi, ngươi nên vẫn có thể miễn cưỡng ở đỉnh cấp thế lực bên này đông trốn si ràng. Thế nhưng một nhóm thế lực Vân Thiên Tông liền không giống, rất nhiều nhị đẳng cùng ba nhóm thế lực đều sẽ cho Vân Thiên Tông mặt mũi, đến thời điểm toàn bộ đỉnh cấp thế lực bên này e sợ sẽ đối với ngươi bày xuống thiên la địa võng. Bất quá, một nhóm thế lực khí lượng từ trước đến giờ lớn vô cùng, ngươi là làm sao đắc tội Vân Thiên Tông? Nếu như là chuyện nhỏ, Vân Thiên Tông hẳn là sẽ không đối với ngươi đuổi sát không buông. Diệp Thần Phong nghe xong Hạ Tử Ninh giới thiệu sau, lông mày của hắn chăm chú cau lên đến, khóe miệng xẹt qua một vệt cười khổ. Hỏi, ngươi nói ta đem Vân Thiên Tông thiếu tông chủ cho giết. Đây đối với Vân Thiên Tông đến nói đúng không là một chuyện nhỏ. Cái gì? Hạ Tử Ninh kinh sợ đến mức trực tiếp từ trên mặt đất chạm lên, hỏi, Diệp Thần Phong, người nói người đem Vân Thiên Tông thiếu tông chủ cho giết. Giết Vân Thiên Tông thiếu tông chủ, Diệp Thần Phong trong lòng tuy rằng có cảm giác gấp gáp, nhưng hắn tính cách từ trước đến giờ là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, nếu sự tình đã phát sinh, như vậy lại đi lo lắng cũng không làm nên chuyện gì. Hạ Tử Ninh, người cần phải sốt sắng như vậy sao? Lúc trước ở Thiên Sơn môn giết chết mấy người kia bên trong, hẳn là thì có một cái là Vân Thiên Tông thiếu tông chủ, chuyện này ta cũng là vừa mới biết. Ngồi trên mặt đất trên Diệp Thần Phong, phía sau lưng tựa ở phía sau trên cây to, bên trong thân thể đang không ngừng khôi phục linh hồn lực. Không được, Diệp Thần Phong, người hiện tại nhất định phải rời đi đỉnh cấp thế lực bên này, không, là rời đi cổ vũ giới, như vậy ngươi mới có thể tạm thời an toàn. Hạ Tử Ninh hết sức chăm chú quay về Diệp Thần Phong nói rằng. Nhìn thấy Diệp Thần Phong trên mặt nghi hoặc vẻ mặt sau, Hạ Tử Ninh tiếp tục nói, Diệp Thần Phong, ngươi giết Vân Thiên Tông thiếu tông chủ, toàn bộ Vân Thiên Tông nhất định sẽ cùng ngươi không chết không thôi, ngươi hiện tại liên tiếp đắc tội rồi Vân Thiên Tông, Thiên Sơn môn cùng Vạn Độc môn, hơn nữa đều là không cách nào cứu vãn, ngươi hiện tại đã không thích hợp ở lại cổ vũ giới nơi này, trăm năm mười Diệp Thảo ngươi không phải đã chiếm được sao? Cho tới người muốn diệt Thiên Sơn môn, gần nhất 1-2 năm ngươi khẳng định không làm được, trừ phi thực lực của ngươi có thể so với Nguyên Thiên đỉnh cao thủ còn mạnh hơn. Diệp Thần Phong, đoạn này di cùng ngươi ở chung hạ xuống, ta biết ngươi là một cái để tâm vào chuyện vụn vặt người, nhận định sự tình thì nhất định phải làm được, nhưng là ngươi ở lại cổ vũ giới không chính là vì tăng cao thực lực, sau đó đem Thiên Sơn môn diệt sao? Cho tới được trăm năm mười Diệp Thảo, ngươi hiện ở trong tay đã có 3 cây. Cùng với liều lĩnh nguy hiểm ở lại cổ vũ giới tăng cao thực lực, ngươi còn không bằng trở lại thế tục giới đi tăng cao thực lực, các loại chờ có đầy đủ tự tin lại tiến vào đỉnh cấp thế lực bên này. Dù sao đỉnh cấp thế lực bên này có một cái hạn chế, phàm là đỉnh cấp thế lực đệ tử là không thể bước vào thế tục giới, tối thiểu bọn họ sẽ không trắng trợn đi hướng về thế tục giới. Có thể ngươi miễn cưỡng muốn ở lại đỉnh cấp thế lực bên này, vạn nhất đem Vân Thiên Tông bước cho cuống lên. Bọn họ vì phải đem ngươi dẫn ra, lén lút phái người đi tới thế tục giới, lợi dụng ngươi thế tục giới người thân đến uy hiếp ngươi, ngươi đến thời điểm phải làm sao? Nghe Hạ Tử Ninh lần này nói liên miên cằn nhằn, Diệp Thần Phong là rơi vào trầm tư bên trong, lúc trước đi tới đỉnh cấp thế lực bên này tổng cộng có 3 cái mục đích, vừa đến là phải giúp Dung Trời Môn cùng Quỷ Y Môn báo thù, thứ hai là nhìn có thể hay không tìm tới Quỷ Vương Tông di tích, 3 đến nhưng là giúp Hàn Sơ Tuyết tìm tới trăm năm mười Diệp Thảo. Ở này 3 cái mục đích bên trong, cấp bách nhất một mục đích đã hoàn thành, dù sao trăm năm mười Diệp Thảo quan hệ Hàn Sơ Tuyết tính mệnh, còn giúp Dung Trời Môn cùng Quỷ Y Môn đệ tử báo thù, cùng với tìm kiếm Quỷ Vương Tông di tích, 2 chuyện này, đúng là có thể sau này na một na, dù sao Diệp Thần Phong cũng không phải một cái cổ hủ người. Biết rõ tình huống trước mắt đối với hắn càng ngày càng bất lợi, hắn còn muốn nhắm mắt xông về phía trước, có lúc loại hành vi này không gọi anh dũng, mà gọi là làm ngu xuẩn. Trong đầu nghĩ rất có bao nhiêu chuyện có thể xảy ra,
hiện tại cuối cùng vẫn là Diệp Thần Phong trong tay sức mạnh quá yếu, vạn nhất thật sự để Vân Thiên Tông chó cùng rứt dậu, lén lút phái người đi hướng về thế tục giới. Chuyện như vậy là Diệp Thần Phong tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Hiện nay thế tục giới phong vệ đội bên trong, thực lực cao nhất cũng mới thiên giai thượng phẩm. Vân Thiên Tông chỉ cần phái ra một tên tiên thiên đỉnh cao cao thủ, liền đầy đủ quét ngang Diệp Thần Phong ở thế tục giới thế lực. Ở suy nghĩ chỉ chốc lát sau, Diệp Thần Phong quyết định nghe Hạ Tử Ninh ý kiến, tạm thời trước về đến thế tục giới. Lần này trở lại thế tục giới, hắn không riêng muốn tăng lên thực lực của chính mình, còn muốn đem phong vệ đội thực lực toàn bộ tăng lên lên. Lần này tiến vào đỉnh cấp thế lực quá mức gấp gáp, điều này làm cho Diệp Thần Phong rõ ràng muốn trắng trợn không kiêng dè ở đỉnh cấp thế lực bên này hoành hành, chỉ dựa vào một mình hắn là không đủ, trong tay hắn còn nhất định phải nắm giữ một luồng cường hãn thế lực. Được, việc này không nên chậm trễ, thừa cơ hội này, chúng ta lập tức rời đi cổ vũ giới, bằng không đi về thế tục giới lối vào chắc là phải bị người phong tỏa. Diệp Thần Phong quay về Hạ Tử Ninh nói rằng, Diệp Thần Phong, một mình ngươi về thế tục giới đi. Ta muốn ở lại đỉnh cấp thế lực bên này. Hạ Tử Ninh cắn cắn môi, nghe được Diệp Thần Phong đồng ý tạm thời về thế tục giới, trong lòng nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, không biết từ lúc nào bắt đầu, nàng sẽ vì Diệp Thần Phong lo lắng. Từ khi đi tới đỉnh cấp thế lực bên này sau, Hạ Tử Ninh tuy rằng vẫn đóng vai trói buộc nhân vật, thế nhưng nàng cũng giúp Diệp Thần Phong không ít một tay. Lúc trước Diệp Thần Phong đáp ứng Hạ Tử Ninh muốn cùng nàng đi nàng môn phái nơi giấu bảo tàng. Diệp Thần Phong từ trước đến giờ là một cái nói được là làm được người. Có thể trước mắt nếu như muốn rời khỏi cổ vũ giới, nhất định phải lập tức khởi hành, đem Hạ Tử Ninh một người ở lại chỗ này, lấy Hạ Tử Ninh bây giờ sứt sẹo thực lực, làm cho người ta nhét không đủ để nhét kẻ răng. Tay phải trực tiếp ôm Hạ Tử Ninh thon thả, lần thứ hai đem Hạ Tử Ninh cho kẹp ở bên hông, Diệp Thần Phong trong miệng nói rằng, Hạ Tử Ninh, lúc này coi như làm là ta nợ một món nợ ân tình của ngươi, bất quá, ngươi nhất định phải cùng ta đồng thời trở lại tục bên trong thế giới, chờ sau đó thứ lúc trở lại, ta không riêng cùng ngươi đi các ngươi môn phái nơi giấu bảo tàng, ta còn giúp ngươi diệt kẻ thù của ngươi, chúng ta liền quyết định như thế. Diệp Thần Phong, ngươi thả ta hạ xuống. Diệp Thần Phong, ngươi cái đồ lưu manh, ngươi thả ta hạ xuống. Hạ Tử Ninh phấn quyền không ngừng mà nện ở Diệp Thần Phong trên lưng, nhưng Diệp Thần Phong hoàn toàn là liều mạng, mang theo Hạ Tử Ninh một đường lao nhanh lên. Chương 790, bị xem là ăn mày. Sau 6 ngày, hai bóng người từ cổ vũ giới đi về thế tục giới kết giới trong cánh cửa đi ra. Hai người này chính là Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh, ở này 6 ngày bên trong. Ngoại trừ nhất định phải nghỉ ngơi bên ngoài, Diệp Thần Phong mang theo Hạ Tử Ninh vẫn ở chạy đi, may mà chính là Vân Thiên Tông bọn họ vẫn không có sắp xuất hiện khẩu phong tỏa ngăn cản. Ở Diệp Thần Phong mang theo Hạ Tử Ninh rời đi đỉnh cấp thế lực, đến nhất lưu, hai lưu thế lực bên này sau, Diệp Thần Phong càng là tăng nhanh tốc độ, để ngừa trên đường có cái gì bất ngờ phát sinh. Ở dọc theo con đường này Hạ Tử Ninh không chỉ một lần đưa ra muốn ở lại cổ vũ giới. Nhưng đáng tiếc chính là Diệp Thần Phong trực tiếp đem lời của nàng cho quên rơi mất, Hạ Tử Ninh mới chỉ là huyền giai thực lực, ở Diệp Thần Phong trước mặt căn bản không có phản đối thực lực. Hô! Diệp Thần Phong hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi từ trong miệng phun ra ngoài, ở này 6 ngày bên trong thân thể của hắn linh hồn lực vẫn nằm ở tiêu hao trạng thái, bây giờ trở lại thế tục giới, hắn cuối cùng cũng coi như là có thể thở ra một hơi. Ngược lại! Diệp Thần Phong nắm đấm lại bỗng nhiên nắm chặt, tự nhủ, một năm, nhiều nhất một năm này, ta nhất định sẽ một lần nữa trở lại cổ vũ giới, chờ ta lần sau lúc trở lại, mặc kệ là ba nhóm thế lực, hai nhóm thế lực, thậm chí là một nhóm thế lực, chỉ cần ai dám ở ngăn cản đường đi của ta, ta sẽ đích thân đem bọn họ toàn bộ phá hủy. Đồ lưu manh, ta nói rồi muốn ở lại cổ vũ giới, ngươi mang ta đến thế tục giới tới làm gì? Hạ Tử Ninh tức giận trừng mắt Diệp Thần Phong, ở những này gì bên trong, nàng cảm giác mình chính là một bao quần áo, mỗi ngày bị Diệp Thần Phong mang theo chạy tới chạy lui. Diệp Thần Phong tùy ý nhún nhún vai, nói rằng, Hạ Tử Ninh, ngươi còn nhớ mấy ngày trước, ngươi là khuyên như thế nào ta sao? Lấy thực lực của ngươi, ta đem ngươi ở lại đỉnh cấp thế lực bên kia. Ngươi cho là mình có sống tiếp khả năng sao? Hiện tại chúng ta đã đi tới thế tục giới. Nếu như ngươi tin tưởng lời nói của ta, nhiều nhất một năm này, ta sẽ dẫn ngươi một lần nữa trở lại cổ vũ giới bên trong đi, nếu như ngươi không tin ta.
Hạ Tử Ninh trực tiếp đem Diệp Thần Phong cắt đứt, nói rằng, nếu như ta không tin ngươi, ngươi có phải là lập tức đem ta đuổi về cổ vũ giới? Như vậy ta hiện tại liền có thể trả lời ngươi, ta sẽ không tin tưởng ngươi cái này đồ lưu manh. Diệp Thần Phong không đáng kể vẫy vẫy tay, nói rằng, nghe ta nói hết lời, ngươi trả lời nữa có thể không? Nếu như ngươi không tin lời của ta, vậy ngươi vẫn là chỉ có thể ở lại thế tục giới, cổ vũ giới kết giới cánh cửa chỉ có thiên giai thượng phẩm cao thủ mới có thể mở ra, nếu như ngươi bằng sức mạnh của chính mình có thể mở ra kết giới cánh cửa, ngươi bất cứ lúc nào đều có thể đi trở về. Nói xong, Diệp Thần Phong trực tiếp đi về phía trước, điều này làm cho Hạ Tử Ninh tức giận đến ngực là kịch liệt phập phồng, vội vàng đuổi tới Diệp Thần Phong bước tiến, nói rằng, Diệp Thần Phong, ngươi tại sao có thể như vậy? Ngươi vô lại, ngươi vô liêm sỉ, ngươi ngớ ngẩn, ngươi vô năng, ngươi tính vô năng. Hạ Tử Ninh là gấp chửi ầm lên, ở nàng mắng ra ngươi tính vô năng thời điểm, Diệp Thần Phong dưới chân bộ pháp im bặt đi. Theo sát ở phía sau Hạ Tử Ninh trực tiếp đánh vào Diệp Thần Phong trên người, miệng quát, Diệp Thần Phong, ngươi tại sao đột nhiên dừng lại? Diệp Thần Phong xoay người lại, nói rằng, Hạ Tử Ninh, ngươi không muốn ngu ngốc như vậy có được hay không? Hiện tại ngươi trở lại cổ vũ giới ngoại trừ đi chịu chết bên ngoài, ngươi vẫn có thể làm cái gì? Ngươi khuyên ta thời điểm nói tới mạch lạc rõ ràng, đến phiên trên người mình làm sao hãy cùng cái đồ ngốc tự đạt được. Ta nói rồi nhiều nhất một năm này, ta sẽ cùng ngươi về cổ vũ giới, cái hứa hẹn này ta nhất định sẽ tuân thủ, ngươi không muốn đã quên dung trời môn cùng quỷ y môn cừu, ta vẫn không có báo đây. Còn có, ta có phải là tính vô năng? Chúng ta có thể trong âm thầm lên giường khỏe mạnh thảo luận thảo luận. Nhìn thấy Diệp Thần Phong nói xong lời nói này sau, liền kế tục đi về phía trước, Hạ Tử Ninh sắc mặt một mảnh nổi giận, bất quá, nàng cũng biết Diệp Thần Phong nói phi thường có đạo lý, vừa nhưng đã đi tới thế tục giới, như vậy lại trở lại cổ vũ giới đã là không có khả năng lắm, lập tức nói rằng, được, Diệp Thần Phong, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn, ta liền đợi thêm ngươi một năm này. Trở lại thế tục giới sau, Diệp Thần Phong cũng không cần kế tục mang theo Hạ Tử Ninh chạy trốn, hai người tốc độ không nhanh không chậm hướng về gần nhất một tòa thành thị đi đến. Ba Châu Thị, ở nước Hoa thuộc về một tòa ba tuyến thành thị, khi làm Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh đi tới Ba Châu Thị thời điểm, thời gian đã là buổi trưa hơn 12 điểm, giờ chung. Nhìn lối đi bộ xe đến xe hướng về, hô hấp không quá không khí trong lành. Diệp Thần Phong thật hắn nương cảm thấy này muốn so với cổ vũ giới bên trong thật quá hơn nhiều. Mà đi theo Diệp Thần Phong bên cạnh Hạ Tử Ninh, nàng là lần đầu tiên tới thế tục giới, một đôi mắt đẹp ở trên đường cái đông xem tây xem, phảng phất đối với bất luận là đồ vật gì đều tràn ngập tò mò, vừa nãy trong lòng nổi giận đã sớm là bị nàng cho ném ra sau đầu. Ở Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh xuất hiện ở Ba Châu thị trung tâm thành phố trên đường cái sau. Người đi trên đường phố hầu như đều sẽ nhìn bọn hắn chằm chằm hai cái coi trọng mấy giây, hai người bọn họ quay đầu lại suất hầu như là 100%. Diệp Thần Phong, tại sao ta cảm giác những người khác đều ở xem chúng ta? Các ngươi thế tục giới người còn thật là kỳ quái. Hạ Tử Ninh có chút khó chịu nói rằng. Ngươi nhìn chúng ta một chút chính mình dáng vẻ, không bị người nhìn chằm chằm xem mới kỳ quái đây. Hiện tại hai chúng ta dáng vẻ, thật giống là từ nơi nào chạy nạn tới được. Diệp Thần Phong nhìn trên người y phục rách dưới nói rằng. A, nghe được Diệp Thần Phong như thế vừa đề tỉnh, Hạ Tử Ninh trong cổ họng lập tức rít gào một tiếng, cúi đầu nhìn một chút chính mình y phục trên người, ngoại trừ cũ nát một ít ở ngoài, may là trên người không có cái nào bộ phận là chun quang tiết ra ngoài. Ở đi tới thế tục giới sau, Hạ Tử Ninh cũng khôi phục nàng nguyên bản dáng dấp, nhưng đáng tiếc chính là 6 ngày liên tục không ngừng chạy đi. Điều này làm cho Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh hai người trên mặt dính đầy cho bụi, bọn họ trước kia một cái tuyệt đối là anh chàng đẹp trai, một cái tuyệt đối là mỹ nữ, mà hiện tại hoàn toàn như hai cái nhanh nhẹn ăn mày. Hạ Tử Ninh, chúng ta trước tiên đi mua hai bộ quần áo lại nói, ta cũng không muốn bị người khi làm động vật xem xét. Diệp Thần Phong lập tức nói rằng, lúc này Hạ Tử Ninh cũng không có phản đối, chỉ là đi theo Diệp Thần Phong phía sau. Vừa vặn đối diện trên đường cái có một đống tên là Thiên Mậu cao ốc thương trường, bên trong hẳn là bán các loại quần áo cùng tay sức loại hình. Diệp Thần Phong mang theo Hạ Tử Ninh trực tiếp đi vào Thiên Mậu cao ốc bên trong, khi làm hai người bọn họ đi vào Thiên Mậu cao ốc sau, chu vi khách hàng cùng với nhân viên mậu dịch,
ánh mắt dồn dập tập trung ở hai người bọn họ trên người, thực sự là hai người bọn họ bộ này trang phục quá hấp dẫn con mắt người khác. Mẹ kiếp, thời đại này, lúc nào thiên mẫu cao ốc nơi như thế này, liền ăn mày đều có thể tiêu phí nổi. Nói không chắc hai người bọn họ không phải ăn mày đây. Hiện tại con nhà giàu thích nhất giả nghèo. Hai người kia sẽ là con nhà giàu. Ta xem xong tất cả đều là từ đâu cái khe suối câu bên trong chạy nạn đi ra, một nhìn bọn họ chính là một đôi phu thê, như bọn họ người như thế liền nên ở rìa đường an tâm ăn xin, bọn họ đi vào thiên mẫu cao ốc bên trong đến, quả thực là tự rước lấy nhục. Đại mẫu cao ốc bên trong khách hàng dồn dập bắt đầu bàn luận, nguyên bản Diệp Thần Phong chỉ là dự định tùy tiện mua hai bộ quần áo, ngày này mẫu cao ốc cũng vừa hay cách hai người bọn họ gần nhất, có thể Diệp Thần Phong không biết chính là. Ngày này mẫu cao ốc bên trong bán tay sức cùng quần áo đều là quốc tế một đường hàng hiệu, thậm chí là đỉnh cấp hàng hiệu, tùy tiện mua kiện phổ thông quần áo, không tiêu tốn cái mấy ngàn đồng tiền căn bản không bắt được đến, vì lẽ đó dân chúng bình thường ở thiên mẫu cao ốc bên trong cũng căn bản tiêu phí không nổi. Nghe được Chu Vi lại nhảy tiếng bàn luận, Diệp Thần Phong đúng là không đáng kể, mà bên cạnh Hạ Tử Ninh nhưng là gò má tu đỏ lên, dù sao nàng nữ nhân mà. Da mặt nhất định phải so với Diệp Thần Phong bạc hơn nhiều. Diệp Thần Phong nhìn thấy Hạ Tử Ninh quẫn bách dáng dấp, trực tiếp kéo Hạ Tử Ninh tay, hướng về bên cạnh một chỗ quốc tế một đường hàng hiệu trang phục chuyên bán điếm đi đến. Hắn hiện tại chỉ muốn tùy tiện mua xong hai bộ quần áo đổi, sau đó liền lập tức rời đi, còn Chu Vi cái khác khách hàng nghị luận cùng chào phúng thanh, hắn mới lười đi tính toán. Cái kia nơi quốc tế một đường hàng hiệu chuyên bán điếm cửa, đứng một cái 27-28 tuổi người phục vụ, tên này người phục vụ nhìn thấy Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh lại hướng về các nàng trong cửa hàng đi tới, lông mày của nàng hơi cao lên đến, nàng vừa nhìn Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh hai người này ăn mày trang phục người, cũng không giống như là có thể mua được các nàng nơi này quần áo người, vạn nhất bị hai người này ăn mày làm bẩn quần áo, quay đầu lại xui xẻo còn không là các nàng những này người phục vụ sao? Liên tên này đứng ở cửa tiệm nữ phục vụ viên, trực tiếp đưa tay ra ngăn cản Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh đường đi, không khách khí nói, chúng ta nơi này không phải ăn xin địa phương, vội vàng từ nơi này cút ngay, chỉ bằng hai người các ngươi ăn mày cũng muốn mua tiệm chúng ta bên trong quần áo. Ta xem hai người các ngươi là đến thâu đồ vật còn tạm được. Chương 791, đến hai bộ quý nhất. Vừa mới từ cổ vũ giới bên trong đi ra. Diệp Thần Phong trong lòng chính kìm nén một bụng khí, hắn cũng biết mình cùng Hạ Tử Ninh trang phục quá khó coi một chút, nguyên bản hắn tuyệt đối sẽ không cùng loại này tiểu nhân vật chấp nhặt, nhưng là trước mặt cái này nữ phục vụ viên tố chất thực sự quá kém, dĩ nhiên trực tiếp gọi hai người bọn họ cút ngay. Nếu như Diệp Thần Phong vẫn có thể khuôn mặt tươi cười đối mặt, như vậy này liền không gọi là dễ tính, mà gọi là vô năng, phía trên thế giới này có quá nhiều tiểu nhân vật sẽ được đà lấn tới. Có lúc ngươi biểu hiện có lễ phép một ít, bọn họ trực tiếp sẽ cho rằng ngươi sợ sệt. Nhìn trước mặt vênh vang đắc ý nữ phục vụ viên, Diệp Thần Phong sắc mặt chậm rãi âm chìm xuống, mà giữa lúc vào lúc này, trong tiệm bán quần áo lại đi ra một tên 23-24 tuổi nữ sinh, tên nữ sinh này trên người đồng dạng là ăn mặc người phục vụ quần áo, dáng dấp phi thường thanh chun đáng yêu, trên mặt là mang theo vui tươi ngượng ngùng nụ cười, vừa nhìn chính là đại học vừa tốt nghiệp học sinh. Hồ tỷ, hai vị này khách mời do ta đến bắt chuyện, không dùng tới làm phiền hồ tỷ ngươi. Tên này từ trong tiệm bán quần áo đi ra nữ sinh, vô cùng khách khí quay về ngăn cản Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh đường đi nữ phục vụ viên nói rằng. Hừ, bị gọi là hồ tỷ nữ phục vụ viên, mũi của nàng bên trong hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục ngăn trở Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh, bởi vì nói với nàng cô nữ sinh này là nhà này tiệm bán quần áo ông chủ ngoại sinh nữ. Mới vừa từ địa phương trong đại học tốt nghiệp, không có tìm được công việc phù hợp, cho nên mới tạm thời tới nơi này làm công. Ninh Tiểu Ninh, người muốn cho hai người này ăn mày tiến vào trong cửa hàng, ta là không lời nào để nói, dù sao ngươi là ông chủ ngoại sinh nữ, có thể nếu như hai người này ăn mày làm bẩn trong điếm quần áo, hoặc là trộm điếm đồ vật bên trong, món nợ này có thể cùng ta một chút quan hệ cũng không có. Hồ tỷ tuy rằng để Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh đi vào trong điếm, nhưng nàng ngoài miệng vẫn là không tha người nói rằng. Hồ tỷ, ngươi yên tâm được rồi, có chuyện gì xảy ra ta sẽ phụ trách. Ninh Tiểu Ninh thấy Hồ tỷ ngữ khí cay nghiệt, nàng âm thanh cũng lạnh mấy phần. Ngược lại,
nhìn về phía Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh thời điểm, Đinh Tiểu Ninh trên mặt lại lộ ra nụ cười, đem Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh mời đến trong điếm, nói thực sự. Đinh Tiểu Ninh cũng không cho là trước mặt hai người mua được trong điếm quần áo, dù sao bọn họ trong điếm tiện nghi nhất quần áo cũng phải 5-6 ngàn một cái. Bất quá, Đinh Tiểu Ninh từ nhỏ là ở vùng núi bên trong lớn lên. Nàng nhìn thấy Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh, bản năng cho rằng hai người kia là từ vùng núi bên trong đi ra, trong lòng không khỏi nhớ tới hồi lâu không thấy cha mẹ, lại nghe được Hồ Tỷ xảo quyệt cay nghiệt. Nàng mới sẽ đứng ra thế Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh giải vây. Hai vị, ta tên Đinh Tiểu Ninh, ta vì là chuyện vừa rồi hướng về các ngươi xin lỗi. Đinh Tiểu Ninh đem Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh lĩnh vào trong điếm sau, một đôi mắt to bên trong hoàn toàn không có xem thường Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh vẻ mặt. Điều này cũng làm cho Diệp Thần Phong âm trầm mặt hòa hoãn rất nhiều, trong lòng thầm nghĩ, xem ra lần này tiến vào một chuyến đỉnh cấp thế lực bên kia, tính tình của ta là càng ngày càng kém, liền loại này tiểu nhân vật đều có thể để ta nổi giận. Không có chuyện gì, chúng ta là đến mua quần áo, một ít người yêu thích miệng đầy phun phần. Người như thế hẳn là tương đối thích hợp chọn phân người công tác. Diệp Thần Phong thuận miệng nói rằng, âm thanh không có cố ý đè thấp. Đứng ở cửa Hồ Tỷ cũng nghe được. Hồ Tỷ lập tức xoay người lại, con mắt gắt gao trừng mắt Diệp Thần Phong, quát lên, người cái tử ăn mày, người mắng ai đó. Ngươi là đến tiệm chúng ta bên trong mua quần áo. Ngươi mua được sao, cũng không phải nhìn chính ngươi là một bộ cái gì đức hạnh. Hồ Tỷ, hai vị này là khách nhân của chúng ta, có ngươi như thế đối với khách người nói chuyện sao? Đinh Tiểu Ninh lạnh giọng quay về Hồ Tỷ quát lên. Hồ Tỷ bị vướng bởi Đinh Tiểu Ninh là ông chủ ngoại sinh nữ, chỉ có thể tức giận xoay người lại, trong miệng đô lầm bầm nang nói, hai cái tự ăn mày mà thôi, tự cho là ông chủ ngoại sinh nữ thì ngon sao. Chờ ta đem chuyện nào báo cáo cho ông chủ sau đó, xem ngươi vẫn có thể ở trước mặt ta làm sao hung hăng. Đinh Tiểu Ninh nhìn thấy Hồ Tỷ xoay người, nàng hạ thấp giọng quay về Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh, nói rằng, hai vị, kỳ thực nơi này quần áo cũng không thích hợp hai vị xuyên. Đương nhiên ta không có bất kỳ xem thường hai vị ý tứ, nếu như hai vị tin được ta, ta sau đó có thể mang hai vị đi mua vừa tiện nghi lại lợi ích thực tế quần áo. Đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh Hạ Tử Ninh, nàng cũng không biết Diệp Thần Phong ở thế tục giới thân phận, trong lòng nàng cũng chỉ lo Diệp Thần Phong mua không nổi nơi này quần áo, như vậy quay đầu lại hai người bọn họ sẽ phải mất mặt ném quá độ, lập tức kéo kéo Diệp Thần Phong góc áo, nói rằng, Diệp Thần Phong, không bằng chúng ta đến những nơi khác đi xem. Chỉ là khi, làm Diệp Thần Phong mới vừa cần hồi đáp, cho ta tùy tiện nắm hai bộ thời điểm, tiệm bán quần áo cửa vang lên Hồ Tỷ thanh âm nhiệt tình, gừng ít, ngươi ngày hôm nay lại bồi tiếp bạn gái của ngươi đến mua quần áo à. Nhanh, mau nhanh xin mời vào. Chỉ thấy cửa đi tới một nam một nữ, nam gần như 25, 26 tuổi, trên người mặc một bộ phi thường tu thân màu trắng âu phục. Nhưng đáng tiếc chính là người đàn ông này dáng vẻ dài đến cũng quá khó coi một chút, còn nhỏ tuổi đỉnh đầu cũng đã hiện ra địa trung hải xu thế, hơn nữa cằm của hắn đi phía trái một bên hơi có chút nghiêng lệch, cả người chính là một cái vớ va vớ vẩn, nhưng là hắn còn một mực trên mặt muốn bãi làm ra một bộ vinh váo hung hăng dáng dấp, khiến người ta nhìn cảm giác vô cùng buồn cười. Cùng này cái gọi là gừng thiếu cùng đi vào nữ nhân, xem dáng dấp khoảng chừng 30 tuổi, mặc trên người một thân mặc đồ chức nghiệp. Bắp đùi thon dài trên là màu đen tất chân, trên mặt mang một cặp kính mắt, luận dáng dấp nữ nhân này nhiều nhất chỉ có 70 phân đến 75 phân dáng vẻ, nhưng mà trải qua hệ này liệt trang phục sau khi, nữ nhân này hình dạng rõ ràng đạt đến 80 phân dáng vẻ chừng. Lại có thêm chính là nữ nhân này vừa nhìn chính là một cái thiếu phụ, thời đại này nam nhân trẻ tuổi đều khá là thiên thật thiếu phụ, mà tuổi già nam nhân đều khá là thiên thật thanh thuần em gái. Ngọc Phương, thích gì quần áo liền chính mình chọn. Gừng thiếu ở đi vào trong tiệm bán quần áo sau, trực tiếp sảng khoái quay về bên cạnh thiếu phụ xinh đẹp nói rằng. Nhưng mà, khi này vớ va vớ vẩn gừng ít, nhìn thấy trong tiệm bán quần áo xuyên như ăn mày như thế Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh thì, hắn sắc mặt trở nên hơi không dễ nhìn, hỏi bên cạnh Hồ Tỷ chuyện gì thế này. Các ngươi trong cửa hàng làm sao sẽ đến hai tên ăn mày? Này không phải sỉ nhục chúng ta những này đến mua quần áo khách hàng sao? Mau để cho hai người này ăn mày cút đi, bằng không ta sau đó cũng sẽ không bao giờ đến các ngươi trong cửa hàng mua quần áo.
Cái này gọi là gừng thiếu thanh niên, đến trong cửa hàng mua quá thật nhiều thứ quần áo, Hồ tỷ tuy rằng không biết gừng thiếu thân phận, thế nhưng mỗi lần chỉ cần nàng biểu hiện nhiệt tình một ít, đến cuối cùng đều sẽ thu được thật nhiều tiền bâu ơ. Hồ tỷ tới nơi này khi làm người phục vụ, mục đích của nàng là vì tìm cái người có tiền, dù sao có thể tới nơi này tiêu phí người, tay tiền bên trong chắc chắn sẽ không thiếu đi nơi nào, vì lẽ đó như nàng loại này điệu bộ, vừa nãy ở nhìn thấy Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh bộ này trang phục người sau, nàng mới sẽ tức giận để bọn họ cút ngay. Trước mắt vị này gừng thiếu đều mở miệng, vừa nãy nàng vừa vặn chịu Diệp Thần Phong khí, hiện tại nàng cuối cùng cũng coi như là có thể phát tiết đi ra, hai tay xoa eo, hướng về phía Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh, quát lên, không nghe gừng thiếu sao. Hai người các ngươi ăn mày ở lại tiệm chúng ta bên trong, chỉ sẽ ảnh hưởng việc buôn bán của chúng ta, còn không từ gừng thiếu trước biến mất. Hồ tỷ không có cho Đinh Tiểu Ninh cơ hội nói chuyện, lại tiếp tục nói, Đinh Tiểu Ninh, tiệm này ông chủ mặc dù là ngươi cậu, nhưng ngươi không được quên, gừng thiếu là chúng ta lão khách mời, nếu như bị ông chủ biết ngươi vì hai tên ăn mày, mà thất lễ gừng thiếu như vậy khách mời, ta xem ông chủ cũng sẽ không để cho ngươi ở tại trong điếm. Ninh Tiểu Ninh biết Hồ tỷ nói không sai, nàng cậu là một cái lấy lợi ích làm chủ thương nhân, nếu để cho nàng cậu biết nàng đắc tội rồi trong điếm khách quen cũ, nàng cậu xác thực sẽ không để cho nàng ở lại trong điếm. Nhưng là, từ nhỏ ở vùng núi lớn lên Ninh Tiểu Ninh, nàng tính cách từ trước đến giờ phi thường quật cường, nàng quyết định Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh là từ vùng núi đi ra, trong lòng nàng không muốn nhìn thấy Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh bị người trào phúng cùng khinh bỉ. Nhớ lúc đầu nàng mới vừa từ vùng núi đi ra lên đại học thời điểm, không có thiếu bị đã cười nhạo. Hồ tỷ, nhưng là hai vị này cũng là khách nhân của chúng ta. Ninh Tiểu Ninh cắn môi quật cường nói rằng. À, Hồ tỷ cười gần một tiếng, nói rằng, hai người này ăn mày là khách mời. Cái kia hai người bọn họ có mua quần áo sao? Ta lại nói một lần cuối cùng, để hai người này ăn mày lập tức biến mất, bằng không ta sau đó đều sẽ không tới nơi này tiêu phí. Gừng thiếu phi thường hưởng thụ loại này cao cao tại thượng cảm giác. Nhìn thấy Đinh Tiểu Ninh phi thường làm khó dễ dáng dấp, nhìn thấy Hồ tỷ cùng gừng thiếu ra dáng lắm sắc mặt, Diệp Thần Phong nguyên bản thật sự không có ý định cùng những tiểu nhân vật này tính toán, nhưng hắn cũng không phải một cái bị khinh bỉ chủ, hơi nhún nhún vai, nói rằng cho ta nắm hai bộ các ngươi trong cửa hàng quý nhất quần áo đi ra. Chương 792, nam nhân không thể nói không được. Cái gì? Trước mặt người nam này ăn mày dĩ nhiên nói muốn làm cho các nàng nắm hai cái quý nhất quần áo đi ra. Thật sự cho rằng trong điếm quần áo là mấy chục khối một cái quán vỉa hè hàng. Nữ phục vụ viên Hồ tỷ trên mặt xem thường cười gần càng thêm dày đặc, ngón tay chỉ vào Diệp Thần Phong, quát lên, người cái tử ăn mày, người biết tiệm chúng ta bên trong quý nhất quần áo muốn bao nhiêu tiền không? Một bộ 50 ngàn, hai bộ chính là 10 vạn. Ta xem ngươi muốn mua nổi tiệm chúng ta bên trong quý nhất quần áo, ngươi chỉ có thể đi bán thận, hơn nữa muốn đem hai cái thận đều bán đi đô thị mạnh nhất công tử bột. Làm sao hiện tại liền ăn mày đều yêu thích trang bê? Trả lại hai bộ quý nhất đây, ta xem liền tiện nghi nhất cũng không mua nổi. Gừng thiếu ôm bên cạnh tên là Trầm Ngọc Phương thiếu phụ thon thả. Thân ái, mau để cho hai người này ăn mày cút khỏi trong điếm. Nếu để cho bên cạnh ta tỉ muội biết, ta cùng ăn mày ở cùng một nhà trong tiệm bán quần áo mua quần áo, chỉ sợ ta cần phải cũng bị các nàng cho chuyện cười chết rồi. Tên là Trầm Ngọc Phương thiếu phụ làm nũng nói. Được rồi, ta không rảnh cùng hai người các ngươi ăn mày nói nhảm nhiều, nơi này là 100 đồng tiền, đầy đủ hai người các ngươi ăn bữa ngon. Gừng thiếu từ trong túi quần lấy ra một con cặp da, trực tiếp rút ra một tấm vé mời, hướng về Diệp Thần Phong ném tới. Diệp Thần Phong liền không hề liếc mắt nhìn một chút này cái gọi là gừng ít, lúc trước rời đi kinh thành thời điểm, trên người hắn là có mang theo thẻ ngân hàng, từ trong túi tiền móc ra một tấm thẻ ngân hàng, đưa cho một bên có chút lo lắng người phục vụ Đinh Tiểu Ninh, nói rằng, 10 vạn đồng tiền trực tiếp quẹt thẻ, chúng ta hiện tại liền muốn cầm quần áo đổi. Gừng thiếu nhìn thấy trước mặt này tên ăn mày dĩ nhiên đem hắn cho không nhìn, trong lòng của hắn khí là không đánh một chỗ đến. Ngược lại lại nhìn thấy này tên ăn mày móc ra một tấm thẻ ngân hàng, điều này làm cho hắn hơi ngẩn ngơ, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ hai người này vẫn có tiền người. Không thể a, người có tiền làm sao là bọn họ bộ này trang phục. Nghĩ thông suốt điểm này sau,
Hưng Thiếu lập tức cười lạnh nói, tự ăn mày trên người lấy ra thẻ ngân hàng, bên trong có thể hay không soạt ra tiền đến vậy là một vấn đề, ta xem hai người này ăn mày là dự định phùng má giả làm người mập. Tiếp nhận thẻ ngân hàng nữ phục vụ viên Đinh Tiểu Ninh, nàng cũng không nhìn được rơi vào ngây người bên trong, nhưng là khi nghe đến Hưng Thiếu sau, nàng đồng dạng có chút cho rằng trước mặt Diệp Thần Phong là ở phùng má giả làm người mập, lập tức ánh mắt do dự nhìn Diệp Thần Phong. Nói rằng, không cần thiết vì mặt mũi lãng phí tiền a. Ta có thể mang bọn ngươi đi mua vừa tiện nghi lại lợi ích thực tế quần áo. Đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh Hạ Tử Ninh, nàng tuy rằng không biết thế tục giới 10 vạn đồng tiền có bao nhiêu giá trị, thế nhưng nàng suy đoán 10 vạn đồng tiền khẳng định là rất nhiều tiền. Vạn nhất Diệp Thần Phong thật sự phó không ra tiền làm sao bây giờ? Cũng mở miệng nói rằng, Diệp Thần Phong, nếu không chúng ta đi. Cần gì phải cùng những người này chấp nhặt đây? Hạ Tử Ninh tuy rằng đè thấp một chút âm thanh, nhưng vẫn bị ở đây những người khác cho nghe được. Nữ phục vụ viên Hồ Tỷ là nhận định trước mặt hai người này ăn mày căn bản mua không nổi 10 vạn đồng tiền quần áo. Lần thứ hai chê cười nói, 10 vạn đồng tiền không phải muốn trực tiếp quẹt thẻ sao? Các ngươi đúng là soạt a. Ta xem này thẻ ngân hàng Regan bản không có một phân tiền. Hưng Thiếu khi nghe đến Hạ Tử Ninh sau. Hắn cũng càng thêm chắc trước mặt người nam này ăn mày là ở phùng má giả làm người mập, ở người đàn bà của chính mình trước mặt, hắn không ngại biểu hiện ra một ít cảm giác ưu việt đến, ngẩng đầu ưỡn ngực nói rằng, này ăn mày thẻ ngân hàng bên trong nếu có thể soạt ra 10 vạn đồng tiền đến, ta trực tiếp đem trên mặt đất tấm này 100 đồng tiền cho ăn. Đây chính là ngươi nói. Diệp Thần Phong liếc mắt nhìn gừng ít, sau đó, quay về trước mặt Đinh Tiểu Ninh, nói rằng ta muốn mua quần áo. Lẽ nào các ngươi trong điếm không bán quần áo sao? Ta liền các ngươi phải trong điếm hai bộ quý nhất, mau mau cho ta đi quẹt thẻ. Đinh Tiểu Ninh, ngươi lẽ nào không nghe thấy này ăn mày sao? Hắn căn bản là không lĩnh tình của ngươi, ngươi còn không cho hắn đi quẹt thẻ. Hồ Tỷ âm dương kỳ quặc nói rằng, Đinh Tiểu Ninh là lòng tốt đang giúp Diệp Thần Phong, nhưng là Diệp Thần Phong cứng rắn thái độ, điều này làm cho trong lòng nàng cũng có chút khó chịu. Do dự luôn mãi sau khi, bay thẳng đến quầy thu tiền đi tới. Hai sau ba phút, Đinh Tiểu Ninh có chút sững sờ đi trở về, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong thời điểm, tràn ngập cực kỳ hiếu kỳ, Hồ Tỷ, Hưng Thiếu cùng Trầm Ngọc Phương đang nhìn đến Đinh Tiểu Ninh vẻ mặt sau, bọn họ cho rằng Đinh Tiểu Ninh không có từ thẻ ngân hàng bên trong soạt ra một phân tiền đến, Hồ Tỷ cười lạnh nói ăn mày chính là ăn mày, tới nơi này trang cái gì con nhà giàu. Thân ái! Hai người này ăn mày đúng là quá chướng mắt, làm cho ta liền mua quần áo tâm tình cũng không có. Trầm Ngọc Phương ngực cao vót ở Hưng Thiếu trên cánh tay cọ tới cọ lui. Hai người này chết tiệt ăn mày, bằng không ta tìm người giáo huấn một chút bọn họ. Hưng Thiếu trên mặt mang theo nụ cười cao ngạo. Hồ Tỷ các loại chờ người chê cười, điều này làm cho nằm ở ngây người bên trong Đinh Tiểu Ninh tỉnh táo lại, cung kính đem chi phiếu cầm trong tay cùng hóa đơn đưa trả lại cho Diệp Thần Phong. Nói rằng, tiên sinh, đây là ngươi thẻ ngân hàng cùng hóa đơn, ta đã ở ngươi thẻ ngân hàng bên trong thành công quét đi 10 vạn đồng tiền, đón lấy ta mang hai người các ngươi đi thử quần áo. Hạ Tử Ninh thấy Diệp Thần Phong ung dung phó xong tiền, trong lòng nàng cũng thở phào nhẹ nhõm, mà Diệp Thần Phong nhưng là tiện tay đem thẻ ngân hàng cầm trở về, quay về phía sau trợn mắt ngoác mồm gừng ít, nói rằng, đừng quên ngươi lời của mình đã nói, đương nhiên nếu như ngươi cho là mình nói bằng là thối lắm. Như vậy ta khẳng định cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Nhìn Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh bị Đinh Tiểu Ninh dẫn đi thay quần áo, Hồ Tỷ, Hưng Thiếu cùng Trầm Ngọc Phương ba người bọn hắn rất rõ ràng không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế này. Hưng Thiếu sắc mặt khó coi tự nhủ, sao có thể có chuyện đó? Hai người này ăn mày làm sao có khả năng mua được 10 vạn đồng tiền quần áo? Này không hợp lý à? Đinh Tiểu Ninh hỏi Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh số đo sau. Phân biệt cầm một bộ kiểu nam trang phục cùng một bộ nữ thức trang phục, còn cho hai người bọn hắn cái chuẩn bị khăn mặt, dù sao Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh trên mặt dính rất nhiều cho bụi, là hẳn là sát lau khô ráo. Sau 5 phút, Diệp Thần Phong trước tiên từ nam tử phòng thay quần áo bên trong đi ra, hắn đem trên mặt cho bụi toàn bộ lau khô ráo, nguyên bản rối tung tóc cũng đơn giản sắp xếp một thoáng, trên người đổi một bộ thủ công màu trắng tu thân Âu phục. Đem Diệp Thần Phong khí chất toàn bộ tôn lên đi ra. Khuôn mặt bị lau khô ráo sau khi, Diệp Thần Phong đẹp trai là không có bất kỳ cách trở, đường viền rõ ràng khuôn mặt,
thâm thúy con ngươi, sống mũi cao, phối hợp trên người một bộ màu trắng âu phục, quả thực là hoàn mỹ bạch mã vương tử hình tượng. Đồng dạng là ăn mặc màu trắng âu phục, ở đây Gừng Thiếu cùng Diệp Thần Phong so với, chuyện này quả là muốn cách biệt 10 vạn 8 ngàn dặm, muốn nói Diệp Thần Phong là bạch mã vương tử, như vậy Gừng Thiếu nhiều lắm chính là giúp bạch mã vương tử đổ bô. Ninh Tiểu Ninh đang nhìn đến Diệp Thần Phong đẹp trai mê người dáng dấp sau, này cái nào còn nhìn ra được là vừa nãy cái kia nam ăn mày. Điều này làm cho Đinh Tiểu Ninh ở trong lòng âm thầm đau khổ nói, lẽ nào hai người kia cũng không phải ăn mày. Mà là xác xác thực thực con nhà giàu. Vậy bây giờ con nhà giàu trang điểm còn thật là kỳ quái, cái gì không tốt phấn, một mực muốn phấn thành ăn mày. Diệp Thần Phong nhìn thấy cái kia cái gọi là Gừng Thiếu còn không hề rời đi, hắn thuận miệng hỏi bên cạnh Đinh Tiểu Ninh, này ngốc bê làm sao còn không hề rời đi. Lẽ nào hắn vẫn đúng là muốn ở trước mặt ta biểu diễn ăn nhân dân tệ? Xì xì một tiếng. Ninh Tiểu Ninh nhìn không được cười lên, bởi Diệp Thần Phong dựa vào gần vô cùng, điều này làm cho Đinh Tiểu Ninh gò má đỏ bừng bừng, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào Diệp Thần Phong vấn đề. Đứng ở cách đó không xa Gừng Ít, khi nghe đến Diệp Thần Phong trần trụi nhục nhã sau khi, trong lòng của hắn tức giận là cấp tốc kéo lên. Ở ba châu thị này mảnh đất nhỏ trên, hắn lúc nào được quá như vậy khí. Ngươi cái rác rưởi ăn mày, thức thời lập tức cho ta quỳ xuống xin lỗi, bằng không ta bảo đảm ngươi đi không ra ba châu thị. Gừng Thiếu con ngươi âm trầm nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong quát lên. Bị Gừng Thiếu ôm thiếu phụ Trầm Ngọc Phương, vừa nãy cũng bị Diệp Thần Phong chân thực bên ngoài hấp dẫn, nghe được bên cạnh Gừng Thiếu nổi giận sau khi, nàng cũng lập tức quát lên, nhà ta thân ái. Không phải người giống như người có thể đắc tội, người căn bản là không có cách tưởng tượng nhà ta thân ái ở ba châu thị nắm giữ thế lực. Diệp Thần Phong tùy ý khẽ mỉm cười, trước mặt hai người này ngớ ngẩn dĩ nhiên ở kinh thành thái tử ra trước mặt nói khoác chính mình nắm giữ thế lực, nếu để cho bọn họ biết thân phận của Diệp Thần Phong, chỉ sợ bọn họ hai cái cần phải muốn sợ đến tè ra quần. Lập tức cho ta quỳ xuống xin lỗi, ta kiên trì có thể là phi thường có hạn. Gừng Thiếu lần thứ hai quát lên. Một bên Hồ Tỷ nhìn thấy tình huống càng ngày càng gay gâu, tuy rằng nàng không phải không thừa nhận Diệp Thần Phong dài đến thật sự phi thường đẹp trai, thế nhưng nàng đã đắc tội rồi Diệp Thần Phong, hiện tại nàng đương nhiên là đứng ở Gừng Thiếu bên này, miệng quát Gừng Thiếu để ngươi quỳ xuống, lẽ nào ngươi không nghe thấy sao? Diệp Thần Phong tự mình tự soi dọi tấm gương, sau đó, hắn đưa mắt từ từ xem hướng về phía Gừng Thiếu cùng Trầm Ngọc Phương. Quay về Trầm Ngọc Phương nói rằng, mỹ nữ, ngươi buổi tối có thể có được thỏa mãn sao? Theo bên cạnh ngươi vị này một phút tiên sinh, chỉ sợ ngươi còn không trải nghiệm quá sảng khoái trời cao tư vị. A, à, người ở chỗ này bị Diệp Thần Phong nhảy lên tính phương thức nói chuyện, làm cho là đầu óc mơ hồ, ở làm rõ Diệp Thần Phong trong lời nói ý tứ sau, Gừng Thiếu sắc mặt đỏ lên, mà bên cạnh Trầm Ngọc Phương nhưng là ánh mắt kỳ quái nhìn Diệp Thần Phong. Bởi vì Diệp Thần Phong nói phi thường chính xác, này Gừng Thiếu ở trên giường có thể nói là xạ thủ tốc độ, rất nhiều lúc thậm chí ngay cả một phút cũng kiên trì không được. Nhìn thấy Gừng Thiếu sắc mặt đỏ lên dáng dấp, Diệp Thần Phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói rằng, huynh đệ, nam nhân không thể nói không được a. Đặc biệt là ở trên giường, người liền người đàn bà của chính mình đều thỏa mãn không được, người nói người còn có mặt mũi sống trên thế giới này sao? Có muốn hay không ta đến giúp người đàn bà của ngươi, làm cho nàng trải nghiệm cái gì mới gọi nam nhân chân chính. Chương 793, nữ nhân không phải dễ chọc. Gừng Thiếu trên mặt giận không nhịn nổi vẻ mặt, vô hình trung chứng minh Diệp Thần Phong theo như lời nói, người phục vụ Đinh Tiểu An hòa Hồ Tỷ đều không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Gừng Ít, điều này làm cho Gừng Thiếu tức giận đến là thân thể khinh hơi run rẩy, làm trên giường nhanh quý hiếm chuyện này. Vẫn là trong lòng của hắn thương thích, từ trước hắn cũng xem qua rất nhiều bác sĩ, hơn nữa hắn còn dùng quá rất nhiều thuốc, nhưng đáng tiếc chính là hắn thay đổi chút nào không được xạ thủ tốc độ vận mệnh. Tiểu tử, ngươi lập tức im miệng cho ta, ngươi lập tức im miệng cho ta. Gừng Thiếu trong cổ họng phẫn nộ gầm thét lên, trên trán là nổi gân xanh, một cái nam nhân bình thường ở trên giường không được, đây tuyệt đối không phải một cái đáng giá khoe khoang sự tình. Đứng ở Gừng Thiếu bên cạnh thiếu phụ Trầm Ngọc Phương, chính như Diệp Thần Phong nói tới, nàng bình thường cùng Gừng Thiếu cùng nhau, có thể nói căn bản không chiếm được bất kỳ thỏa mãn, bất quá, nếu nàng là Gừng Thiếu bao dưỡng nữ nhân,
hơn nữa Gừng Thiếu ở Ba Châu Thị lại như thế có bối cảnh, như vậy nàng nhất định phải đứng ra giúp Gừng Bớt nói. Ai nói nhà ta thân ái ở trên giường không xong rồi? Ta xem ngươi mới là cái tính vô năng. Trầm Ngọc Phương ngón tay ngọc chỉ vào Diệp Thần Phong khẽ kêu nói. Nguyên bản đổi thật quần áo Diệp Thần Phong liền chuẩn bị rời đi, nhưng là Hạ Tử Ninh còn ở nữ tử phòng thay quần áo bên trong, không khỏi thầm nghĩ, nữ nhân đổi bộ quần áo đều như thế ma ma tức tức. Theo Diệp Thần Phong trước mặt Gừng Thiếu chỉ là một con tiện tay có thể bóp chết con kiến, nguyên bản hắn chỉ muốn tùy tùy tiện tiện mua bộ quần áo, ai biết còn bị loại này buồn nôn công tử bột cho nhìn chằm chằm. Hắn cũng không tâm tình cùng đối phương nói nhảm nhiều, tùy ý phất phất tay, nói rằng, lập tức từ trước mắt ta biến mất, đối với loại người như ngươi động thủ. Ta đều hiềm tạng, ngươi cái không chứng tự ăn mày, ngươi cái tính vô năng rác rưởi, ngươi lại dám đối với ta ra thân ái nói câu nói như thế này. Ta xem ngươi đúng là đừng mong muốn đi ra Ba Châu Thị. Lúc này chưa kịp Gừng Bớt nói, Trầm Ngọc Phân liền lại chửi ầm lên. Điều này làm cho Diệp Thần Phong không khỏi nhíu nhíu mày, hắn không dự định cùng Gừng Thiếu bọn họ tính toán, có thể điều này cũng không có nghĩa là hắn muốn tùy ý đối phương ngôn ngữ sỉ nhục. Ánh mắt trắng trợn không kiêng dè nhìn chằm chằm Trầm Ngọc Phương, đặc biệt là bộ ngực, cái mông cùng ăn mặc tất chân đùi đẹp các loại trở trọng điểm vị trí, xâm lược ánh mắt tia không che giấu chút nào. Này Trầm Ngọc Phương một thân văn phòng on trang phục, phi thường có thể gây nên nam trong lòng người thú tính. Tuy rằng Trầm Ngọc Phương dáng vẻ chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng không có trở ngại mà thôi, thế nhưng trải qua trên người này một thân quần áo tôn lên sau đó, này cũng có một phen đặc biệt phong vị. Diệp Thần Phong ở cổ vũ giới bên trong thời điểm, lại nhiều lần suýt chút nữa ở Hạ Tử Ninh trên người cướp cò, có thể cuối cùng này cỗ hỏa đều không có phát tiết đi ra, trước mặt on thiếu phụ Trầm Ngọc Phương, liên tục mắng hắn tính vô năng. Lại vẫn nói hắn không có chứng. Điều này làm cho Diệp Thần Phong dự định muốn đùa giỡn nữ nhân này. Ngược lại nữ nhân này vừa nhìn cũng chỉ là Gừng Thiếu bao dưỡng. Đùa giỡn hai lần loại nữ nhân này cũng không dùng phụ trách, cũng không có gánh nặng trong lòng. Đối mặt Diệp Thần Phong xâm lược tính ánh mắt, thiếu phụ xã Trầm Ngọc Phương gò má có chút hơi ửng hồng, mạnh miệng kế tục mắng, ngươi cái không chứng tự ăn mày, lẽ nào ngươi còn muốn đem suy nghĩ động đến trên người ta tới sao? Diệp Thần Phong ngón tay sờ sờ mũi, khóe miệng nứt ra một đạo nụ cười, lộ ra chỉnh tề hàm răng trắng noãn, nói rằng, rất rõ ràng. Ngươi trả lời. Nói xong, Diệp Thần Phong trong cơ thể thoáng vận chuyển một thoáng linh hồn lực. Ở tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, bóng người của hắn liền giống như quỷ mị, xuất hiện ở Trầm Ngọc Phương trước, ở những người bình thường này trước mặt, Diệp Thần Phong căn bản không dùng tới khiến lấy cái gì bạo phong bộ pháp loại hình. Diệp Thần Phong mắt thấy diện còn chưa kịp phản ứng thiếu phụ, đưa tay ra đem đối phương thân thể mềm mại cho kéo vào trong ngực, cúi đầu trực tiếp hôn thiếu phụ môi, đầu lưỡi linh động cạy ra thiếu phụ hàm răng, tiến vào thiếu phụ miệng bên trong một trận khuấy lên. Bị Diệp Thần Phong hôn môi Trầm Ngọc Phương, nàng một đôi mắt đẹp đột nhiên trợn tròn lên, khởi điểm còn muốn phản kháng, nhưng đáng tiếc chính là theo Diệp Thần Phong trên người nam nhân mùi vị không ngừng xông vào mũi của nàng bên trong. Làm cho nàng dĩ nhiên chậm rãi từ bỏ phản kháng, còn có một loại phi thường hưởng thụ cảm giác. Đương nhiên Diệp Thần Phong hai tay cũng chút nào không có nhàn rỗi, ở Trầm Ngọc Phương ăn mặc màu đen tất chân bắp đùi vuốt lên vuốt xuống, chậm rãi bắt đầu hướng về trên di chuyển động, leo lên Trầm Ngọc Phương ngực hai ngọn núi, cực kỳ thông thạo vò nhéo đến. A, à, ở Diệp Thần Phong nhào nặn bên dưới, Trầm Ngọc Phương trong cổ họng đột nhiên không kịp chuẩn bị thở nhẹ có thể một tiếng. Phi thường như ở trên giường làm vận động sau khi, được thỏa mãn âm thanh. Bởi Diệp Thần Phong cử động quá đột nhiên, hơn nữa tốc độ quá nhanh, cho tới ở đây không có ai ngay đầu tiên phản ứng lại, mãi đến tận Trầm Ngọc Phương trong cổ họng phát sinh một tiếng thở nhẹ, đứng ở một bên Gừng Thiếu mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao, bên cạnh cái này gọi Trầm Ngọc Phương nữ nhân, hắn cũng vừa mới vừa tới tay thời gian một tháng, bây giờ nhìn thấy người đàn bà của chính mình, lại bị một người đàn ông khác hôn môi. Xoa xoa, điều này làm cho Gừng Thiếu làm sao có thể nhịn được. Ít hầu lạnh giọng quát lên, Cao Bồi, A Long, hai người các ngươi lập tức cút cho ta đi vào. Ở Gừng Thiếu một tiếng quát chói tai sau khi, ở cửa tiệm ở ngoài bảo vệ hai tên đại hán áo đen lập tức đi vào, cung kính hỏi, Gừng Ít, ngài có dặn dò gì? Lập tức cho ta phế bỏ tiểu tử này, lập tức cho ta phế bỏ tiểu tử này,
ta muốn cho hắn nửa cuối cuộc đời chỉ có thể ở xe lăn vượt qua. Gừng Thiếu ngón tay run rẩy chỉ vào Diệp Thần Phong quát lên. Vâng, Gừng Thiếu, hai tên đại hán áo đen gấp vội vàng gật đầu đáp ứng. Cùng lúc đó, Diệp Thần Phong cũng buông ra Trầm Ngọc Phương, chỉ thấy Trầm Ngọc Phương trên gương mặt trào hồng một mảnh, ngực quần áo phi thường lâm loạn, trên đùi màu đen tất chân bị Diệp Thần Phong trắng trợn không kiêng dè xoa xoa sau, dĩ nhiên có bao nhiêu da địa phương xuất hiện từng cái phá động. Bất quá, giờ khác này Trầm Ngọc Phương dáng dấp so với vừa nãy muốn càng thêm cảm động mấy phần, phi thường như đảo quốc trên giường động tác mảnh bên trong vai nữ chính. Diệp Thần Phong hoàn toàn không có để ý đi vào trong điếm hai cái đại hán áo đen, mà là hỏi bên cạnh Trầm Ngọc Phương, thế nào? Ta so với người một phút tiên sinh mạnh hơn có thêm. Trầm Ngọc Phương cúi đầu không nói lời nào, nàng váy ngắn dưới đáy quần xì líp đã ướt, nàng vừa nãy cũng rõ ràng cảm giác được, có một cái cứng rắn cực kỳ thiết bổng đầy bụng của nàng, chuyện này quả thật muốn so với Gừng Thiếu không biết cường hãn bao nhiêu lần, hơn nữa Diệp Thần Phong trên người đặc thù nam tử khí tức. Để Trầm Ngọc Phương có chút mê loạn, nếu như nơi này không phải công cộng trường hợp, e sợ Trầm Ngọc Phương muốn chủ động cùng Diệp Thần Phong đại chiến 300 hiệp. Nữ phục vụ viên Ninh Tiểu Ninh nhìn thấy Diệp Thần Phong trước mặt mọi người hôn môi Trầm Ngọc Phương, trong lòng thầm nghĩ, nam nhân quả nhiên không một đồ tốt. Có thể ngược lại nhìn thấy Gừng Thiếu gọi đi vào hai cái thân thể cường tráng bảo tiêu, Ninh Tiểu Ninh lại bắt đầu vì là Diệp Thần Phong cảm thấy lo lắng. Tuy rằng Diệp Thần Phong vừa nãy biểu hiện ra thần kỳ tốc độ, thế nhưng nhìn Diệp Thần Phong thân thể cũng không giống như là một cái có thể đánh nhau người a. Mà giữa lúc Gừng Thiếu hai tên bảo tiêu muốn đối với Diệp Thần Phong động thủ thời điểm, chi rát. Một tiếng, nữ tử cửa phòng thay quần áo bị mở ra, đổi thật quần áo Hạ Tử Ninh từ phòng thay quần áo bên trong đi ra. Tất cả mọi người lần thứ hai kinh ngạc đến ngây người. Liền ngay cả nguyên vốn chuẩn bị động thủ hai tên bảo tiêu cũng đình chỉ động tác. Chỉ thấy Hạ Tử Ninh đem trên mặt cho bụi cho lau khô ráo, tóc dài đen nhánh rối tung ở đầu vai, dung mạo tuyệt mỹ để bất kỳ nam nhân nhìn đều sẽ nuốt nước miếng. Hơn nữa trên người một bộ rất có thời thượng trang phục, đem Hạ Tử Ninh mị lực lại đẩy cao mấy phần. Sùng sục, sùng sục, sùng sục. Gừng Thiếu cùng hắn hai cái bảo tiêu trong cổ họng không khỏi yết ngụm nước, mà Đinh Tiểu Ninh, Hồ Tỷ cùng Trầm Ngọc Phương này ba người phụ nữ, trong lòng cũng bị Hạ Tử Ninh Mỹ cho kinh sợ đến, nếu như nói Trầm Ngọc Phương miễn cưỡng có thể đạt đến 80 phân, như vậy Hạ Tử Ninh tuyệt đối có 95 phân trở lên. Dĩ nhiên là một cái như vậy cảm động mỹ nữ, Gừng Thiếu trong con người phóng thích tham lam ánh sáng, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười, nói rằng, tiểu tử, nếu ngươi đùa bỡn người đàn bà của ta, như vậy ta liền đùa bỡn người đàn bà của ngươi. Hai người các ngươi đem vị tiểu thư kia mang tới trước mặt của ta đến. Gừng Thiếu quay về hai tên đại hán áo đen ra lệnh. Diệp Thần Phong nhún nhún vai, nói rằng, ta không có vấn đề. Đùa giỡn, Hạ Tử Ninh tuy rằng chỉ có huyền giai thực lực, nhưng huyền giai đang bình thường người trong đã được cho là cao thủ trong cao thủ, chỉ bằng trước mặt hai cái nát khoai lang, sú trứng chim, quả thực là bị Hạ Tử Ninh tới tập trung giải quyết mặt hàng. Phải biết nữ nhân cũng không phải dễ chọc, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp. Chương 794, lão đại, ta có thể tưởng tượng từ ngươi rồi. Ha, nguyên lai chính là cái kẻ vô dụng. Gừng Thiếu khi nghe đến Diệp Thần Phong nói ra ta không có vấn đề bốn chữ này sau, trong lòng khỏi nói có bao nhiêu vui mừng, hướng về phía phòng thay quần áo trước Hạ Tử Ninh, nói rằng, mỹ nữ, lẽ nào ngươi muốn theo loại này kẻ vô dụng sao? Chỉ cần ngươi chịu theo ta. Ta bảo đảm ngươi sau đó có thể áo cơm không lo. Một bên nữ phục vụ viên Ninh Tiểu Ninh trên mặt đối với Diệp Thần Phong lộ ra xem thường vẻ mặt, dưới cái nhìn của nàng Diệp Thần Phong quá mức uất ức, thậm chí ngay cả người đàn bà của chính mình đều phải bị bắt nạt, còn một bộ không có quan hệ gì với chính mình dáng dấp. Hồ Tỷ cũng không quên nhân cơ hội này bỏ đá xuống giếng, xem thường quát lên, coi như không phải ăn mày thì thế nào. Loại nam nhân này hẳn là thức thời chính mình nhảy sông tự sát. Hạ Tử Ninh nghe được Gừng Thiếu khinh bạc ngôn ngữ, hai cái mày liễu không khỏi hơi nhíu nhíu, mà Gừng Thiếu dưới tay hai tên hán tử áo đen đã đi tới Hạ Tử Ninh trước, một người trong đó lớn tiếng nói rằng, tiểu thư, người vẫn là bé ngoan nghe chúng ta Gừng Thiếu. Người có thể theo Gừng ít, là người đời trước đã tu luyện phúc khí. Tiểu thư, người nếu như không nói lời nào, chúng ta sẽ phải động thủ. Gừng Thiếu còn đang đợi chúng ta đây.
Một người khác đại hán áo đen thấy Hạ Tử Ninh thờ ơ không động lòng, hắn đưa tay chuẩn bị đi tóm lấy Hạ Tử Ninh vai. Mặt sau Gừng Thiếu nhìn thấy sau đó, vội vàng nói, Cao Bồi, người động tác cho ta nhẹ chút, không muốn cho ta làm bị thương vị mỹ nữ này. Đáng tiếc chính là ở Gừng Thiếu vừa phân phó xong tên là Cao Bồi hán tử áo đen, Hạ Tử Ninh liền không chút do dự hướng về Cao Bồi ngực đá ra một cước, trong không khí truyền ra một tiếng vang trầm thấp, này nhìn như nhu nhược vô lực một cước. Nhưng trực tiếp đem tráng hán Cao Bồi thân thể cho đá bay ra ngoài. Ở đem Cao Bồi cho một cước đá bay sau khi, Hạ Tử Ninh động tác không có đình chỉ, lại giơ lên một cước đá hướng về phía một tên tráng hán khác A Long cái bụng. A Long trên bụng ở chịu đựng Hạ Tử Ninh một cước sau khi, thân thể loan thành đại tôm hình dạng, hai con ngươi trợn lên cực kỳ to lớn, phù phù. Một tiếng, A Long hai đầu gối té quỵ trên đất, hai tay dùng sức che cái bụng, mắt thấy là trong thời gian ngắn không đứng lên nổi. Trong tiệm bán quần áo đột nhiên yên tĩnh lại, ngoại trừ đã sớm biết kết quả Diệp Thần Phong bên ngoài, những người còn lại dồn dập há to miệng, bọn họ không nghĩ tới một cái hiểu điệu mỹ nhân. Dĩ nhiên thành thạo đem hai cái tráng hán giải quyết, trong đó là khiếp sợ nhất chính là Gừng Thiếu, hắn phi thường rõ ràng chính mình hai người hộ vệ này là xuất ngũ quân nhân, bình thường một cái một mình đấu năm, sáu người là không thành vấn đề, có thể trước mắt thậm chí ngay cả cô gái đều bãi bất bình. Chuyện này chỉ có thể nói rõ trước mặt cái này tuyệt sắc mỹ nữ thực lực quá mức cường hãn. Nghĩ tới chỗ này sau, Gừng Thiếu là càng ngày càng hưng phấn. Nếu như bên người có thể có được Hạ Tử Ninh mỹ nữ như vậy, bình thường vừa có thể bồi tiếp hắn lên giường, thời khắc mấu chốt vẫn có thể bảo vệ hắn, loại này cực phẩm nữ nhân, ở Gừng Thiếu xem ra hôm nay chính mình tình thế bắt buộc. Hạ Tử Ninh, quần áo đổi xong chưa? Vậy chúng ta đi, bây giờ Hạ Tử Ninh đã đổi được rồi quần áo, Diệp Thần Phong cũng không có hứng thú ở đây làm lỡ thời gian, hắn muốn mau mau trở lại kinh thành đi. Người cái rác rưởi có thể rời đi. Gừng Thiếu chỉ vào Diệp Thần Phong nói rằng, ngược lại, rồi hướng Hạ Tử Ninh nói rằng, cho tới mỹ nữ ngươi, sau đó chính là người đàn bà của ta. Cha của ta là Ba Châu Thị Kinh sát cục cục trưởng, chỉ cần ngươi chịu theo ta, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Gừng Thiếu tự tin cực kỳ dáng vẻ rơi vào Diệp Thần Phong trong con ngươi, điều này làm cho hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói rằng, lại là một cái não tàn con ông cháu cha. Diệp Thần Phong khom lưng đem vừa nãy Gừng Thiếu ném xuống đất bách nguyên đại sao kiếm lên, tay phải tập trung linh hồn lực, nguyên bản mềm nhũn bách nguyên đại sao, trong nháy mắt trở nên cùng thiết phiến bình thường cứng rắn, Diệp Thần Phong trực tiếp đem bách nguyên đại sao hướng về Gừng Thiếu bay qua. Ngạnh như sắt mảnh bách nguyên đại sao, ở Gừng Thiếu gò má bên nhanh chóng sát qua, ở trên gương mặt của hắn cắt ra một vết thương sau, bách nguyên đại sao mạnh mẽ rơi vào phía sau hắn trong vách tường. Này muốn so với vừa nãy Hạ Tử Ninh giải quyết hai tên thân thể thạc tráng đại hán còn muốn cho người chấn kinh rồi, Diệp Thần Phong triển khai này một tay quả thực cùng trong tiểu thuyết võ hiệp Trích Diệp hại người giống nhau như đúc, ở Đinh Tiểu Ninh xem ra thậm chí so với Trích Diệp hại người còn lợi hại hơn, vừa nãy đối với Diệp Thần Phong sản sinh xem thường trong nháy mắt biến mất không còn một mống. Gừng Thiếu chỉ cảm thấy gò má bên thổi qua một trận gió lạnh, sau đó trên gương mặt thì có chút thấp cộc cộc. Hắn đưa tay ra lau một cái trên gương mặt thấp cộc cộc chất lỏng, đang nhìn đến trên bàn tay dính đầy máu tươi sau khi, cả người hắn trở nên hoang mang lên, trong miệng nói rằng ta chảy máu, nhanh cho ta gọi xe cứu thương, nhanh mẹ kiếp cho ta gọi xe cứu thương. Diệp Thần Phong đối với loại này ngớ ngẩn con ông cháu cha, chỉ có thể nở nụ cười mà qua, cùng Hạ Tử Ninh kế tục hướng về điếm đi ra ngoài, nhưng đáng tiếc chính là Gừng Thiếu cũng không biết là cái nào dây thần kinh đáp sai rồi. Hắn đang nhìn đến Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh muốn sau khi rời đi, hắn nhanh chóng đi tới Diệp Thần Phong trước, phẫn nộ quát lên, tiểu tử, ngươi tổn thương ta, lẽ nào liền muốn như thế rời đi sao? Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi sống mà đi ra Ba Châu Thị. Diệp Thần Phong ánh mắt lãnh đạm liếc mắt nhìn trước mặt Gừng Ít, nhẹ nhàng giơ lên tay phải, tùy ý hướng về Gừng Thiếu trên gương mặt vỗ tới, theo người ngoài Diệp Thần Phong một tát này căn bản là mềm yếu vô lực. Nhưng hiệu quả nhưng lạ kỳ rõ ràng. Đùng, Gừng Thiếu như con ruồi như thế bị trực tiếp cho đập bay, trên gương mặt da rẻ trực tiếp phiến nứt ra, máu tươi không ngừng từ vết thương bên trong chảy ra, thân thể tầng tầng va chạm ở bên cạnh vách tường, sau đó lăn tới cửa hàng bên ngoài.
Trên gương mặt đau đớn để Gừng Thiếu kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, bởi Diệp Thần Phong chỉ là tiện tay vứt ra một cái tát, này Gừng Thiếu trên gương mặt mặc dù là vô cùng thê thảm, nhưng hắn nhưng vẫn có thể loạng choạng từ trên mặt đất đứng lên đến. Gừng Thiếu trong lòng đối với Diệp Thần Phong là vừa sợ hãi lại phẫn nộ, nhìn đi ra ngoài đi ra Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh, ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn thấy, bên cạnh chính đi tới một cái hai mươi mấy tuổi tên béo, ở cái tên mập mạp này bên cạnh, một tên thanh chun mỹ lệ tiểu mỹ nữ ôm mập mạp này cánh tay, đương nhiên ở mập mạp này cùng tiểu mỹ nữ phía sau, còn theo năm, sáu tên bảo tiêu dáng dấp thạc tráng nam người. Gừng Thiếu đang nhìn đến cái này hơn 20 tuổi tên béo sau khi, con mắt của hắn nhất thời lượng lên, mập mạp này là Đằng Thiên xưởng chế thuốc người phụ trách, gần nhất đến Ba Châu thị đầu tư xây hàng, hắn ngược lại cũng cùng mập mạp này ăn qua một hai lần cơm, mập mạp này tên là Lý Nguyên, đương nhiên nếu như Diệp Thần Phong nhìn thấy mập mạp này sau khi, nhất định sẽ không chút khách khí gọi đối phương một tiếng tên béo họ Lý. Lý Nguyên chính là tên béo họ Lý tên thật. Từ khi Diệp Thần Phong đem Đằng Thiên xưởng chế thuốc giao cho tên béo họ Lý phát triển sau khi, tên béo họ Lý ngược lại cũng phi thường chăm chú, bây giờ Đằng Thiên xưởng chế thuốc ở nước Hoa, thậm chí là toàn thế giới đều là số một số hai xưởng chế thuốc, lần này tên béo họ Lý đến Ba Châu Thị khảo sát, là vì ở Ba Châu Thị đầu tư thành lập Đằng Thiên xưởng chế thuốc nhà xưởng. Lý lão bản, người nhanh giúp một chút ta, nơi này có cái điếc không sợ súng tiểu tử, nắm biến thành dáng vẻ ấy. Gừng Thiếu ở nhận ra tên béo họ Lý sau, vội vội vàng vàng đi tới Lý trước mặt mập mạp. Tên béo họ Lý nhìn trước mặt trên mặt máu thịt be bét Gừng Ít, cau mày, hỏi, ngươi là? Bây giờ, này tên béo họ Lý trên người ngược lại có mấy phần người bề trên khí thế. Lý lão bản, ta là Ba Châu Thị Kinh Sát Cục trưởng Nhi Tử A. Mấy ngày trước chúng ta còn đồng thời ăn cơm xong, Gừng Thiếu lập tức giải thích. Ồ, tên béo họ Lý gật gật đầu. Nói rằng, hóa ra là Gừng Thiếu A. Gừng Thiếu gặp phải phiền toái gì sao? Nếu như ta có thể giúp được việc khó khăn, ta nhất định bang. Ở tên béo họ Lý vừa nói xong câu đó, Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh cũng vừa hay đi ra, đương nhiên trong tiệm bán quần áo Đinh Tiểu Ninh, Hồ Tỷ cùng Thiếu Phụ Trầm Ngọc Phương cũng đi theo ra ngoài, khi thấy Gừng Thiếu cùng tên béo họ Lý các loại chờ, người đứng chung một chỗ thì, sau đó sẽ nhìn thấy Gừng Thiếu đưa ngón tay chỉ về Diệp Thần Phong. Quay về bên cạnh một cái khí độ bất phàm tên béo, nói rằng, Lý lão bản, chính là tên khốn này tiểu tử, ngươi để thủ hạ của ngươi giúp ta phế bỏ hắn, sau đó ném vào trong hồ đi nuôi cá. Lối vào cửa hàng Đinh Tiểu Ninh, Hồ Tỷ cùng Thiếu Phụ Trầm Ngọc Phương, các nàng nhìn thấy Gừng Thiếu đưa đến cứu binh, hơn nữa lúc này cùng Gừng Thiếu đứng chung một chỗ người mập mạp kia, phía sau nhưng là đứng sáu tên thân thể thạc tráng bảo tiêu, hơn nữa này sáu tên bảo tiêu bên hông phình. Có một tên bảo tiêu góc áo còn nhấc lên đến một chút, bên trong rõ ràng là một cái đen ngòm súng lục. Thấy cảnh này Đinh Tiểu Ninh không khỏi vì là Diệp Thần Phong lo lắng lên, coi như quyền cước lợi hại đến đâu cũng không ngăn nổi súng lục. Mà Hồ Tỷ trên mặt nhưng là lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười, còn Trầm Ngọc Phương trên mặt âm tình bất định, cũng không biết trong lòng nàng đang suy nghĩ gì. Diệp Thần Phong, lúc này ngươi tự mình động thủ giải quyết những này rác rưởi. Hạ Tử Ninh quyệt quyệt miệng nói rằng, Diệp Thần Phong nhìn thấy Gừng Thiếu đưa đến cứu binh dĩ nhiên là tên béo họ Lý, hắn có thể cùng tên béo họ Lý có đoạn thời gian không gặp mặt, thuận miệng quay về Hạ Tử Ninh nói rằng, yên tâm, không dùng tới chúng ta động thủ, người có tin hay không mập mạp kia không những sẽ không tới đối với trả cho chúng ta, còn có thể giúp chúng ta giải quyết này cái gì chó má Gừng Thiếu. Ta tin người mới là lạ đây. Hạ Tử Ninh hoàn toàn cho rằng Diệp Thần Phong là ở mò mẫm nhạt. Đối phương rõ ràng chính là Gừng Thiếu đưa đến cứu binh, làm sao sẽ ngược lại đối phó Gừng Thiếu đây? Nhưng mà, ở tên béo họ Lý ánh mắt chạm tới Diệp Thần Phong tấm này khuôn mặt quen thuộc thì, hắn là triệt để sửng sốt, dùng sức dụi dụi con mắt, trên mặt chậm rãi bị vô tận lửa giận cho lấp kín. Một bên Gừng Thiếu nhìn thấy tên béo họ Lý phẫn nộ vẻ mặt, trong lòng của hắn là càng thêm đắc ý, nói rằng, Lý lão bản, người phi thường bạn chí cốt, sau đó ngươi liền huynh đệ của ta. Mau để cho thủ hạ của ngươi phế bỏ tiểu tử này. Bạn chí cốt ngươi muội. Tên béo họ Lý là trợn mắt trừng trừng, trực tiếp một tay phiến ở Gừng Thiếu trên ót, phải biết tên béo họ Lý từ trước thân thể cũng là trải qua Diệp Thần Phong đơn giản cải tạo, này vỗ một cái, trực tiếp đem Gừng Thiếu cho mặt hướng đập ngã vào trên mặt đất,
còn chưa hết giận mạnh mẽ đạp Gừng Thiếu thân thể năm, sáu chân. Sau đó, tên béo họ Lý hoàn toàn không có đằng thiên xưởng chế thuốc ông chủ cái giá, hùng hục chạy đến Diệp Thần Phong trước, trên mặt lộ ra nụ cười thật thà, thậm chí viền mắt bên trong là nổi lên nước mắt đến rồi, nói rằng, lão đại, ta nhưng là muốn tử ngươi rồi. Chương 795, phô trương thật lớn. Diệp Thần Phong gật đầu cười, đưa tay ra vỗ vỗ Lý bả vai của mập mạp, nói rằng, không sai, tên béo họ Lý, người hiện tại như cái nhân sĩ thành công dáng vẻ, ngươi làm sao sẽ ở Ba Châu thị. Tên béo họ Lý hùng hục hành vi, để tất cả mọi người tại chỗ đều là đầu óc mơ hồ, đặc biệt là bị một cái tát phiến ngã trên mặt đất Hừng Ít, khuôn mặt cùng mặt đất chân thật tiếp xúc, điều này làm cho hắn nguyên bản vết thương trên mặt là nứt toác càng gia tăng hơn, máu tươi ào ào từ vết thương bên trong tràn ra tới, rất nhanh, Hừng Thiếu cả khuôn mặt đều bị máu tươi cho nhuộm đỏ. Lảo đảo từ trên mặt đất chạm lên, Hừng Thiếu trong lòng sự phẫn nộ là kéo lên tới cực điểm, trong cổ họng quát, Lý lão bản, ngươi làm cái gì vậy? Lẽ nào ngươi không muốn ở Ba Châu thị đầu tư xây hàng sao? Tên béo họ Lý vừa định cần hồi đáp Diệp Thần Phong vấn đề, ai biết phía sau lại truyền tới Hừng Thiếu dài dòng văn tự ngôn ngữ, điều này làm cho tên béo họ Lý trong lòng hết sức khó chịu, lão đại của hắn Diệp Thần Phong ở trong lòng hắn có phi thường địa vị trọng yếu. Hắn có thể đi tới hôm nay bước đi này, cũng đều là bởi vì lão đại của hắn Diệp Thần Phong. Có thể nói như vậy một câu, nếu như có một ngày Diệp Thần Phong cần tên béo họ Lý đi chết, tên béo họ Lý tuyệt đối sẽ không chát một thoáng lông mày, chính là sĩ vì là người chi kỳ tử. Nếu như không có Diệp Thần Phong, e sợ tên béo họ Lý cả đời đều chỉ là một tên rác rưởi thôi. Mà trước mắt rõ ràng là này không có mắt Hừng Thiếu đắc tội rồi lão đại của hắn. Tên béo họ Lý đang chuẩn bị lát nữa đi thu thập chó má Gừng Thiếu đây. Ai biết này Gừng Thiếu còn không kịp đợi. Tên béo họ Lý lập tức xoay người lại, nụ cười trên mặt biến mất rồi, hai ba bước đi tới Gừng Thiếu trước, ầm một quyền. Trực tiếp đánh vào Gừng Thiếu trên đầu, Gừng Thiếu trong óc nguyên bản liền hỗn loạn, hắn cái nào còn nhận được tên béo họ Lý cú đấm này. Trên gáy nhất thời xuất hiện hai cái bé nhỏ vết rạn nứt. Mắt tối sầm lại. Thân thể tầng tầng ngã rầm trên mặt đất. Tên béo họ Lý vẩy vẩy ra quyền bàn tay, ngay cả xem đều không có hứng thú liếc mắt nhìn trên mặt đất Hừng Ít, khi lại một lần nữa đối mặt Diệp Thần Phong thời điểm, trên mặt của hắn lại khôi phục nụ cười, nói rằng, lão đại, ta lần này là đến Ba Châu thị đầu tư xây hàng. Ta cùng hầu tử có thể có thật dài một quãng thời gian chưa từng thấy ngươi. Đúng rồi, Hiểu Rong, ngươi mau tới đây. Đây chính là ta vẫn hướng về ngươi nhắc qua lão đại rồi, lão đại của ta nhưng là toàn thế giới tối ngưu bê người. Tên béo họ Lý hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang quay đầu quay về vừa nãy kéo lại cánh tay hắn tiểu mỹ nữ nói rằng. Tên kia tiểu mỹ nữ có chút ngượng ngùng đi tới tên béo họ Lý bên cạnh, tên béo họ Lý quay về Diệp Thần Phong giới thiệu, lão đại, đây là ta hiện tại bạn gái Hoa Hiểu Rong. Ta có thể thường thường ở nàng trước mặt nhắc tới quá lão đại ngươi. Nàng cũng luôn luôn ham muốn nhìn ta trong miệng lão đại đến cùng là một cái hạng người gì. Diệp Thần Phong liếc mắt nhìn Hoa Hiểu Rong, nói rằng, xin chào, ta tên Diệp Thần Phong, tên béo họ Lý có thể tìm tới người mỹ nữ như vậy, xem ra tên béo họ Lý diễm phúc không cạn a. Tên béo họ Lý ở Diệp Thần Phong trước mặt hoàn toàn đã biến thành một cái hàm hậu tiểu bàn tử, gãi đầu, nói rằng, lão đại, người này không phải khó coi ta đó sao? Muốn nói phía trên thế giới này ai tối có diễm phúc? Có người nam nhân nào dám cùng lão đại ngươi khá là? Tên béo họ Lý đem ánh mắt nhìn về phía đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh Hạ Tử Ninh, nghĩ thầm, vị này khẳng định cũng là nữ nhân của lão đại. Lập tức, tên béo họ Lý trên mặt lộ ra cung kính vẻ mặt, quay về Hạ Tử Ninh nói rằng, đại tẩu tốt. Hạ Tử Ninh đúng là thật không nghĩ tới Gừng Thiếu đưa đến cứu binh dĩ nhiên là Diệp Thần Phong người quen biết. Còn đối với Diệp Thần Phong như vậy cung kính, trong đầu đang trầm tư thời điểm, tên béo họ Lý một câu đại tẩu thật, điều này làm cho Hạ Tử Ninh mắc cỡ là gò má hơi ửng hồng. Giữa lúc Hạ Tử Ninh muốn biện giải hai câu thời điểm, chỉ nghe thiên mậu cao ốc ở ngoài vang lên, ô ô ô ô, chói tai kinh tiếng địch. Điều này làm cho Diệp Thần Phong cùng tên béo họ Lý lông mày đều hơi nhíu chíu, tên béo họ Lý khó chịu nói rằng, lão đại, xem ra này Ba Châu thị mắt không mở người còn rất nhiều. Này Gừng Thiếu cha là địa phương kinh sát cục trưởng, hiện tại tiểu nhân, nhỏ bé bị đánh, khẳng định lão muốn đứng ra. Ở tên béo họ Lý tiếng nói vừa hạ xuống thời điểm,
hai mươi mấy tên kinh sát tràn vào Thiên Mậu cao ốc bên trong, khi làm kinh tiếng địch vang lên thời điểm, trong tiệm bán quần áo nguyên bản bị Hạ Tử Ninh đánh nằm trên mặt đất gừng thiếu hai tên bảo tiêu, vội vội vàng vàng từ trong cửa hàng chạy ra, chính là hai người kia vừa nãy lén lút cho gừng thiếu phụ thân gừng Đông Dương gọi điện thoại. Ở này hai mươi mấy tên kinh sát phía sau, theo một tên kiên trì bụng lớn người đàn ông trung niên, gừng thiếu hai tên bảo tiêu chạy đến tên này người đàn ông trung niên bên cạnh, cung kính hô, gừng cục, thiếu gia thì ở phía trước. Cái này kiên trì bụng lớn người đàn ông trung niên chính là gừng thiếu phụ thân gừng Đông Dương. Hai mươi mấy tên kinh sát giúp gừng Đông Dương mở đường, gừng Đông Dương rất nhanh sẽ đi tới Đinh Tiểu Ninh các nàng tiệm bán quần áo trước, khi làm gừng Đông Dương nhìn thấy nằm trên đất đã hôn mê, hơn nữa trên mặt che kín máu tươi nhi tử gừng Hoa thì, trên mặt hắn thịt mỡ run run đi, trên người tỏa ra một luồng khí thế ác liệt, lập tức đi tới gừng Hoa bên cạnh, đem gừng Hoa từ trên mặt đất cho phủ lên, xác nhận con trai của chính mình còn có khí thức sau, trong lòng của hắn mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt bắt đầu nhìn quét ở đây những người khác, khi hắn nhìn thấy tên béo họ Lý thời điểm, ánh mắt hơi dừng một chút, hỏi, Lý lão bản, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Tên béo họ Lý là đến Ba Châu thị đầu tư xây hàng, hắn đương nhiên muốn cùng địa phương to nhỏ quan chức tạo mối quan hệ, mấy ngày trước tên béo họ Lý vừa mới vừa cho gừng Đông Dương đưa đi một cái tiền lì xì. Theo Lý tới nói, tên béo họ Lý phía sau có Diệp Thần Phong cái này hậu trường. Hắn căn bản không cần muốn làm những này chuẩn bị, nhưng là tên béo họ Lý không muốn vạn sự đều mượn hắn lão đại thân phận, nếu lão đại đem Đằng Thiên Xưởng chế thuốc giao cho hắn, như vậy hắn phải nhờ vào chính mình nỗ lực. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không đem hắn lão đại Diệp Thần Phong cái này hậu trường dọn ra. Gừng cục, ngươi nhưng là dạy dỗ một đứa con trai tốt ra. Sự tình đều quan hệ đến lão đại của hắn Diệp Thần Phong. Tên béo họ Lý cũng sẽ không sẽ cùng gừng Đông Dương nói cái gì lời khách sáo. Hả, nghe được tên béo họ Lý không chút khách khí ngôn ngữ, gừng Đông Dương là hơi ngẩn người, đưa mắt tìm đến phía con trai của hắn hai cái bảo tiêu, vừa nãy ở trong điện thoại hắn cũng không có đem chỉnh chuyện hiểu rõ ràng. Cái kia hai tên bảo tiêu đang nhìn đến gừng Đông Dương ánh mắt sau, tuy rằng bọn họ mới vừa rồi không có từ bên trong cửa hàng đi ra, thế nhưng hai người bọn họ vẫn đang chăm chú chuyện bên ngoài. Vì lẽ đó đem sự tình đầu đuôi nói một lần, bao quát tên béo họ Lý là đánh như thế nào gừng Hoa, đương nhiên gừng Hoa muốn đùa giỡn Hạ Tử Ninh sự tình, trực tiếp bị hai người hộ vệ này cho quên. Nghe xong hai người hộ vệ này tự thuật sau khi, gừng Đông Dương sắc mặt đen kịt lại, ở có người ngoài xem ra Đằng Thiên Xưởng chế thuốc ông chủ chính là tên béo họ Lý, hơn nữa tên béo họ Lý hầu như vẫn không có lấy ra hắn hậu trường. Vì lẽ đó rất nhiều người đều cho rằng tên béo họ Lý là dựa vào chính mình tay trắng dựng nghiệp. Ở gừng Đông Dương xem ra thương nhân trước sau là thương nhân mà thôi, bây giờ Đằng Thiên Xưởng chế thuốc phát triển khí thế hừng hực, hắn cũng phạm không được cùng tên béo họ Lý đối nghịch. Căn cứ vừa nãy con trai của hắn hai tên bảo tiêu tự thuật, chỉnh chuyện kẻ cầm đầu là tên béo họ Lý bên cạnh người trẻ tuổi kia, bây giờ con trai của hắn bị đánh thành dáng vẻ ấy. Hắn làm vì phụ thân làm sao có thể không vì là nhi tử ra mặt. Lý lão bản, ngươi lời này nhưng là nói vô vị, bây giờ con trai của ta bị đánh thành dáng vẻ ấy, ta có thể bất hòa Lý lão bản ngươi tính toán, nhưng là bên cạnh ngươi tên hung thủ này, ta ngày hôm nay nhất định phải mang về kinh sát cục. Gừng Đông Dương nhìn thẳng tên béo họ Lý nói rằng, gừng cục, người con trai của chính mình là cái gì đức hạnh, đừng tưởng rằng ta không biết. Chuyện ngày hôm nay hoàn toàn là con trai của ngươi gieo gió gặt bão, ta khuyên gừng cục ngươi không muốn sai lầm. Tên béo họ Lý không nhượng bộ chút nào nói rằng. Gừng Đông Dương thấy tên béo họ Lý như vậy không thức thời, trong lòng tức giận là hung hăng dâng lên, nhìn con mình trên mặt còn đang không ngừng chảy ra máu tươi đến, trong lòng một cái kích động, liền ngón tay chỉ vào Diệp Thần Phong, quay về phía sau chừng 20 tên kinh sát, nói rằng cho ta đem cái hung thủ chóc nã quy án. Nếu như hung thủ dám phản kháng ta, ta cho phép các ngươi nổ súng. Ở gừng Đông Dương mệnh lệnh xong sau khi, cái kia 20 tên kinh sát dồn dập từ bên hông móc súng lục ra, đem họng súng đen ngòm nhắm ngay Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong trên mặt vẻ mặt không có biến hóa chút nào, tùy ý nhún nhún vai, nói rằng, thực sự là phô trương thật lớn. Ánh mắt nhìn chằm chằm gừng Đông Dương, Diệp Thần Phong mở miệng cười nói, ta rất không thích người khác khẩu súng khẩu nhắm ngay ta. Ngươi sau đó nhất định sẽ hướng về ta quỳ xuống xin tha, nhưng là sẽ không bỏ qua cho ngươi, như loại người như ngươi cũng xứng làm cục trưởng.
quả thực là hại người hại mình. Chương 796, một cú điện thoại sự tình. Hiện trường ngoại trừ rõ ràng Diệp Thần Phong thân phận tên béo họ Lý ở ngoài, mặc cho không ai từng nghĩ tới đang đối mặt chừng 20 cây súng lục, Diệp Thần Phong lại vẫn dám nói ra lần này không đầu không đuôi đến. Gừng Thiếu Gừng Hoa phụ thân Gừng Đông Dương nhưng là hàng thật đúng giá cục trưởng, ở Ba Châu thị này mảnh đất nhỏ trên, lời nói mấy thoại còn là phi thường hữu hiệu. Đứng ở tiệm bán quần áo cửa nữ phục vụ viên Đinh Tiểu Ninh, trên mặt của nàng tràn ngập giấy giụa vẻ mặt, nàng phi thường rõ ràng chỉnh chuyện là bởi vì Gừng Thiếu gây nên, nếu như Diệp Thần Phong bị Gừng Thiếu phụ thân vồ vào kinh sát cục, e sợ đời này đều đừng hòng muốn đi ra, trong lòng nàng do dự có muốn hay không đứng ra giúp Diệp Thần Phong lời nói công đạo thoại. Giúp Diệp Thần Phong chứng minh một thoáng thuần khiết. Mà đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh Hạ Tử Ninh, trên mặt không có một chút nào lo lắng vẻ mặt, nàng là lần thứ nhất nhìn thấy thế tục giới súng lục. Tuy rằng từ họng súng đen ngòm trên cảm thấy được khí tức nguy hiểm, thế nhưng nàng tin tưởng lấy Diệp Thần Phong so với phá thiên cảnh giới cao thủ thực lực. Diện đối với những người này nếu như thật sự muốn động thủ, chỉ sẽ trở thành Diệp Thần Phong trong tay vong hồn. Do dự luôn mãi sau khi, tâm địa thiện lương Đinh Tiểu Ninh, nàng vẫn là không nhìn được đứng dậy, nói rằng, chuyện này hoàn toàn là Gừng Thiếu gây nên, là Gừng Thiếu trước hết để cho dưới tay hắn hai tên bảo tiêu động thủ, vì lẽ đó vị khách nhân này thuộc về là tự vệ. Nguyên bản Gừng Đông Dương trong lòng còn đang suy nghĩ Diệp Thần Phong theo như lời nói. Hắn hoài nghi Diệp Thần Phong có phải là đại gia tộc nào bên trong thiếu gia. Trước mắt dĩ nhiên lại nghe được một cái chết tiệt nho nhỏ nữ phục vụ viên, lại dám đứng ra cùng hắn người cục trưởng này hò hét, điều này làm cho hắn còn có mặt mũi gì. Liền, Gừng Đông Dương trong lòng hung ác, quát các ngươi từng cái còn đứng ngây ra đó làm gì. Vội vàng đem hung thủ cho nắm lên đến. Hiện tại Gừng Đông Dương chỉ muốn trước đem Diệp Thần Phong trảo về kinh sát cục lại nói. Sau đó khỏe mạnh điều tra Diệp Thần Phong thân phận, nếu như đối phương đúng là một gia tộc lớn nào đó thiếu gia. Như vậy hắn liền nói lời xin lỗi, dù sao hắn Khương gia ở Ba Châu thì cũng là một cái nhất lưu gia tộc lớn, anh chị em của hắn rất nhiều đều ở Ba Châu khu phố nhậm chức không giống chức quan. Thế nhưng, nếu như Diệp Thần Phong cũng không phải đại gia tộc nào bên trong thiếu gia, như vậy Gừng Đông Dương tuyệt đối sẽ làm cho Diệp Thần Phong từ Ba Châu thì bốc hơi lên. Các ngươi liền vụ án cũng không biết rõ, các ngươi làm sao là có thể bắt người, lẽ nào các ngươi kinh sát muốn bạo lực chấp pháp sao? Ninh Tiểu Ninh thấy Gừng Đông Dương không để ý đến nàng, nàng cũng không biết là dũng khí từ đâu tới. Trong cổ họng hống ra như thế một cổ họng. Rất nhiều năm sau, Ninh Tiểu Ninh đều sẽ vì là ngày hôm nay một cổ họng mà cảm thấy kiêu ngạo, bởi vì nàng như thế một cổ họng, để cuộc đời của nàng quỹ tích triệt để phát sinh ra biến hóa. Đương nhiên những này đều chỉ là nói sau. Ở Đinh Tiểu Ninh hống xong này một cổ họng sau, Thiên Mậu cao ốc bên trong cái khác khách hàng, đều đem ánh mắt nhìn về phía bên này, điều này làm cho Gừng Đông Dương đối với Đinh Tiểu Ninh là sự thù hận kịch tăng. Mà đứng ở Đinh Tiểu Ninh bên cạnh nữ phục vụ viên Hồ Tỷ, nàng nhìn thấy cơ hội, một cái hay là có thể cơ hội một bước lên trời, chỉ cần nàng có thể leo lên Khương cục trưởng cây này cao cành. Từ đây cuộc đời của nàng không phải có thể triệt để thay đổi sao? Thầm nghĩ thông điểm này sau khi, Hồ Tỷ lập tức đi tới Khương cục trưởng bên cạnh, nói rằng, Khương cục trưởng, cái này Đinh Tiểu Ninh rất rõ ràng là cùng bọn họ đồng thời, rõ ràng là bọn họ động thủ trước đánh Gừng Thiếu, ta có thể làm chứng nhân đến giúp Khương cục trưởng chỉ nhận hung thủ. Gừng Đông Dương nhìn trước mặt tướng mạo phi thường bình thường Hồ Tỷ, ở trước mặt mình thao túng phong náo. Hắn cái nào còn đoán không ra Hồ Tỷ tâm tư, tuy rằng này Hồ Tỷ tướng mạo giống như vậy, nhưng vóc người cũng khá, hiện tại Gừng Đông Dương lại cần một cái chứng nhân, hắn nói khẽ với Hồ Tỷ nói một câu, yên tâm, được chuyện sau, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Được Gừng Đông Dương hứa hẹn sau, Hồ Tỷ là càng thêm hưng phấn, ngón tay trắng trợn không kiêng dè chỉ vào Diệp Thần Phong, nói rằng, Khương cục trưởng, vội vàng đem tên hung thủ này nắm lên đến. Là hắn động thủ trước đánh Gừng Thiếu. Hồ Tỷ, ngươi làm sao có thể nói xấu người khác đâu? Ngươi có biết hay không ngươi đây là trợ trụ vi ngược? Ninh Tiểu Ninh không nghĩ tới Hồ Tỷ sẽ đến như thế vừa ra, tức giận đến là thân thể mềm mại một trận run rẩy. Diệp Thần Phong thỏa mãn liếc mắt nhìn Ninh Tiểu Ninh, hắn không nghĩ tới nữ nhân này còn rất có tinh thần trọng nghĩa, hắn không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, nếu như đem trước mặt những này kinh sát toàn bộ quật ngã.
E sợ chỉ có thể đem sự tình huyên náo càng lúc càng lớn, Diệp Thần Phong quay về bên cạnh tên béo họ Lý, nói rằng, đem điện thoại di động của ngươi cho ta mượn gọi điện thoại di động của ta không điện. Tên béo họ Lý biết lão đại của chính mình là muốn vận dụng quan hệ, vội vàng đưa điện thoại di động đưa cho Diệp Thần Phong, thương hại liếc mắt nhìn Gừng Đông Dương, hắn biết nếu như lão đại của hắn vận dụng quan hệ, e sợ Gừng Đông Dương không chỉ có cũng bị bới trên người kinh phục. E sợ còn có thể có lao ngục tai ương. Thấy Diệp Thần Phong muốn gọi điện thoại, điều này làm cho Gừng Đông Dương là càng thêm nghi hoặc, lẽ nào tiểu tử này đúng là đại gia tộc nào thiếu gia? Ta tạm thời trước tiên chờ hắn đánh xong cú điện thoại này lại nói, ở không rõ ràng thân phận đối phương tình huống dưới, vẫn là không muốn đem sự tình huyên náo quá cương tốt. Này Gừng Đông Dương dù sao cũng là trên chốn quan trường kẻ già đời, làm mỗi một chuyện đều sẽ suy xét khá là chu đáo một ít. Diệp Thần Phong bắt được tên béo họ Lý điện thoại di động sau đó, trực tiếp bấm ra hắn Diệp Trấn Hồng tư nhân điện thoại ở chuyển được sau khi, bên trong truyền đến một tiếng, phi thường thanh âm mệt mỏi, này. Ra, ta là Thần Phong A, Diệp Thần Phong mở miệng nói rằng. Nghe được là Diệp Thần Phong âm thanh, đầu bên kia điện thoại Diệp Trấn Hồng lập tức đến rồi kinh thần, Thần Phong, ngươi làm sao sẽ gọi điện thoại cho ta? Ngươi không phải đi cổ vũ giới tối thiểu muốn thời gian 2 năm đó sao? Ra, sự tình chờ ta trở lại sẽ cùng ngươi chậm rãi tán gẫu. Ta đại khái 2 ngày nay sẽ trở lại kinh thành, ở trong điện thoại một câu hai câu cũng nói không rõ ràng, bất quá, ra, ta ở Ba Châu thì gặp phải một điểm phiền phức, hiện tại có rất nhiều kinh sát đang dùng nòng súng nhắm ngay tôn tử của ngài đầu của ta. Diệp Thần Phong lời còn chưa nói hết. Đầu bên kia điện thoại lại truyền tới Vũ lão gia Vũ An Quốc thanh âm phẫn nộ, Thần Phong, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái nào đồ không có mắt lại dám dùng nòng súng nhắm ngay tôn nữ của ta tế đầu? Ta nhìn bọn họ là ngứa người, ngươi mau mau cùng Vũ gia gia ta nói một chút chuyện đã xảy ra. Đầu bên kia điện thoại, Vũ lão gia vừa lúc ở Diệp lão gia tử trong thư phòng, khi biết là Diệp Thần Phong gọi điện thoại tới được sau khi... Vũ lão gia để Diệp lão gia tử ấn xuống miễn đề kiện, vì lẽ đó Vũ lão gia cũng nghe được Diệp Thần Phong nói. Ra, Vũ ra, sự tình là như vậy. Diệp Thần Phong đơn giản đem Gừng Đông Dương phụ tử hành vi nói một lần. Đang nghe xong Diệp Thần Phong tự thuật sau, tính khí táo bạo Vũ lão gia trực tiếp mở miệng nói, không phải là một cái Ba Châu thị nho nhỏ cục trưởng sao? Thần Phong, ngươi yên tâm được rồi, hắn cục trưởng vị trí ngồi vào đầu. Ta cùng ra ngươi lập tức sẽ xử lý chuyện này. Vậy ta liền cảm ơn trước ra cùng Vũ ra. Diệp Thần Phong thuận miệng nói rằng. Thần Phong, chờ chúng ta giúp ngươi xử lý xong Ba Châu thị sự tình, ngươi tốt nhất lập tức trở lại kinh thành đến. Nếu ngươi từ cổ vũ giới đi ra, như vậy hiện tại có một số việc khả năng cần ngươi hỗ trợ. Diệp lão gia tử ở trong điện thoại nói rằng. Được rồi, ra, ngày hôm nay khả năng là không kịp. Ngày mai ta sáng sớm an vị bay thẳng kinh thành máy bay. Diệp Thần Phong một lời đáp ứng, hắn nghe được ra Diệp lão gia tử cùng Vũ lão gia trong thanh âm đều có một chút huệ oải, bất quá, ở trong điện thoại cũng không tiện tán gẫu, vì lẽ đó Diệp Thần Phong dự định các loại chờ trở lại kinh thành lại nói. Ở cho Diệp lão gia tử sau khi gọi điện thoại xong, Diệp Thần Phong đưa điện thoại di động trả lại tên béo họ Lý, hắn tin tưởng lấy ra hắn cùng Vũ lão gia thủ đoạn. Đại khái 10 phút trong vòng, này Gừng Đông Dương sẽ nhận được cấp trên điện thoại, sau đó hắn sẽ triệt để khổ rồi. Người cục trưởng vị trí ngồi vào đầu, ta nghĩ trong vòng 10 phút khẳng định liền sẽ có người gọi điện thoại cho ngươi. Diệp Thần Phong lãnh đạm nhìn Gừng Đông Dương nói rằng. Gừng Đông Dương nghe được Diệp Thần Phong hung hăng sau, hắn có chút cho rằng Diệp Thần Phong là đang hư trương thanh thế, Khương gia ở Ba Châu thị địa vị hầu như không ai có thể dao động. Trừ phi là nước hoa những kia kim tự tháp đỉnh lão nhân tự mình hỏi đến, xem vừa nãy Diệp Thần Phong tùy tiện gọi điện thoại dáng vẻ, hắn hiện tại khẳng định Diệp Thần Phong là đang hư trương thanh thế. Tiểu tử, người đừng mong muốn hù dọa ta, ta Gừng Đông Dương không phải là bị dọa đại. Gừng Đông Dương cắn răng quát lên. Đứng ở Gừng Đông Dương bên cạnh Hồ Tỷ, nàng đồng dạng cho rằng Diệp Thần Phong quả thực buồn cười đến cực điểm. Đơn giản một cú điện thoại liền có thể đem Gừng Đông Dương từ cục trưởng chỗ ngồi đá xuống đến. Đây căn bản là chuyện không thể nào, vì lẽ đó, Hồ Tỷ cười nói, thời đại này người trẻ tuổi chính là yêu thích nói khoác, ngươi làm ngày hôm nay người hành hung,
ngươi nhất định phải vì chính mình từng làm sự tình trả giá thật lớn. Một bên nữ phục vụ viên Đinh Tiểu Ninh, nàng nhìn thấy đều vào lúc này, Diệp Thần Phong lại vẫn ở nói mạnh miệng, nói dọa, nàng cũng có chút hối hận vừa nãy đứng ra giúp Diệp Thần Phong nói chuyện, dưới cái nhìn của nàng Diệp Thần Phong nói xác thực cũng có chút buồn cười. Chương 797, tiên đoán trở thành sự thật. Không nên ở chỗ này làm lỡ thời gian, ta còn muốn đưa con trai của ta đi bệnh viện, mau mau trước đem hung thủ này mang về kinh sát cục lại nói. Gừng Đông Dương lần thứ hai quay về phía sau một đám kinh sát ra lệnh. Này chừng 20 tên trong tay cầm súng kinh sát, họng súng đen ngòm nhắm ngay Diệp Thần Phong, từng bước hướng về Diệp Thần Phong tới gần, chỉ cần Diệp Thần Phong dám phản kháng, bọn họ lập tức sẽ nổ súng. Ong 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 ong. Mà ngay tại lúc này, Gừng Đông Dương điện thoại di động trong túi chấn động chuyển động, hắn thiếu kiên nhẫn đưa điện thoại di động từ trong túi tiền lấy ra. Khi thấy điện thoại là phụ thân hắn đánh tới thời điểm, trong mắt hắn vẻ mặt hơi ngẩn người, hắn ở Khương gia địa vị phi thường kém, chính là có ra sao phụ thân sẽ có cái đó dạng nhi tử. Câu nói này kỳ thực cũng có thể mặt khác, từ Gừng Thiếu Gừng Hoa trên người liền có thể thấy được Gừng Đông Dương cũng tuyệt đối không phải kẻ tốt lành gì. Khương gia ở Ba Châu Thị là số một số hai gia tộc lớn, Khương gia gia chủ đương thời, cũng chính là Gừng Đông Dương phụ thân, ở trong tỉnh cũng là chen mồm vào được nhân vật. Bình thường chủ nhà họ Khương rất không ưa Gừng Đông Dương đứa con trai này, Gừng Đông Dương bình di bên trong làm không ít ăn hối lộ trái pháp luật sự tình, nếu là không có Khương gia vầng sáng, Gừng Đông Dương coi như bắn chết 10 lần cũng không đủ. Gừng Đông Dương không nghĩ tới đã có 3, 4 năm không gọi điện thoại cho cha của hắn, ngày hôm nay dĩ nhiên chủ động gọi điện thoại cho hắn, đổi làm dĩ vãng, coi như là tân niên trên cũng là những huynh đệ khác tỉ muội thông báo hắn đi ăn cơm tất niên. Này Gừng Đông Dương ngược lại cũng không phải một cái ngu xuẩn đến không có thuốc nào cứu được người, liên tưởng đến vừa Diệp Thần Phong nói chuyện điện thoại xong, hiện tại cha của hắn liền lập tức gọi điện thoại cho hắn, chẳng lẽ trước mặt người trẻ tuổi này năng lượng thật sự có lớn như vậy? Bất quá, Gừng Đông Dương trong lòng cũng không có hoảng hồn, tuy rằng hắn ở Khương gia địa vị rất kém cỏi, thế nhưng hắn dù sao cũng là Khương gia dòng chính. Hắn tin tưởng ngày hôm nay coi như là đắc tội rồi không nên đắc tội người. Khương gia cũng sẽ bảo vệ hắn, nhiều nhất quay đầu lại hướng về đối phương nói lời xin lỗi mà. Giữa lúc Gừng Đông Dương chuẩn bị muốn ấn xuống nút nhận cuộc gọi thời điểm, nằm ở hôn mê Gừng Hoa tỉnh táo lại, khi làm Gừng Hoa nhìn thấy bên cạnh cha mình, cùng với Diệp Thần Phong bị chừng 20 tên kinh sát dùng nòng súng nhắm ngay, ở khởi điểm ngây người sau khi. Hắn lập tức nghĩ thông suốt chuyện đã xảy ra, trong cổ họng quát, tiểu tử, hiện tại ngươi biết ta lợi hại. Ngươi đến kinh sát cục sau khi, ta sẽ để ngươi nếm thử các loại cực hình tư vị. Đứng ở một bên hồ tỷ tâm tình vào giờ khắc này là tốt lắm lắm, hiện tại nàng leo lên kết thúc trường cây này cao cành, nàng phỏng chừng sau đó ở Ba Châu thì có thể nghênh ngang mà đi, nàng vội vàng vỗ đầu đầy là huyết Gừng Hoa nịnh nọt. Nói rằng, Gừng Thiếu, ngài hiện tại chịu phi thường thương nặng, ngài phạm không được cùng loại này cả chớn, loại này tiểu nhân vật chấp nhặt. Gừng Thiếu ngài muốn bóp chết người như thế, còn không phải là cùng bóp chết con kiến như thế đơn giản mà. Gừng Hoa khi nghe đến hồ tỷ sau khi, trong lòng là càng thêm khoan khoái, nhìn về phía bên cạnh đang chuẩn bị ở nghe điện thoại phụ thân Gừng Đông Dương, muốn cho cha của hắn trước tiên mệnh lệnh người ở kinh sát bên trong cục chuẩn bị kỹ càng dụng hình công cụ. Đột nhiên lắc Gừng Đông Dương cánh tay, làm cho Gừng Đông Dương không cẩn thận ấn xuống khoách âm kiến. Điện thoại di động cũng từ trong tay rơi xuống đến trên đất. Ở Gừng Đông Dương điện thoại di động rơi xuống đất thời điểm, điện lời đã là chuyển được, từ trong điện thoại truyền ra một đạo âm thanh uy nghiêm, Đông Dương, ngươi là muốn đem chúng ta Khương gia đẩy mạnh hỏa trong hầm sao? Chúng ta Khương gia ở Ba Châu thì có địa vị hôm nay, đều là từng điểm dốc sức làm đi ra. Gừng Đông Dương là Ba Châu thị người của Khương gia. Nghe được thanh âm trong điện thoại sau. Ở đây nữ phục vụ viên Hồ Tỷ cùng Ninh Tiểu Ninh, này mặt của hai người sắc lại một lần nữa thay đổi, người trước là trở nên càng thêm hưng phấn, mà người sau nhưng là trở nên càng thêm lo lắng, không riêng vì là Diệp Thần Phong lo lắng, cũng vì bản thân nàng mà lo lắng. Ba Châu Thị Khương gia, ở Ba Châu Thị là có người nào không biết. Ở Ba Châu Thị đắc tội rồi người của Khương gia, kết cục chỉ có là một con đường chết, trước mắt Diệp Thần Phong đắc tội rồi người của Khương gia. Ở Hồ Tỷ cùng Đinh Tiểu Ninh xem ra Diệp Thần Phong đúng là đi không ra Ba Châu Thị.
Đương nhiên Hồ Tỷ cùng Ninh Tiểu Ninh một cách tự nhiên đem trong điện thoại trách cứ ngữ khí cho quên rơi mất. Đông Dương, ngươi là ta con trai của Khương Hải, nguyên bản mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta đều hẳn là bảo vệ ngươi, ngươi nói chính ngươi những năm này đến cùng làm bao nhiêu vô liêm sỉ sự tình. Đầu bên kia điện thoại Khương Hải cũng không biết, bên này điện thoại di động bị mở ra máy phóng đại thanh âm, tự mình tự tiếp tục nói. Khương gia Khương Hải. Lúc này Hồ Tỷ là hưng phấn sắc mặt đỏ lên, liền ngay cả váy dưới đáy quần xì líp cũng có chút ướt, Khương Hải nhưng là Khương gia gia chủ, ở Ba Châu thị địa vị không phải bình thường, này gừng Đông Dương không chỉ có là cục trưởng, vẫn là người nhà họ Khương, hơn nữa quan trọng nhất vẫn là Khương gia dòng chính. Hồ Tỷ có loại hạnh phúc tới quá nhanh cảm giác. Ngược lại, Đinh Tiểu Ninh là sắc mặt bắt đầu trở nên trắng bệch một mảnh, nàng biết lần này nàng đứng ra giúp Diệp Thần Phong nói chuyện, là triệt để đắc tội người của Khương gia khẳng định sẽ không bỏ qua cho nàng, nói không chắc liền nàng cậu mở nhà này tiệm bán quần áo ngày mai cũng lập tức muốn đóng cửa. Ánh mắt liếc nhìn một chút Diệp Thần Phong, nàng phát hiện Diệp Thần Phong vẫn là một bộ bình tĩnh vẻ mặt, điều này làm cho Đinh Tiểu Ninh càng ngày càng cảm thấy không nên đứng ra vì cái này tự đại cuồng nói chuyện. Nhưng mà, khi làm Hồ Tỷ cùng Đinh Tiểu Ninh mỗi người một ý thời điểm, trong điện thoại Khương Hải âm thanh đột nhiên tăng cao, hơn nữa còn mang theo cuồn cuộn lửa giận, gừng Đông Dương, vừa nãy ta là lấy một cái phụ thân phận nói với ngươi, bất quá, từ nay về sau, ngươi không còn là ta con trai của Khương Hải, ngươi cùng chúng ta Khương gia một chút quan hệ cũng không có. Vốn định đưa điện thoại di động nhặt lên đến gừng Đông Dương, hắn trong giây lát nghe được trong điện thoại truyền đến, Khương Hải muốn cùng hắn đoạn tuyệt phụ tử quan hệ ngôn ngữ, thân thể của hắn như bị làm phép thuật, thẳng tắp đứng ở tại chỗ, đầu đường ngắn 5-6 giây sau, gừng Đông Dương tình tự hoàn toàn là mất khống chế, không có đưa điện thoại di động nhặt lên đến, mà là bay thẳng đến điện thoại di động quát, tại sao? Đây là tại sao? Lẽ nào liền bởi vì ta đắc tội rồi một tiểu tử chưa ráo máu đầu sao? Gừng Đông Dương tuy rằng không kìm chế được nỗi lòng, thế nhưng hắn phi thường rõ ràng cha của chính mình đột nhiên đưa ra cùng hắn đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, hơn nữa không còn sớm không muộn một mực là vào lúc này, vì lẽ đó hắn khẳng định này cùng Diệp Thần Phong có quan hệ. À, đầu bên kia điện thoại Khương Hải phát sinh một tiếng cười gằn, tiếp tục nói, tên tiểu xúc sinh nhà ngươi, đến hiện tại ngươi vẫn không có hối cải chi tâm. Ngươi biết mình đắc tội chính là người nào sao? Liền trong miệng ngươi cái này tiểu tử vắt mũi chưa sạch, nếu như hắn muốn cho chúng ta Khương gia xong đời, vậy cũng chỉ là chuyện một câu nói mà thôi, ngươi có tư cách gì nói đến người khác là tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Phía trên thế giới này có rất nhiều người đều là ngươi không đắc tội được, cũng là chúng ta Khương gia không đắc tội được, mặt trên đã lại tra chuyện của ngươi. Ta nghĩ ngươi cục trưởng vị trí là ngồi vào đầu, còn ngươi có hay không có lao ngục tai ương, cái kia xong tất cả đều phải coi trong miệng ngươi vị kia tiểu tử vắt mũi chưa sạch tâm tình. Nếu như hắn muốn ngươi ngồi tù, ngươi đời này cũng đừng muốn từ trong phòng giam đi ra, nếu như hắn muốn ngươi chết, như vậy ta nghĩ ngươi nhất định sẽ bị bắn chết. Ta hy vọng ngươi trước khi chết, không muốn lại liên lụy chúng ta Khương gia, chính ngươi tự lo lấy. Đô đô đô. Trên mặt đất điện thoại di động máy phóng đại thanh âm bên trong không ngừng truyền ra từng trận khó khăn âm, ở đây ngoại trừ Diệp Thần Phong cùng tên béo họ Lý ở ngoài, những người còn lại đều ngây ngốc đứng ở tại chỗ, liền ngay cả Hạ Tử Ninh cũng hiếu kỳ nhìn Diệp Thần Phong, trong lòng thầm nghĩ lẽ nào cái này đồ lưu manh ở thế tục giới rất có địa vị. Cái kia chừng 20 cái nguyên bản dùng nòng súng nhắm ngay Diệp Thần Phong kinh sát, đang nghe xong trong điện thoại tự thuật sau khi... Phía sau lưng bọn họ trên không khỏi cảm giác lạnh lẽo, trên trán bốc lên lít nha lít nhít mồ hôi lạnh, bọn họ dùng thương nhắm ngay chính là một cái ra sao đại nhân vật. Thậm chí ngay cả chủ nhà họ Khương Khương Hải đều nói, chỉ muốn người trẻ tuổi này một câu nói, toàn bộ Khương gia cũng phải xong đời. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Chừng 20 cái kinh sát thân thể bắt đầu chậm rãi bắt đầu run rẩy, nguyên bản cầm trong tay thương, bởi trong lòng một sợ sệt. Dồn dập rơi xuống ở trên mặt đất. Vừa còn giễu võ dương oai gừng hoa, cả người hắn là triệt để mắt choáng váng, cả nhà bọn họ bị Khương gia cho vứt bỏ, hơn nữa phụ thân hắn cục trưởng vị trí ngồi vào đầu, đôi này, chuyện này đối với gừng hoa tới nói là sấm sét giữa trời quang, cộng thêm trên đầu còn đang bốc lên máu tươi, trong khoảng thời gian ngắn không chịu nhận sự thực này, gừng hoa lần thứ hai ngất đi. Mà vừa hưng phấn ướt quần xì líp Hồ Tỷ, nàng trợn to mắt, trên mặt tràn ngập khủng hoảng vẻ,
trong lòng vừa bay lên đến hạnh phúc cảm biến mất không thấy hình bóng, trong lòng đọc thầm vừa nãy Khương Hải ở trong điện thoại nói một câu nói, liền trong miệng ngươi cái này tiểu tử vắt mũi chưa sạch, nếu như hắn muốn cho Khương gia xong đời, vậy cũng chỉ là chuyện một câu nói mà thôi. Câu nói đầu tiên có thể làm cho ba châu thị nhất lưu gia tộc Khương gia xong đời. Này, người trẻ tuổi này đến cùng là thân phận gì? Mà nguyên bản trong lòng tràn ngập lo lắng Đinh Tiểu Ninh, đem miệng Trương Đại Đại, một đôi trong con ngươi xinh đẹp tràn ngập khó mà tin nổi vẻ mặt, con mắt chăm chú nhìn kỹ Diệp Thần Phong. Ta nói rồi ngươi nhất định sẽ hướng về ta xin tha, ta cũng đã nói, coi như ngươi xin tha, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, loại người như ngươi không xứng mặc đồng phục lên. Diệp Thần Phong bình thản không có gì lạ quay về mắt choáng váng gừng Đông Dương nói rằng. Chương 798, không có nếu như. Diệp Thần Phong không chút nào mang cảm tình ngôn ngữ, truyền vào Đỗ Mãn Tràng vì gừng Đông Dương trong tai sau, hắn giờ mới hiểu được quá đến mình là đá vào một khối to lớn thiết bản lên. Vừa nãy hắn lão già ở trong điện thoại đã nói tới phi thường rõ ràng, nhưng là gừng Đông Dương không muốn đi ngồi tù, càng không muốn chết. Ở tử vong trước mặt, đối với có mấy người tới nói tôn nghiêm liền cái không bằng cái rắm, rất rõ ràng gừng Đông Dương chính là người như vậy, hai chân không khỏi hướng về Diệp Thần Phong quỳ xuống, trong ánh mắt lóe qua một vệt căm hận, cái chán ầm 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 hướng về Diệp Thần Phong khái lên, trong miệng cầu xin tha thứ, vừa nãy là ta gừng Đông Dương có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, là ta gừng Đông Dương tội đáng muôn chết, kính xin ngài có thể coi ta là làm là một cái thí cho thả. Một bên nữ phục vụ viên Hồ Tỷ cùng Đinh Tiểu Ninh, nhìn thấy gừng thiếu gừng hoa như con chó chết ngất ở trên mặt đất, mà gừng Đông Dương lại hung hăng hướng về Diệp Thần Phong dập đầu, điều này làm cho Hồ Tỷ hai chân bên trong sức mạnh cũng càng ngày càng ít, nhớ tới mới bắt đầu nàng ngăn Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh, ở đến vừa nãy nàng đứng ở gừng Đông Dương các loại chờ, người bên này, nàng bàng quang bên trong liền một trận phát trướng, một luồng màu vàng chất lỏng theo bắp đùi của nàng chảy ra. Phải biết Diệp Thần Phong nhưng là câu nói đầu tiên có thể làm cho ba châu thị Khương gia biến mất đại nhân vật, như vậy đại nhân vật như thế nào là Hồ Tỷ loại này tiểu nhân vật có thể đắc tội. Hồ Tỷ trong lòng là càng nghĩ càng sợ sệt, cuối cùng đặt mông trực tiếp co quắp ngồi ở trên mặt đất, cả người thân thể run lẩy bẩy. Đối với Hồ Tỷ loại này tiểu nhân vật, Diệp Thần Phong liền liếc mắt nhìn hứng thú cũng không có, có nhiều ý vị quay về gừng Đông Dương. Nói rằng, ngươi để ta coi ngươi là làm là một cái thí cho thả. Bất quá, rất xin lỗi. Ta không có ô nhiễm không khí quen thuộc, mặt trên muốn đem ngươi xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào, ta sẽ không nhúng tay. Hướng về Diệp Thần Phong hung hăng dập đầu gừng Đông Dương. Hắn khi nghe đến Diệp Thần Phong kiên quyết sau, trong lòng đối với Diệp Thần Phong căm hận là càng ngày càng dày đặc, có đúng là nói cẩu cuống lên sẽ khiêu tường. Gừng Đông Dương biết nếu như mặt trên muốn điều tra hắn, e sợ lấy hắn từ trước ăn hối lộ trái pháp luật, phi thường đầy đủ bắt hắn cho bắn chết, nếu Diệp Thần Phong không chịu cho hắn một con đường sống. Như vậy hắn thẳng thắn trước khi chết kéo cái chịu tội thay. Gừng Đông Dương nhanh chóng từ bên hông rút ra một cây súng lục, đem nòng súng nhắm ngay Diệp Thần Phong, trong cổ họng gầm hét lên, tiểu tử. Ta muốn ngươi cho ta chôn cùng. Tiên sinh, cẩn thận. Một tên kinh sát vội vàng mở miệng nhắc nhở. Đáng tiếc chính là tất cả đã quá muộn, gừng Đông Dương ở lúc nói chuyện liền bóp cò súng, một viên đạn nhanh chóng hướng về Diệp Thần Phong mi tâm vọt tới. Ở đây ngoại trừ hiểu rõ Diệp Thần Phong thực lực Hạ Tử An Hòa tên béo họ Lý ở ngoài. Những người còn lại đem tim đều nhảy đến cổ rồi. Đặc biệt là ở đây này chừng 20 tên kinh sát, hiện ở tại bọn hắn tuy rằng còn không biết Diệp Thần Phong xác thực thiết thân phân. Thế nhưng bọn họ khẳng định Diệp Thần Phong là một đại nhân vật, nếu như Diệp Thần Phong bị bắn giết ở trước mặt bọn họ, như vậy bọn họ người nơi này e sợ đều phải đem trên người kinh phục cho cởi ra, mà lại nói bất định còn có thể bị định tội. Tiểu tử, người có thâm hậu bối cảnh thì lại làm sao? Quay đầu lại còn không là muốn theo ta cùng chết, ngươi. Gừng Đông Dương đột nhiên im bặt đi, cả người sắc mặt ức đến đỏ chót, thật giống là bị người trói lại cái cổ. Mà ở đây Đinh Tiểu Ninh mấy người cũng từng cái trợn mắt ngoác mồm. Bởi vì vừa nãy ở viên đạn muốn đi vào Diệp Thần Phong mi tâm thời điểm, chỉ thấy Diệp Thần Phong dĩ nhiên tiện tay đem viên đạn cho đón lấy. Này hoàn toàn vượt qua những người bình thường này nhận thức phạm vi. Bị Diệp Thần Phong kẹp ở hai ngón tay viên đạn, không có làm chút nào dừng lại, Diệp Thần Phong tiện tay ném đi,
viên đạn nhanh chóng hướng về Gừng Đông Dương bắn qua khứ. Gừng Đông Dương đương nhiên không có năng lực tránh né viên đạn, từ Diệp Thần Phong ngón tay bắn ra viên đạn, chuẩn xác không có sai sót đi vào Gừng Đông Dương trong mi tâm. Nguyên bản Diệp Thần Phong còn muốn để Gừng Đông Dương sống thêm một quãng thời gian, để ban ngành liên quan đến xử trí Gừng Đông Dương, nếu Gừng Đông Dương như thế vội vã đi chết, như vậy Diệp Thần Phong há có không thành toàn đạo lý. Các ngươi có thể đem thi thể cùng người này mang đi. Diệp Thần Phong chỉ Gừng Đông Dương thi thể, sau đó vừa chỉ ngất bên trong gừng hoa, quay về một đám kinh sát nói rằng. Những này kinh sát trong cổ họng dồn dập nuốt ngụm nước, tuy rằng Diệp Thần Phong không có quyền sai khiến bọn họ, nhưng bọn họ vẫn là phục tùng Diệp Thần Phong mệnh lệnh, rất mau đưa Gừng Đông Dương thi thể cùng gừng hoa cho mang đi. Ở trước khi đi những này kinh sát còn hướng về Diệp Thần Phong cung kính đánh một tiếng bắt chuyện. Đương nhiên những này kinh sát cũng không có toàn bộ rời khỏi, lưu lại 5 người đến duy trì hiện trường trật tự, lại mà cũng tính là bảo vệ Diệp Thần Phong. Tuy rằng nhìn dáng dấp Diệp Thần Phong cũng không cần người bảo vệ, nhưng thân phận của Diệp Thần Phong bãi ở nơi đó, bọn họ những này kinh sát không muốn lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nhìn thấy kinh sát xử lý xong chuyện trước mắt sau, Diệp Thần Phong đi tới nữ phục vụ viên Ninh Tiểu Ninh trước. Ninh Tiểu Ninh nhìn thấy Diệp Thần Phong hướng về chính mình đi tới, một trái tim không hăng hái phù phù. Phù phù, tăng nhanh nhảy lên, nàng căn bản không nghĩ tới Diệp Thần Phong dĩ nhiên là một đại nhân vật. Hơn nữa còn là một cái có thể tiện tay để ba châu thị nhất lưu gia tộc Khương gia diệt đại nhân vật. Diệp Thần Phong nhìn thấy Đinh Tiểu Ninh ngượng ngùng dáng dấp, nhớ tới vừa nãy Đinh Tiểu Ninh đứng ra giúp hắn nói chuyện, khóe miệng của hắn hơi hiện lên một vệt nụ cười. Dù sao vừa nãy Đinh Tiểu Ninh cũng không biết thân phận của hắn, lại mà ở Gừng Đông Dương người cục trưởng này trước mặt, Đinh Tiểu Ninh vẫn có thể làm được như vậy, này theo Diệp Thần Phong đã là đúng là không dễ. Chuyện vừa rồi cảm tạ ngươi, có hứng thú hay không đến giúp ta làm việc? Ta vừa lúc ở Ba Châu Thị đầu tư một phần sản nghiệp. Diệp Thần Phong quay về Đinh Tiểu Ninh nói rằng, hắn vừa nhìn Đinh Tiểu Ninh chính là một cái vừa tốt nghiệp sinh viên đại học. Nếu vừa nãy Đinh Tiểu Ninh đứng ra giúp hắn nói chuyện, như vậy hắn cũng không ngại giúp một cái Đinh Tiểu Ninh. Ở Đinh Tiểu Ninh sững sờ không biết trả lời như thế nào thời điểm, Diệp Thần Phong rồi hướng tên béo họ Lý, hỏi, Đằng Thiên xưởng chế thuốc ở Ba Châu Thị phân xưởng, hẳn là còn có rất nhiều chức vị đều chỗ trống đi chứ. Nghe được lão đại mình câu hỏi, tên béo họ Lý liền vội vàng nói, lão đại, hiện nay Ba Châu Thị phân xưởng vẫn còn kiến thiết giai đoạn. Viên chức hầu như còn đều không có chiêu. Diệp Thần Phong gật gật đầu, nói rằng, người nhìn nàng thích hợp nghề nghiệp gì, nếu như nàng đồng ý đi Đằng Thiên xưởng chế thuốc làm việc, người liền giúp nàng sắp xếp một chút đi. Được rồi, lão đại, tên béo họ Lý đồng ý. Sau đó, đi tới Đinh Tiểu Ninh trước, đem chính hắn danh thiếp đưa cho Đinh Tiểu Ninh, nói rằng, lời nói mới rồi ngươi nên đã nghe được chứ. Nếu như ngươi đồng ý, ngươi liền Đằng Thiên xưởng chế thuốc ở Ba Châu phân xưởng tổng giám đốc, vừa mới bắt đầu tiền lương 20 vạn, sau đó còn có thể thích hợp hướng về trên điều chỉnh. Ở tên béo họ Lý xem ra tất cả lão đại của chính mình đều mở miệng, hắn cũng không thể đủ làm mất đi lão đại, lại nói hắn nhìn ra được Đinh Tiểu Ninh chỉ là một cái mới vừa tốt nghiệp sinh viên đại học mà thôi, bất quá, này cũng không là vấn đề, chỉ cần tuyển mộ mấy cái hiểu được quản lý người, ở một bên phụ trợ Đinh Tiểu Ninh. Này liền tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Nguyên bản Diệp Thần Phong chỉ là muốn để tên béo họ Lý tùy tiện cho Đinh Tiểu Ninh sắp xếp một cái ung dung chức vị, ai biết này tên béo họ Lý trực tiếp cho Đinh Tiểu Ninh sắp xếp một cái tổng giám đốc chức vị. Nếu tên béo họ Lý đã đem thoại nói ra, như vậy Diệp Thần Phong ngược lại cũng không tốt đang nói cái gì. Chính như hắn nói tới, nếu như ngươi đồng ý, Đằng Thiên xưởng chế thuốc ở Ba Châu phân xưởng tổng giám đốc chính là ngươi. Diệp Thần Phong quay về Đinh Tiểu Ninh nói rằng, Đằng Thiên xưởng chế thuốc ở Ba Châu phân xưởng tổng giám đốc. Tiền lương 20 vạn. Câu này câu nói xông vào Đinh Tiểu Ninh trong tai sau, để Đinh Tiểu Ninh đầu đều có chút trở nên mơ màng, nàng nhìn một chút tên béo họ Lý đưa cho nàng danh thiếp, mặt trên thình lình viết Đằng Thiên xưởng chế thuốc tổng giám đốc, Lý Nguyên. Tên béo họ Lý nhìn thấy Đinh Tiểu Ninh chậm chạp không trả lời, có chút ngây người dáng dấp, hắn cười nói. Ngươi yên tâm được rồi, lão đại ta là Đằng Thiên xưởng chế thuốc chủ tịch, hắn hiện tại mở miệng muốn vời xính ngươi, ta đương nhiên muốn an bài cho ngươi một cái khá là lý tưởng chức vị. Ninh Tiểu Ninh kích chuyển động, tiền lương 20 vạn, này,
Chuyện này quả thật là trên trời đi đĩa bánh, bây giờ làm người phục vụ, Đinh Tiểu Ninh một tháng tiền lương mới hơn 1.000 đồng tiền. Nhưng là Đinh Tiểu Ninh trong lòng có chút do dự, nàng không biết có nên hay không đáp ứng. Nàng sợ chính mình không có năng lực này. Diệp Thần Phong nhìn thấy Đinh Tiểu Ninh trên mặt do dự vẻ mặt, trong lòng thỏa mãn gật gật đầu, nói rằng, được rồi, Ba Châu phân xưởng tổng giám đốc chính là ngươi, bất quá, ta cho ngươi một năm này, nếu như trong một năm này phân xưởng ở ngươi quản lý dưới hao tổn, ngươi chủ động từ chức nếu như ngươi có thể làm cho phân xưởng lợi nhuận, như vậy ngươi liền kế tục làm tiếp. Trước tiên làm người, sau làm việc, nhân phẩm của ngươi ta thấy, rất nhiều lúc nhân phẩm so với năng lực trọng yếu hơn. Cụ thể sự tình tên béo họ Lý sẽ liên hệ ngươi, ngươi ở nhà an tâm các loại chờ thông báo đi. Nói xong, Diệp Thần Phong tiêu sái hướng về Thiên Mậu cao ốc bên ngoài đi đến, Hạ Tử Ninh đi theo phía sau hắn. Tên béo họ Lý ở muốn Đinh Tiểu Ninh số điện thoại di động sau, hắn cũng mang theo hắn tiểu bạn gái Hoa Hiểu Rong khẩn đi theo sát tới. Co quắp ngồi dưới đất hồ tỷ, nhìn thấy Đinh Tiểu Ninh lập tức liền trở thành tiền lương 20 vạn tổng giám đốc. Trong lòng nàng là ước ao ghen tị, trong lòng là hối hận cực kỳ, nếu như nàng ở gặp phải Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh thời điểm, khách khí một ít, mới vừa mới có thể đứng ở Diệp Thần Phong bên này, như vậy cái này tổng giám đốc hay là chính là nàng, chỉ là phía trên thế giới này không có nếu như. Đinh Tiểu Ninh nhìn Diệp Thần Phong đi xa bóng lưng, nàng chăm chú cắn môi, nếu trời cao cho nàng một cơ hội như vậy nàng liền nhất định phải khỏe mạnh quý trọng. Rất nhiều năm sau, ở Đinh Tiểu Ninh trở thành một tên thành công nữ xí nghiệp ra thời điểm, nàng ở tham gia một lần thăm hỏi bên trong, từng nói một câu nói như vậy, từ trước là một cái như gió nam nhân, cho ta một cơ hội, vì lẽ đó ta mới leo lên cái này sân khấu, bóng lưng của hắn cùng tướng mạo, ta đến nay cũng còn không có quên. Chương 799, Diệp Thần Phong nhất định phải tử. Thúy Hương Lâu ở Ba Châu Thị chính là một nhà phi thường có danh tiếng quán cơm. Đặc biệt là trong đó mấy đạo đặc sắc ăn sáng rất được khách hàng vây đỡ, hơn nữa Thúy Hương Lâu bên trong trang sức cổ sắc cổ hương, loại kia đặc thù ý nhị tổng hội hấp dẫn nối liền không dứt khách mời. Thúy Hương Lâu chứ thiên số 2 bên trong bao xương, trên bàn ăn bày ra chừng 10 nói mỹ vị món ngon, có thể nói là sắc hương vị đầy đủ. Diệp Thần Phong, Hạ Tử Ninh, tên béo họ Lý cùng Hoa Hiểu Rong ngồi vây quanh ở trước bàn ăn. Tên béo họ Lý là nghe nói Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh còn chưa có ăn cơm, vì lẽ đó hắn mới đề nghị đến Thúy Hương Lâu. Tên béo họ Lý cho Diệp Thần Phong đổ đầy một ly rượu đỏ, sau đó hắn cũng cho mình rót một chén, hướng về Diệp Thần Phong giơ chén rượu lên, nói rằng, lão đại, chúng ta nhưng thật lâu không ngồi cùng một chỗ ăn cơm, chén rượu này ta tên béo họ Lý mời ngươi. Tên béo họ Lý trực tiếp đem rượu đỏ trong ly cho một cái khô rồi. Diệp Thần Phong không nói hai lời đồng dạng một cái cạn một chén rượu đỏ, hỏi, tên béo họ Lý, gần nhất người quản lý Đằng Thiên Xưởng chế thuốc phát triển làm sao? Còn có ta giao cho hầu tử quản lý đổi mới khoa học kỹ thuật mạng lưới công ty phát triển tới trình độ nào? Diệp Thần Phong hỏi ra hai vấn đề này thời điểm, trong lòng đúng là có chút thật không tiện, lúc trước hắn cái này hất tay trưởng quỹ nhưng là suý phi thường triệt để, hắn đem Đằng Thiên Xưởng chế thuốc xong giao tất cả cho tên béo họ Lý quản lý. Lại mà hắn lại giao cho hầu tử rất nhiều mạng lưới phần mềm các loại chờ khai phá tiên tiến tư liệu, liền để hầu tử chính mình đi sáng lập một nhà mạng lưới công ty. Nhắc tới chuyện công tác, tên béo họ Lý lập tức trở nên tưởng thật rồi lên, nói rằng, lão đại, Đằng Thiên Xưởng chế thuốc gần nhất phát triển tốt vô cùng, có thể nói bây giờ Đằng Thiên Xưởng chế thuốc so với Ấn Sao Kỳ còn muốn như bê, quốc nội dược phẩm sinh sản cơ hồ bị chúng ta xưởng chế thuốc cho lũng đoạn. Bước kế tiếp ta chuẩn bị chân chính tiến quân nước ngoài dược phẩm thị trường. Cho tới hầu tử quản lý đổi mới khoa học kỹ thuật mạng lưới công ty cũng là phát triển khí thế hừng hực, không có chút nào so với Đằng Thiên Xưởng chế thuốc tiền lời kém, mỗi cái quý tiền lời ta cùng hầu tử đều sẽ đánh đến lão đại ngươi thẻ ngân hàng bên trong. Phỏng chừng lão đại ngươi hiện tại thẻ ngân hàng bên trong hẳn là ít nói cũng có 70, 80 trăm triệu. Nguyên bản hẳn là còn muốn có càng nhiều. Chỉ là hiện nay Đằng Thiên Xưởng chế thuốc cùng đổi mới khoa học kỹ thuật mạng lưới công ty, còn vẫn nằm ở giai đoạn phát triển, muốn đầu tư xuống tiền cũng phi thường khổng lồ. Nghe xong tên béo họ Lý tự thuật, Diệp Thần Phong trong lòng là phi thường thỏa mãn, nói rằng, tên béo họ Lý, ta biết ngươi cùng hầu tử hiện tại khẳng định rất khổ cực. Ta cái này hất tay trưởng quỹ khi, làm quá triệt để, ta
ta quyết định đem Đằng Thiên Xưởng chế thuốc cổ phần cho ngươi 1/5, mà đổi mới khoa học kỹ thuật mạng lưới cổ phần của công ty cho Hầu Tử 1/5. Không được, lão đại, ta không thể muốn, Hầu Tử khẳng định cũng sẽ không cần. Tên béo họ Lý trực tiếp một tiếng cự tuyệt, Đằng Thiên Xưởng chế thuốc cổ phần 1/5. Tên béo họ Lý biết đây là một cái phi thường đáng sợ con số. Hắn có thể có ngày hôm nay đều là bởi vì lão đại Diệp Thần Phong, bây giờ hắn làm sao có thể nhận lấy này 1/5 cổ phần đây. Nhìn thấy tên béo họ Lý một mặt kiên quyết dáng vẻ, Diệp Thần Phong trong lòng là cười khổ lắc lắc đầu, tên béo họ Lý cùng Hầu Tử đối với hắn là trung thành tuyệt đối, đối xử huynh đệ của chính mình, Diệp Thần Phong luôn luôn là cực kỳ hào phóng, bây giờ tiền theo Diệp Thần Phong cũng thuần túy chỉ là một con số mà thôi. Đem Đằng Thiên Xưởng chế thuốc cùng đổi mới khoa học kỹ thuật mạng lưới cổ phần của công ty cho một ít tên béo họ Lý cùng Hầu Tử, cũng không nóng lòng hiện tại nhất thời. Các loại chờ lần sau gặp được Hầu Tử sau khi, lại đem chuyện nào nói ra cũng giống như vậy. Liền Diệp Thần Phong cũng liền không nói thêm gì, thuận miệng nói rằng, được rồi, vậy chuyện này chúng ta sau này hãy nói, ta ngày mai sẽ phải trở lại kinh thành, tên béo họ Lý ngươi còn muốn ở Ba Châu Thị ngốc bao lâu? Lão đại! Bây giờ Ba Châu Thị phân xưởng vẫn còn kiến thiết giai đoạn, ta nguyên bản cũng dự định 2 ngày nay muốn trở lại kinh thành một chuyến, nếu lão đại ngày mai muốn cùng chị dâu đồng thời trở lại kinh thành, như vậy ta và các ngươi đồng thời trở về đi thôi. Tên béo họ Lý nói rằng, khặc khặc khặc, trong miệng chính đang dùng bữa Hạ Tử Ninh lại nghe được tên béo họ Lý xưng hô nàng là đại tẩu, sắc mặt mắc cỡ đỏ chót cực kỳ, một cái căng thẳng bị món ăn cho sang đến, trong cổ họng đột nhiên một trận ho khan. Diệp Thần Phong cũng không có lại giải thích hắn cùng Hạ Tử Ninh quan hệ, có một số việc là càng giải thích càng phiền phức, cười nói, vậy ngày mai chúng ta liền đồng thời trở lại kinh thành. Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh các loại chờ, người ở Thúy Hương lâu lúc ăn cơm, cổ vũ giới đỉnh cấp thế lực bên kia là một đoàn loạn. Thiên Sơn Môn trong phòng nghị sự. Một nhóm thế lực Vân Thiên Tông Tông chủ Vương Chúng Thiên, Thiên Sơn Môn trưởng Môn Phương Chí Dũng, Thiên Sơn Môn đại trưởng Lão Thu Nguyên Long. Thiếu một điều cánh tay trái hai trưởng lão Lỗ Đấu Văn, cùng với Vạn Độc Môn trưởng Môn Khang Bách Âm đều ở đây. Những người này trên mặt vẻ mặt đều âm trầm cực kỳ, Vân Thiên Tông thiếu tông chủ bị Diệp Thần Phong cho giết, Thiên Sơn Môn con của trưởng môn, Thiên Sơn Môn đại trưởng lão Tôn Tử cùng ngoại tôn, cùng với Thiên Sơn Môn hai vị trưởng lão cùng hai tên cảnh giới tiên thiên đệ tử cũng bị Diệp Thần Phong cho giết. Cho tới Vạn Độc Môn, không chỉ có Tàng Bảo Các bị Diệp Thần Phong cho thiêu hủy. Hơn nữa hai tên trưởng lão đồng dạng là bị Diệp Thần Phong cho giết, điều này làm cho Vạn Độc Môn là nguyên khí đại thương. Vì lẽ đó, thử hỏi ở đây tâm tình của những người này lại sẽ tốt hơn chỗ nào? Đặc biệt là bị Diệp Thần Phong âm, thiếu một cánh tay Thiên Sơn Môn hai trưởng lão Lỗ Đấu Văn, trong lòng của hắn đối với Diệp Thần Phong căm hận là đến cực điểm. Những này di này ba đại môn phái vẫn ở đỉnh cấp thế lực bên này siêu tầm Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh tung tích. Tương tự đem cửa ra vào toàn bộ phong tỏa ngăn cản, nhưng đáng tiếc chính là Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh so với này ba đại môn phái động tác phải nhanh một bước, ở này ba đại môn phái phong tỏa cửa ra vào thời điểm, Diệp Thần Phong cũng đã mang theo Hạ Tử Ninh lén lút rời đi cổ vũ giới. Vương Tông Chủ, chúng ta như vậy siêu tầm xuống cũng không phải biện pháp, nói không chắc Diệp Thần Phong tiểu xúc sinh kia đã rời đi cổ vũ giới, chúng ta này thuần túy là đang lãng phí thời gian. Ở đây Vân Thiên Tông Tông chủ Vương Chúng Thiên địa vị tối cao, Vạn Độc Môn trưởng Môn Khang Bách Âm quay về Vương Chúng Thiên nói rằng, từng chữ từng câu là nói nghiến răng nghiến lợi, nguyên bản hắn đem suy nghĩ động đến Diệp Thần Phong trên người, ai biết cuối cùng dĩ nhiên trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Khang trưởng Môn nói không sai, Diệp Thần Phong tiểu xúc sinh này âm hiểm giả dối, nếu như tiểu xúc sinh này rơi xuống trong tay ta, ta nhất định phải đem hắn lột ra rút gân. Thiếu một cánh tay Thiên Sơn Môn hai trưởng lão Lỗ Đấu Văn phẫn nộ khóe miệng không ngừng mà co giật. Vương Chúng Thiên trong con ngươi tuy rằng âm trầm cực kỳ, nhưng hắn không có như còn lại người khác như thế không kiềm chế được nỗi lòng, quả nhiên không hổ là một nhóm thế lực tông chủ, hắn trầm tư chỉ chốc lát sau, ngữ khí âm lạnh lợi hại, gần nhất chúng ta bởi vì lục soát Diệp Thần Phong, ở đỉnh cấp thế lực bên này gây nên không nhỏ động tĩnh, rất nhiều môn phái đều nhìn chằm chằm chúng ta đây. Huống hồ chúng ta đỉnh cấp thế lực bên này có một cái hạn chế, chính là kỳ môn dưới đệ tử không thể bước vào thế tục giới. Vạn Độc Môn trưởng Môn Khang Bách Âm vừa nghe liền lập tức cuống lên, hỏi, Vương Tông Chủ,
vậy chúng ta liền như thế buông tha Diệp Thần Phong sao? A, à, Vương Chúng Trời lạnh nở nụ cười một tiếng, nói rằng, buông tha Diệp Thần Phong. Ta cũng không có ý định này, chúng ta trước tiên ở đỉnh cấp thế lực bên này chậm rãi tìm tòi Diệp Thần Phong tung tích, chúng ta tuy rằng không thể bước vào thế tục giới, có thể nhất lưu, hai lưu thế lực người bên kia có thể bước vào thế tục giới. Để những người kia thay chúng ta đi thế tục giới điều tra, nếu như Diệp Thần Phong thật sự trở lại thế tục giới, chúng ta lại nghĩ cách đem Diệp Thần Phong trảo về cổ vũ giới đến, để Diệp Thần Phong ở vô tận trong thống khổ chết đi. Vẫn không mở miệng Thiên Sơn môn trưởng môn Phương Chí Dũng, hắn nghe xong Vương Chúng Thiên sau, phi thường gật đầu đồng ý, nói rằng, Vương Tông Chủ nói không sai, hiện tại muốn đối phó Diệp Thần Phong không vội vàng được, nhất định phải từng bước đi, bằng vào chúng ta ba đại sức mạnh của môn phái, chỉ là một cái Diệp Thần Phong, sớm muộn cũng sẽ rơi xuống trong tay chúng ta. Diệp Thần Phong nhất định phải tử, thân nhân của hắn cũng phải chết, chúng ta muốn cho Diệp Thần Phong tận mắt, thân nhân của hắn tử ở trước mặt của hắn, ta nghĩ như vậy hắn nhất định sẽ phi thường thống khổ. Khang Bách Âm cười lạnh nói. Sự tình trước tiên như thế định, chúng ta kế tục ở đỉnh cấp thế lực bên này siêu tầm Diệp Thần Phong tung tích, sau đó sẽ liên hệ nhất lưu, hai lưu thế lực người bên kia, để bọn họ đi một chuyến thế tục giới. Vương Chúng Thiên vỗ bàn nói. Được, liên hệ nhất lưu, hai lưu thế lực người bên kia, chuyện này liền giao cho chúng ta Thiên Sơn môn đến làm, nếu như chúng ta mở miệng, ta nghĩ nhất lưu, hai lưu thế lực bên kia môn phái, nhất định sẽ như các ba cẩu như thế đến chủ động liếm chúng ta bàn chân. Thiên Sơn môn trưởng môn Phương Chí Dũng nói rằng. Chương 800, sư phụ, lần này chỉ có thể ngươi ra tay rồi. Ngày thứ hai, chiều dương vừa mọc lên từ phương đông thời điểm. Diệp Thần Phong cùng Hạ Tử Ninh các loại chờ cả đám, liền ngồi lên rồi bay thẳng kinh thành máy bay. Tối ngày hôm qua đang ngủ trước, Diệp Thần Phong nhận được Diệp Lão Gia Tử điện thoại, Diệp Lão Gia Tử để Diệp Thần Phong tỏa lên phi cơ trước đó cho hắn đánh một cú điện thoại, vì lẽ đó Diệp Thần Phong cũng là nghe theo. Sau mấy tiếng, một chiếc từ Ba Châu Thị bay đi kinh thành máy bay, vững vàng đến kinh thành phi trường quốc tế. Khi, làm, Diệp Thần Phong các loại chờ người từ phi trường đi xuống, đi ra sân bay thời điểm, bọn họ phát hiện ngoài phi trường đứng rất nhiều cầm trong tay hỏa lực vũ khí vũ kinh. Những này vũ kinh phân biệt đứng ở một chiếc dài hơn bản xe con bốn phía, hẳn là đang bảo vệ kiệu người trong xe. Này lượng dài hơn bản xe con bên trong ngồi chính là Diệp Lão Gia Tử Diệp Trấn Hồng cùng Vũ Lão Gia Vũ An Quốc. Diệp Lão Gia Tử nhìn đồng hồ, nói rằng, An Quốc, Thần Phong hẳn là gần như đến sân bay. Chúng ta xuống xe đi. Vũ Lão Gia gật gật đầu trước tiên đi xuống xe, ở hai vị này Lão Gia Tử đi sau khi xuống xe, đứng ở bốn phía vũ kinh trở nên càng thêm kinh giác, Diệp Lão Gia Tử liếc mắt liền thấy từ sân bay bên trong đi ra tôn tử Diệp Thần Phong. Đương nhiên Diệp Lão Gia Tử bên này như thế dễ thấy, Diệp Thần Phong cũng nhìn thấy Diệp Lão Gia Tử cùng Vũ Lão Gia, liền, hắn liền dẫn Hạ Tử Ninh các loại chờ người hướng về Diệp Lão Gia Tử bên này đi tới. Gia Gia, Vũ Gia Gia, hai người các ngươi làm sao đến sân bay tiếp ta? Diệp Thần Phong phi thường có lễ phép hướng về hai vị Lão Gia Tử đánh một tiếng bắt chuyện. Tinh khí nôn nóng Vũ Lão Gia, nói rằng, Thần Phong, hiện tại không phải hàn huyên thời điểm, người trước tiên mau mau cùng chúng ta đi một chuyến kinh thành hội nghị cấp cao thất. Có một số việc hiện tại chỉ có ngươi có thể làm được. Đúng đấy, Thần Phong, An Quốc nói không sai, chúng ta vừa đi. Vừa cùng ngươi giải thích đi, Diệp Lão Gia Tử nhíu chặt lông mày nói rằng. Từ lúc ngày hôm qua trong điện thoại, Diệp Thần Phong liền nghe ra hai vị Lão Gia Tử thanh âm mệt mỏi, trước mắt nhìn thấy hai vị Lão Gia Tử như vậy sốt ruột, Diệp Thần Phong khẳng định nước Hoa là phát sinh cái gì nghiêm trọng sự tình, hiện tại hai vị Lão Gia Tử đều tự mình tới đón hắn, hắn đương nhiên chỉ có thể là đi một chuyến. Diệp Thần Phong quay về phía sau tên béo họ Lý, nói rằng, tên béo họ Lý. Ngươi trước tiên giúp Hạ Tử Ninh sắp xếp một thoáng nơi ở, chờ ta xử lý xong trong tay sự tình sau khi, sẽ liên lạc lại các ngươi. Tên béo họ Lý nhìn thấy hai vị chỉ có ở tin tức trên mới có thể nhìn thấy lão nhân. Hắn tuy rằng thân là Đằng Thiên Xưởng chế thuốc quản lý người, tâm lý tố chất đã không phải dĩ vãng có thể so với, nhưng hắn vẫn là căng thẳng yết hầu khô khốc, vội vàng trả lời, lão đại. Ngươi liền yên tâm được rồi, ta nhất định đem chị dâu nơi ở cho an bài xong. Cho tới đứng ở tên béo họ Lý bên cạnh Hoa Hiểu Rong,
nàng đang nhìn đến diện hai vị trí đầu một cái hắt hơi đều có thể để nước hoa run ba run lão nhân sau, nàng đã sớm là hoang mang lo sợ, cả người thẳng tắp đứng tại chỗ. Hạ Tử Ninh đúng là không có biểu hiện ra bất kỳ thất thố vẻ mặt, Diệp Thần Phong quay về Hạ Tử Ninh đầu đi tới một vệt xin lỗi ánh mắt, nói rằng ta trước hết để cho tên béo họ Lý giúp ngươi sắp xếp một thoáng nơi ở, ngươi có vấn đề hay không? Hạ Tử Ninh bây giờ đã theo Diệp Thần Phong đi tới thế tục giới, nàng đương nhiên sẽ không đưa ra cái gì hà khắc yêu cầu. Lắc lắc đầu, trực tiếp nói, không thành vấn đề. Ở sắp xếp xong Hạ Tử Ninh sự tình sau khi, Diệp Thần Phong liền cùng hai vị lão gia tử ngồi lên rồi dài hơn bản xe con bên trong. Trạm ở kinh thành phi trường quốc tế bên ngoài, nhìn dài hơn bản xe con chậm rãi biến mất ở trong tầm mắt Hạ Tử Ninh, nàng mở miệng hỏi, vừa nãy cái kia hai vị lão nhân địa vị rất cao sao? Diệp Thần Phong cùng bọn họ là quan hệ gì? Tên béo họ Lý cũng không biết Hạ Tử Ninh là cổ vũ giới bên trong người, khi nghe đến Hạ Tử Ninh cái vấn đề này sau, con mắt trợn tròn lên, khó mà tin nổi nhìn Hạ Tử Ninh, hỏi, đại tẩu, người lẽ nào không có ở TV tin tức trên từng thấy này hai vị lão nhân sao? Từ hôm qua đến hiện tại tên béo họ Lý vẫn xưng hô Hạ Tử Thà làm đại tẩu, điều này cũng làm cho Hạ Tử Ninh đã có miễn dịch năng lực, chỉ là gò má hơi có chút ửng hồng, trực tiếp lắc lắc đầu. Tên béo họ Lý thấy Hạ Tử Ninh lắc đầu, miệng hắn bên trong thổ thở ra một hơi, nói rằng, đại tẩu, này hai vị lão nhân nhưng là nước hoa cao tầng, trong đó một vị là lão đại thân gia gia. Nhìn thấy Hạ Tử Ninh một bộ trầm tư dáng dấp, tên béo họ Lý kế tục hỏi, đại tẩu, người sẽ không phải ngay cả lão đại thân phận thực sự cũng không biết chứ. Lão đại nhưng là nước hoa cao cấp nhất thái tử gia, có thể nói như vậy một câu, lão đại có thể ở nước hoa nghênh ngang mà đi. Nghe xong tên béo họ Lý nước miếng văng tung tóe tự thuật sau khi, Hạ Tử Ninh đúng là đối với Diệp Thần Phong ở thế tục giới thân phận có nhất định hiểu rõ, nàng không nghĩ tới Diệp Thần Phong ở thế tục giới địa vị đã vậy còn quá ngưu bê. Ngồi ở dài hơn bản kiệu trong xe Diệp Thần Phong, hắn yên tĩnh nghe hai vị lão gia tử nói chuyện, rõ ràng hiểu rõ hai vị lão gia tử nôn nóng nguyên nhân. Hóa ra là Nam Cảng xảy ra chuyện, Nam Cảng làm nước hoa một cái đặc thù khu vực. Nước hoa đương nhiên là phi thường lưu ý Nam Cảng. Ngay khi trước một tháng, Nam Cảng xuất hiện một loại cực kỳ đặc thù bệnh truyền nhiễm, hơn nữa loại này bệnh truyền nhiễm truyền bá tốc độ cực kỳ nhanh, Nam Cảng địa phương chữa bệnh bộ ngành căn bản là không có cách khống chế, liền trị liệu loại này bệnh truyền nhiễm thuốc cũng nghiên cứu chế tạo không ra, có thể nói hiện tại Nam Cảng nằm ở trong một mảnh hỗn loạn, nếu như lại để tình thế như vậy tiếp tục phát triển, chỉ sợ sẽ làm cho những quốc gia khác người thừa lúc vắng mà vào. Đương nhiên căn cứ Diệp lão gia tử cùng Vũ lão gia từng nói, loại này bệnh truyền nhiễm vốn là đảo quốc người mang đi Nam Cảng, hiện tại căn cứ ban ngành liên quan điều tra, ở Nam Cảng còn phát hiện đảo quốc ninja tung tích, xem ra tất cả những thứ này đều là đảo quốc kế hoạch một hồi âm mưu. Bây giờ nước Hoa cũng phái y học quyền uy đi tới Nam Cảng hiệp trợ chống đỡ loại này bệnh truyền nhiễm, đi về phía Nam Cảng y học quyền uy là kinh thành quân khu bệnh viện viện trưởng Đoạn Nam. Tương tự Đoạn Nam ông lão này cũng là Diệp Thần Phong trên danh nghĩa đồ đệ. Ở cho Diệp Thần Phong đơn giản tự thuật hoàn chỉnh chuyện sau khi, tính khí táo bạo Vũ lão gia Vũ An Quốc, quát lên, những này đảo quốc quy tôn tử, không dám chính diện cùng chúng ta nước Hoa đối kháng, chỉ có thể sái một ít âm mưu quỷ kế, ta hận không thể lập tức đá bạo đảo quốc lãnh đạo tối cao người trứng chim. Được rồi, An Quốc, người cũng không muốn khí hỏng rồi thân thể, vì những này đảo quốc quy tôn tử không đáng. Diệp lão gia tử ở một bên khuyên bảo Vũ lão gia. Đồng dạng, mặt khác, kinh thành hội nghị cấp cao trong phòng. Số 1 thủ trưởng Dư Năm được mùa cùng số 2 thủ trưởng Dương Sa các loại chờ, một các vị cấp cao đều ở đây, trước mắt những cao tầng này trên mặt đều là mặt ủ mày chau. Ở phòng họp phía trước nhất có một cái to lớn video điện thoại, ở trong màn ảnh có một ông lão này chính là cách xa ở Nam Cảng kinh thành quân khu bệnh viện viện trưởng Đoạn Nam. Nam Cảng tình huống càng ngày càng gay gâu, nếu như còn tiếp tục như vậy, e sợ Nam Cảng rất nhiều thị dân đều muốn bạo chuyển động, hơn nữa chúng ta chữa bệnh đoàn đội đã không chỉ một lần gặp phải đảo quốc ninja tập kích, làm cho tất cả mọi người đều là lòng người bàng hoàng, căn bản không có kinh lực đi nghiên cứu chế tạo hóa giải bệnh truyền nhiễm thuốc. To lớn trong màn ảnh Đoạn Nam than thở nói rằng, Đoàn viện trưởng, lần này đúng là khổ cực các ngươi. Các ngươi nhất định phải mau chóng nghiên cứu chế tạo ra trị liệu loại này bệnh truyền nhiễm thuốc đến A.
Mặc kệ trả bất cứ giá nào, chúng ta đều muốn bảo vệ Nam Cảng bình an, không thể lại để những quốc gia khác lấy Nam Cảng vì là chỗ đột phá, lần thứ hai xâm lược chúng ta. Số một thủ trưởng Dư Năm được mùa phi thường trịnh trọng nói. Chuyện đến nước này, chúng ta cũng chỉ có thể làm hết sức, bất quá, loại này bệnh truyền nhiễm cực kỳ phức tạp, ta xem lấy hiện tại chúng ta nắm giữ chữa bệnh trình độ rất khó nghiên cứu chế tạo ra trị liệu thuốc đến. Đoạn Nam lắc đầu nói rằng, trong đầu không khỏi nghĩ nổi lên sư phụ của hắn Diệp Thần Phong bóng người. Mà ngay tại lúc này, cửa phòng họp bị đẩy ra, Diệp lão gia tử cùng Vũ lão gia mang theo Diệp Thần Phong đi vào trong phòng họp. Hai vị này lão gia tử không có đem ngày hôm nay Diệp Thần Phong trở về tin tức nói cho người khác biết, chỉ nói là ngày hôm nay muốn đi đón một người, sẽ trễ một chút tới tham gia hội nghị cấp cao. Khi làm trong phòng họp một các vị cấp cao nhìn thấy Diệp Thần Phong thời điểm, bọn họ mỗi một người đều có chút ngây người, mà ở trong màn ảnh quân khu bệnh viện viện trưởng Đoạn Nam nhìn thấy Diệp Thần Phong thời điểm, cả người hắn lập tức trở nên cực kỳ kích động. Hắn không chỉ một lần đề nghị muốn cho Diệp Thần Phong cũng gia nhập vào lần này cứu vớt Nam Cảng trong hành động, nhưng đáng tiếc chính là không có một người có thể liên lạc với Diệp Thần Phong. Có cứu, chỉ cần sư phụ ra tay, loại này bệnh truyền nhiễm nhất định có thể lập tức khống chế lại. Trong màn ảnh Đoạn Nam hô hấp dồn dập nói rằng. Ngược lại, Đoạn Nam lại bình phục một thoáng tâm tình, quay về Diệp Thần Phong nói thật, sư phụ, lần này Nam Cảng sự tình chỉ có thể ngươi ra tay rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 40.